Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 1041, rụt rè hay phóng túng. Vương Tử Quân căn bản rất có ý làm mật thiết mối quan hệ với một người trong ban ngành có thực quyền như chủ nhiệm Lục, nhưng bây giờ hắn thật sự không muốn rời đi. Khi hắn có chút do dự, chợt nghe thấy chủ nhiệm Lục nói. Cậu mau đến đây, cơ hội là khó có được, nếu cậu do dự thì tôi sẽ chạy đến kéo đi. Chủ nhiệm Lục tuy mở miệng nói lời trêu chọc nhưng lại toát ra vài phần cảm giác về sự ưu việt của một lãnh đạo bộ và ủy ban trung ương. Mặc dù trong lúc kết giao thì hắn luôn tỏ ra nho nhã lễ độ với Vương Tử Quân, thậm chí còn có chút khách khí, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy tư thái của chủ nhiệm Lục là rất tốt. Điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy mình có thể diện, lại cảm thấy chính mình có vài giới hạn mà căn bản không thể nào tùy tiện vượt qua. Vương Tử Quân là người hành tẩu quan trường nhiều năm, biết rõ tâm lý của chủ nhiệm Lục. Những người làm quan đến cấp bậc như vậy ngẫu nhiên nói vài lời hay có hành động lôi kéo anh, cũng tuyệt đối không phải là đang muốn kéo khoảng cách và làm mật thiết mối quan hệ với mình, cũng không phải là muốn thu nạp chính mình vào trong vòng quan hệ của người ta. Chỉ khi nào bảo trì mối quan hệ thích hợp, như vậy anh mới có thể đứng bên ngoài kính ngưỡng và có được sự tôn trọng thích hợp hơn. Lúc này chủ nhiệm Lục nói một cách tuyệt đối như vậy, nói rằng có người cần giới thiệu cho mình, người kia sẽ là ai chứ? Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn nhanh chóng ôm con trai Tiểu Bảo Nhi lên rồi nói. Con trai, bố có việc cần phải ra ngoài một chút. Con là một người đàn ông, con nhất định sẽ phải theo sát mẹ, không cho mẹ động vào máy tính, con trai có thể làm được không? Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu tử kia chợt ưỡn ngực, sau đó lớn tiếng nói. Hơn phút sau Vương Tử Quân đã gặp mặt chủ nhiệm Lục trong một căn tứ hợp viện trông khá bình thường, lúc này chủ nhiệm Lục đang đứng chung với một người đàn ông hơn 40 tuổi. Tuy hai người này đứng song song với nhau, thế nhưng nhìn vào tư thái của hai người, Vương Tử Quân vẫn biết được ai là người làm chủ. Chủ nhiệm Lục là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách trung ương, lại đứng có hơi kém so với người đàn ông trung niên kia. Vương Tử Quân thầm suy đoán về thân phận của người đàn ông trung niên kia, hắn đi xuống xe, vừa đi vừa chào hỏi chủ nhiệm Lục. Chủ nhiệm Lục thấy Vương Tử Quân thì mỉm cười tiến lên chào đón, sau đó cười nói. Tiểu Dương, đây là bí thư Vương, Vương Tử Quân. Làm một người trung gian trong quan trường thì đều có quy củ bất thành văn khi giới thiệu người, ai trước ai sau đều rõ ràng. Chủ nhiệm Lục là người chìm nổi quan trường lâu năm, tất nhiên sẽ không phạm vào chút sai lầm nhỏ nhặt nào. Trước tiên hắn giới thiệu Vương Tử Quân cho người được gọi là Tiểu Dương, điều này chứng tỏ trong suy nghĩ của hắn thì Tiểu Dương quan trọng và tôn quý hơn Vương Tử Quân. Người kia sau khi nghe được lời giới thiệu của chủ nhiệm Lục thì cười tủm tỉm đi đến vươn tay nói với Vương Tử Quân. Chào bí thư Vương, tôi thật sự kính ngưỡng đại danh của anh từ lâu, tôi là Vũ Tiểu Dương. Vương Tử Quân nghe cái tên Vũ Tiểu Dương mà chợt cảm thấy chấn động, dù đây là lần đầu tiên hắn được gặp mặt Vũ Tiểu Dương, thế nhưng cái tên của đối phương như sấm bên tai, căn bản là quá quen thuộc. Chào chủ nhiệm Lục. Vương Tử Quân tiến lên một bước, sau đó bắt chặt tay Vũ Tiểu Dương. Người này thật sự khó lường, bản thân có chức vụ hiển hách, đừng nói là vị lãnh đạo đứng phía sau. Tử Quân, Tiểu Dương nghe nói chúng ta là bạn học, thế cho nên nói tôi mời cậu ra đây, để chúng ta cùng uống vài ly. Tiểu Dương bề bộn công tác, cơ hội như lúc này là khó thể tìm được. Chủ nhiệm Lục nở nụ cười sáng lạn, giọng nói càng thêm nhiệt tình. Căn tứ hợp viện nơi này là khá bình thường, nhưng bên trong thì cực kỳ gọn gàng và thanh nhã, dụng cụ theo đúng phong cách Minh Thanh, làm cho người ta căn bản không còn biết rõ mình đang ở chỗ nào. Nhân viên phục vụ mặc sườn xám càng phụ trợ cho không gian nơi này càng thêm cao quý. Nơi đây cũng căn bản không có trình tự gọi thức ăn, ba người vừa ngồi xuống thì có một bình trà nóng được dâng lên. Chủ nhiệm Lục được Vương Tử Quân và Vũ Tiểu Dương đề cử vị trí chủ vị, hắn chợt cười ha hả nói. Hôm nay hai cậu khiêm nhường như vậy, tôi đây nếu từ chối cũng là bất kính. Chúng ta ngồi cùng một chỗ với nhau cũng xem như là duyên phận, sau này cũng mong hai cậu giúp đỡ cho vài phần. Vương Tử Quân ngồi bên phải chủ nhiệm Lục, mặc dù hắn đang cười nhưng không lên tiếng. Hắn thầm hiểu chủ nhiệm Lục nói những lời này cho hai người nghe, thế nhưng thực tế thì người chủ yếu được nghe chính là Vũ Tiểu Dương. Với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân thì căn bản không thể nào giúp đỡ được gì cho chủ nhiệm Lục,
khác biệt là chủ nhiệm Lục còn giúp đỡ được hắn nhiều thứ. Nhưng Vũ Tiểu Dương thì lại khác, Vũ Tiểu Dương là người ở bên cạnh lãnh đạo cấp cao, vào đúng thời điểm quan trọng chỉ cần nói tốt cho chủ nhiệm Lục vài ba câu thì kết quả cũng là khác biệt lớn. Vũ Tiểu Dương giống như đã được nghe rất nhiều những lời giống như thế này, thế cho nên chỉ mỉm cười từ chối cho ý kiến, thái độ căn bản là lập lờ nước đôi. Là người ở trong quan trường, thật sự rất khó để biểu hiện một thái độ rõ ràng, thậm chí không biểu hiện thái độ còn tốt hơn cả lên tiếng biểu hiện. Mặc kệ sự việc biến đổi như thế nào thì quyền lên tiếng cũng nằm trong tay mình, như vậy tiến có thể công và lùi có thể thủ. Chủ nhiệm Lục là người thông minh, hắn cũng là người nói đến đúng điểm thì dừng. Lúc này hắn đã nói xong, hắn cũng không tiếp tục huyên náo ở phương diện này, hắn chợt thay đổi chủ đề, nói đến những chuyện trong nước. Vị trí của chủ nhiệm Lục căn bản làm cho hắn nắm giữ được nhiều chuyện kỳ bí so với các vị lãnh đạo bình thường khác, Vũ Tiểu Dương thì căn bản không cần phải nói, mỗi ngày đều phải liên hệ với lãnh đạo, thế cho nên những gì biết được cũng không phải là người thường có thể so sánh được. Nói chuyện ở phương diện này vốn là điểm mạnh của hai người chủ nhiệm Lục và Vũ Tiểu Dương, thế nhưng Vương Tử Quân lại là người có ký ức hai đời người, thế nên hắn căn bản có thể vượt qua và áp chế cả hai người đối diện. Anh Lục, thời điểm nguy cơ tài chính vừa đi qua, lúc này lãnh đạo rất coi trọng đến phương diện phát triển kinh tế trong nước. Vũ Tiểu Dương nâng ly rượu lên uống một ngụm rồi nói. Chủ nhiệm Lục cười nói. Đơn vị chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu các phương hướng chấn hưng kinh tế, rất nhiều người cho rằng sau nguy cơ tài chính thì sẽ có một xu thế phát triển mới đang chờ đón, nhưng phải thúc đẩy như thế nào thì có rất nhiều tranh luận. Vương Tử Quân thỉnh thoảng nói vào vài câu, thế nhưng đại đa số sau này đều lắng nghe hai người Vũ Tiểu Dương và chủ nhiệm Lục lên tiếng. Dù sao hắn và Vũ Tiểu Dương còn chưa quá quen thuộc, nếu mở lời lôi kéo quá nhiều thì căn bản là cấm kỵ. Bí thư Vương, cậu là người sáng tạo ra tốc độ phát triển cao vời của thành phố La Nam, cậu có ý kiến gì với kinh tế trong nước không? Vũ Tiểu Dương nói vài câu với chủ nhiệm Lục, sau đó đột nhiên quay sang hỏi Vương Tử Quân. Chủ nhiệm Lục ngồi cười tủm tỉm ở phía bên kia, hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Hắn và Vũ Tiểu Dương có quan hệ khá tốt, cũng thường xuyên qua lại dùng cơm với nhau, thế nhưng đại đa số thời điểm đều là do hắn mở miệng mời cơm. Hôm nay một người ở bên cạnh lãnh đạo trung ương như Vũ Tiểu Dương lại chủ động mời chủ nhiệm Lục dùng cơm, lại nhắc nhở hắn mời khách là Vương Tử Quân. Tuy lý do của Vũ Tiểu Dương căn bản là khá khéo léo, thế nhưng cảm giác khéo léo đó căn bản không thể nào gạt được một người lão luyện quan trường như chủ nhiệm Lục. Xem ra Vương Tử Quân thật sự giống như nhận định của đa số mọi người, rõ ràng đây là một người hợp ý đế vương, nếu không thì Vũ Tiểu Dương sẽ căn bản không đến mời cơm. Lại càng không đến mức ném chủ đề lên người Vương Tử Quân vào lúc này. Vương Tử Quân cũng có chút cảm giác như chủ nhiệm Lục, hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Tình thế phát triển kinh tế sau nguy cơ tài chính là điều khẳng định, hơn nữa sau nguy cơ lần này thì kinh tế trong nước sẽ tiến vào giai đoạn hát vang tiến mạnh, còn phương diện xúc tiến phát triển kinh tế như thế nào, tôi cho rằng. Kiếp trước Vương Tử Quân đã đọc qua không ít sách nghiên cứu kinh tế, đặc biệt là những bài luận trên báo. Lúc này Vũ Tiểu Dương lên tiếng đặt vấn đề, hắn nhanh chóng dựa vào vài bài viết kiếp trước để lên tiếng. Nội dung những bài luận mà Vương Tử Quân dựa vào để nói ra căn bản đều đã được thực tế kiểm chứng, tất cả đều chính xác, nhưng hắn cũng không quên sửa lại những sai lầm nhỏ bên trong. Chủ nhiệm Lục vốn rất coi trọng Vương Tử Quân, đây là người đầu óc rõ ràng linh hoạt, rất có ý nghĩ mới mẻ. Nhưng biểu hiện của Vương Tử Quân hôm nay lại làm hắn sinh ra chú cảm giác coi thường, vì dù người này có tốt đẹp thì căn bản cũng là thanh niên, thật sự là nghé con không sợ cọp. Mặc dù đại đa số mọi người đều cho rằng sau nguy cơ tài chính sẽ đến thời điểm kinh tế phát triển mạnh mẽ, thế nhưng cho dù là chuyên gia cũng chỉ nói nửa câu giữ lại nửa câu, căn bản không dám nói lời vẹn toàn. Nhưng Vương Tử Quân lúc này lại lên tiếng khẳng định, cho ra kết luận rất gọn gàng dứt khoát. Chủ nhiệm Lục nghĩ như vậy thế nên ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân có chút ảm đạm. Đối phương xem ra vẫn còn trẻ, mặc dù đã tiến lên vị trí đã ngang hàng với mình, thế nhưng phương diện tâm cơ vẫn còn kém mình một bậc thang không ngắn. Những phương diện mà Vương Tử Quân mở miệng nói rằng dễ phạm sai lầm lại chính là phương diện mà chủ nhiệm Lục cảm thấy có thể dễ dàng phát triển mạnh mẽ. Bây giờ nghe Vương Tử Quân phân tích, hắn cũng cảm thấy thật sự đổ mồ hôi. Chân lý cũng sai lầm có đôi khi chỉ là kém nhau một bước,
như vậy cũng giống như một tầng cửa sổ, chỉ cần chọc vào, sai lầm cũng có thể biến thành bướm phá kén, biến thành chân lý, nếu chọc vào mà không mở, như vậy chân lý sẽ biến thành sai lầm. Chủ nhiệm Lục vốn là chuyên gia, hắn không phải không nghĩ ra, thế nhưng muốn tìm được một chân lý phát triển vào giai đoạn hiện tại cũng không phải là dễ dàng. Vương Tử Quân nói giống như làm cho hắn tìm ra được đầu mối, giống như cảm giác xé toang màn đêm tìm thấy ánh sáng. Vũ Tiểu Dương chăm chú lắng nghe những lời của Vương Tử Quân, hắn không mở miệng nhưng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân lại có thêm vài phần ôn hòa. Bí thư Vương, anh làm bí thư thị ủy bên dưới giống như nhân tài không được trọng dụng, theo tôi thì phải có vị trí thật sự thích hợp mới tốt. Chủ nhiệm Lục chờ Vương Tử Quân nói xong thì nhanh chóng bừng tỉnh trong trầm tư, hắn nâng ly rượu lên rồi mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có chút xấu hổ, những quan điểm này dù là hắn nói ra thế nhưng lại căn bản không phải là bản thân mình có được. Khi thấy ánh mắt kính nể của chủ nhiệm Lục, hắn vội vàng khoát tay khiêm tốn nói. Chủ nhiệm Lục, ngài nói những lời như vậy làm cho tôi thật sự xấu hổ. Tôi ở trước mặt hai vị lãnh đạo và cảm thấy khá thoải mái, thế cho nên nói chuyện cũng không che đậy miệng, đây chỉ là những lời nói lý lẽ suông, căn bản không thể nào so sánh với ngài được. Chủ nhiệm Lục còn muốn nói lời khiêm tốn thì Vũ Tiểu Dương đã nâng ly rượu lên nói. Chủ nhiệm Lục, bí thư Vương, hai vị cũng không nên quá khiêm nhường, hai vị đều là chuyên gia ở phương diện này, tôi mời hai vị một ly. Vì chủ đề nói chuyện rất đầu cơ, thế cho nên ba người căn bản là tràn đầy cảm hứng. Ba người uống hết nửa chai rượu, dựa theo ý của chủ nhiệm Lục thì nên uống cho xong, thế nhưng Vũ Tiểu Dương lại lấy lý do lãnh đạo còn có việc để từ chối. Anh Lục, bí thư Vương, ban huấn luyện của các anh khi nào thì kết thúc? Vũ Tiểu Dương yêu cầu nhân viên phục vụ thu dọn bàn tiệc, sau đó cười tủm tỉm nói với chủ nhiệm Lục. Còn hơn nửa tháng, chủ nhiệm Lục lên tiếng, lúc này hắn cũng không hiểu Vũ Tiểu Dương có ý gì. Tốt lắm, sau khi hai vị học tập xong, tôi sẽ tìm cơ hội mời hai vị một bữa tiệc chúc mừng. Vũ Tiểu Dương nói lời mời thì chủ nhiệm Lục sẽ không từ chối, hắn cùng Vương Tử Quân nói ra những lời không say không về. Trong lòng càng cảm thấy lần này Vũ Tiểu Dương mở miệng mời và mình cũng không phải là vị khách chủ yếu. Chủ nhiệm Lục và Vũ Tiểu Dương có quan hệ cũng không phải là 1-2 năm, trước nay hắn là người luôn phải mời đối phương dùng cơm, rất ít khi Vũ Tiểu Dương mở miệng mời ngược lại. Nhưng lần này Vũ Tiểu Dương lại chủ động mời mình dùng cơm, nguyên nhân trong đó căn bản không thể nào giấu được những người thông minh. Nhưng như vậy cũng tốt, tuy chủ nhiệm Lục không phải là vị khách chủ yếu. Nhưng hắn nghĩ sau này mình dễ dàng kéo gần quan hệ với Vũ Tiểu Dương, cũng có vài phần an ủi. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, ba người đều nhìn về phía điện thoại của mình theo bản năng. Nhưng Vũ Tiểu Dương là người phản ứng nhanh hơn, hắn cầm lấy điện thoại của mình nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng đi vào một gian phòng ở bên trong. Thủ trưởng, đây là câu nói của Vũ Tiểu Dương khi đi vào phòng. Xưng hô như vậy làm cho người ta sinh ra những suy nghĩ liên miên bất định. Vương Tử Quân và chủ nhiệm Lục đều biết thân phận của Vũ Tiểu Dương, người được Vũ Tiểu Dương xưng là thủ trưởng tất nhiên không phải là người thường. Hai người đều không nói gì, nhưng trên mặt đều có nụ cười hiểu ý. 5 phút sau Vũ Tiểu Dương đi ra khỏi phòng, hắn cũng không nói là ai gọi điện thoại, càng không nói thêm chuyện gì. Sau khi uống một ly trà, Vũ Tiểu Dương nói hai câu với Vương Tử Quân. Sau đó cười nói. Chủ nhiệm Lục, bí thư Vương, hôm nay chúng ta đã cơm nước no nê, tạm thời đến đây là dừng nhé. Chương 1042, kết nối quan hệ. Chủ nhiệm Lục đã đạt được mục đích hôm nay, tất nhiên sẽ không níu kéo lâu. Sau khi nói vài lời khách khí, ba người rời khỏi tứ hợp viện. Chủ nhiệm Lục, hôm nay tôi không có chuyện gì, tôi sẽ thay mặt ngài tiễn chân bí thư Vương. Khi ba người nói lời chia tay, Vũ Tiểu Dương chợt mở miệng nói. Chủ nhiệm Lục nhìn nụ cười với vẻ mặt của Vũ Tiểu Dương, thế là trong lòng có chút cứng nhắc. Hắn là người có bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện lên đến cao vời, hành vi của Vũ Tiểu Dương vào lúc này căn bản chính là mượn lời của mình. Có chuyện gì mà không thể nói ra trước mặt mình? Chẳng lẽ giao tình giữa hai bên trong nhiều năm qua căn bản không bằng một người mới từ bên ngoài đến là Vương Tử Quân sao? Nếu thật sự là như vậy, xem ra Vương Tử Quân là người đến sau nhưng tiến trước. Chủ nhiệm Lục cảm thấy có chút ghen ghét, thế nhưng căn bản không dám biểu hiện ra.
hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng biết thời thế nói. Vậy làm phiền Tiểu Dương rồi. Vương Tử Quân nhìn tình huống pha trò giữa hai người Vũ Tiểu Dương và chủ nhiệm Lục, hắn cũng hiểu tình huống Vũ Tiểu Dương tiến chân mình căn bản không là đơn giản. Dựa vào trí nhớ của hai vị này, chắc chắn sẽ không quên tình huống mình cũng có xe đưa đến. Bí thư Vương, mời anh lên xe của tôi. Vũ Tiểu Dương bắt tay nói lời chào với chủ nhiệm Lục, sau đó đi đến bên cạnh một chiếc Audi màu đen, khẽ mở cửa ra rồi mời Vương Tử Quân lên xe. Động tác của Vũ Tiểu Dương làm cho hai mắt chủ nhiệm Lục khẽ híp lại. Vũ Tiểu Dương là hạng người gì thì hắn hiểu rõ ràng, tuy hắn và đối phương kết giao từ khá lâu, thế nhưng trước nay Vũ Tiểu Dương căn bản chưa từng có hành vi mở cửa xe mời như vậy. Một người kiêu ngạo như Vũ Tiểu Dương vì sao lại khách khí với Vương Tử Quân như vậy? Trừ khi hắn có ý nghĩ muốn níu kéo quan hệ. Một người làm cho Vũ Tiểu Dương tình nguyện kết giao, nhất định là người được lãnh đạo thượng tầng nhìn chúng. Xem ra một vị cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh trẻ tuổi quá mức như Vương Tử Quân thật sự giống như trong truyền thuyết, được lãnh đạo nhìn chúng. Chủ nhiệm Lục nghĩ như vậy, trong đầu nghĩ đến bài luận của Vương Tử Quân trước đó, lại nghĩ đến khu hậu cần ở thành phố La Nam, cảm thấy đối phương căn bản là quá lời. Vương Tử Quân cảm ơn Vũ Tiểu Dương, sau đó cùng Vũ Tiểu Dương sóng vai lên xe. Sau khi xe khởi động, Vũ Tiểu Dương trực tiếp nói với lái xe một câu quay về. Sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, lãnh đạo muốn gặp anh, mong anh chuẩn bị một chút. Vương Tử Quân hiểu rõ ràng ai là lãnh đạo trong miệng Vũ Tiểu Dương, tuy trong lòng hắn đã sớm có dự cảm, thế nhưng thời khắc này kéo đến không khỏi làm hắn cảm thấy tim đập như trống, cơ thể càng thêm thẳng đứng. Trong nước không biết có bao nhiêu người mong chờ được lãnh đạo triệu kiến, lúc này cơ hội rơi lên đầu Vương Tử Quân, thế là hắn khó thể kìm nén được kích động. Vũ Tiểu Dương nhìn thấy Vương Tử Quân nhanh chóng khôi phục lại vẻ ung dung bình tĩnh vốn có, thế là trong lòng không khỏi cảm thấy bội phục. Hắn đã truyền đạt chỉ thị của lãnh đạo cho không biết bao nhiêu người, mặc dù biểu hiện của Vương Tử Quân là bình tĩnh nhất, thế nhưng đối phương lại căn bản là nhỏ tuổi nhất. Xem ra đây là người tương lai vô hạn. Vũ Tiểu Dương căn bản rất tình nguyện kết giao với những người như thế này, vì vậy hắn nói với Vương Tử Quân. Cậu Tử Quân, lãnh đạo rất hòa ái, anh cũng không nên lo lắng. Vũ Tiểu Dương đứng dưới hành lang có phong cách cổ xưa, hắn không ngừng nhìn đồng hồ, vẻ mặt tràn đầy vội vàng sao động. 20 phút trôi qua, Vũ Tiểu Dương nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn muốn đi đến nhưng cuối cùng cũng phải thu lại bước chân của mình. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, Vũ Tiểu Dương cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó khẽ nói. Alo, tôi là Vũ Tiểu Dương. Chủ nhiệm Vũ, tôi là Tiểu Lý, lãnh đạo Mạc đến. Một giọng nói xin chỉ thị chợt vang lên từ đầu dây bên kia. Vũ Tiểu Dương hiểu rõ cuộc điện thoại này có ý nghĩa là gì, nhưng hắn biết mà trong lòng sinh ra cảm giác không thoải mái. Thầm nghĩ cái quái gì mà gọi điện thoại, lúc này lãnh đạo còn chưa nói chuyện xong, các anh gọi điện thoại cho tôi là có ý gì. Nhưng Vũ Tiểu Dương vẫn phải trầm giọng nói. Thủ trưởng đang trò chuyện. Chờ lát nữa rồi đưa người qua. Tiểu Lý bên kia cũng là người biết quy củ, hắn chỉ nói một câu tạm biệt rồi cúp điện thoại. Chủ nhiệm Vũ, hôm nay vị này xem ra rất hợp với lãnh đạo, đã đi vào nói chuyện khá lâu rồi. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đi đến bên cạnh Vũ Tiểu Dương rồi khẽ nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người đàn ông này có thân hình cao lớn. Cơ thể thẳng tắp làm cho người ta nhìn qua cảm thấy tràn đầy khí chất quân nhân. Vũ Tiểu Dương rất khách khí với người này, hắn lấy thuốc ra mời đối phương, sau đó cười nói. Đúng vậy, thậm chí còn là một cán bộ rất trẻ. Người đàn ông kia cười cười, sau đó chỉ đốt thuốc mà không nói gì thêm. Vũ Tiểu Dương cũng sẽ không ngốc mà mở miệng, thế nên hai người đứng hút thuốc, trên mặt treo nụ cười. Thời gian trôi qua khá nhanh, có đôi khi lại rất chậm. Vũ Tiểu Dương thấy 10 phút lại trôi qua, thế là tiến lên gõ cửa. Thủ trưởng, đã 30 phút rồi. Vũ Tiểu Dương đi vào phòng rồi cung kính nói với thủ trưởng. Đã 30 phút rồi à, đúng là thời gian qua nhanh. Thủ trưởng nói một câu, sau đó tiếp tục. Cậu thông báo một tiếng, 3 giờ rưỡi tôi sẽ đến. 3 giờ rưỡi, lại 20 phút nữa.
tuy trong lòng cảm thấy có chút khác biệt nhưng Vũ Tiểu Dương căn bản không dám có hành vi nào khác. Hắn cung kính ra khỏi phòng, dư quang khóe mắt không khỏi nhìn thoáng qua Vương Tử Quân đang ngồi nghiêm trang, thế là không khỏi tăng thêm vài phần bội phục đối với vị bí thư thị ủy trẻ tuổi kia. Có thể làm cho lãnh đạo tăng thêm thời gian gặp mặt, xem ra người này đã nói gì đó làm cho lãnh đạo cực kỳ coi trọng. Trong đầu Vũ Tiểu Dương liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn càng cảm thấy mình nên nối liền quan hệ với Vương Tử Quân. Vũ Tiểu Dương đứng ngoài hành lang nghĩ về thái độ và nụ cười tủm tỉm của thủ trưởng với Vương Tử Quân, thế là hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Hắn là người công tác lâu năm bên cạnh lãnh đạo, hắn biết rõ lãnh đạo mình thích gì. Tuy đa số thời gian gặp mặt thì lãnh đạo đều làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp, thế nhưng ý nghĩ của lãnh đạo cũng không phải dễ dàng như vậy. Vũ Tiểu Dương là một nhân viên theo sát lãnh đạo, những năm này xem như cũng cho ra được nhiều kinh nghiệm tâm đắc. Khi nào gặp mặt những người có tương lai và được coi trọng thì ánh mắt lãnh đạo sẽ sáng hơn vài phần. Biến hóa rất nhỏ này nếu như không quan sát cẩn thận thì sẽ căn bản không nhìn ra được. Sau khi biết được bí mật nho nhỏ này thì Vũ Tiểu Dương căn bản là chưa từng nói cho ai biết. Vũ Tiểu Dương dựa vào chút biến hóa của lãnh đạo để tiến hành tăng cường quan hệ với những người được coi trọng, quả nhiên nhận được những hiệu quả không tưởng, điều này càng làm cho vị trí của hắn hiện tại càng thêm khẳng định. Chương 1043, tài nguyên đều có thể lợi dụng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lật Tòng Ba, hắn chợt sinh ra cảm giác khó hiểu. Hắn lắc đầu cười, đợi đối phương lên tiếng. Chuyện này Lật Tòng Ba đang rất do dự không muốn nói với Vương Tử Quân, tuy hắn tự cảm thấy rằng mình căn bản không có mấy phần thắng ở sự kiện này, thế nhưng hắn cũng phải cố gắng tranh thủ. Nhưng bây giờ Lật Tòng Ba thấy chiếc xe kia xuất hiện, hắn ý thức được Vương Tử Quân đã sớm biết được tin tức này. Nếu cứ đứng đó mà chờ đợi và hy vọng, không bằng bán cho Vương Tử Quân một phần nhân tình. Dù Vương Tử Quân có sớm được biết thì cũng không ảnh hưởng gì đến Lật Tòng Ba, dù sao thì Lật Tòng Ba cũng đủ nghĩa khí trong mắt Vương Tử Quân, thế cho nên mới đem một tin tức trọng yếu như vậy chia sẻ cho Vương Tử Quân. Tử Quân, tôi có một người bạn công tác ở văn phòng chính phủ, ngày hôm qua tôi đến nhà anh ấy uống trà, anh ấy nói ra một tin tức. Đó là lãnh đạo thượng cấp rất coi trọng ban huấn luyện của chúng ta lần này, vài ngày nữa sẽ đến thăm, hơn nữa còn muốn nghe đại biểu học viên báo cáo. Lật Tòng Ba nói đến bốn chữ lãnh đạo thượng cấp thì chỉ nói ra họ, thế nhưng điều đó đã thể hiện rõ thân phận thủ trưởng của người này. Sau khi nói xong thì Lật Tòng Ba bắt đầu quan sát Vương Tử Quân. Người ta vị trí ngày càng cao thì che giấu cảm xúc của mình rất tốt, nhưng đối với một số người có bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện cao vời, vẫn có thể nhìn ra những thứ mà người ta căn bản không thể chú ý đến được. Có thể trở thành phó chủ tịch tỉnh thì bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện của Lật Tòng Ba căn bản là cao thủ. Lúc này ánh mắt như ích quang của Lật Tòng Ba nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, căn bản Vương Tử Quân có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ biểu hiện nào khác thường. Lật Tòng Ba nhìn biểu hiện của Vương Tử Quân mà thầm cảm thấy vui mừng, thầm nghĩ quả nhiên mình thành công, Vương Tử Quân đã sớm biết sự kiện này, nếu không thì sao lại bình tĩnh như vậy. Nhưng Lật Tòng Ba không biết. Thật ra Vương Tử Quân cũng là lần đầu tiên biết được tin tức này. Sở dĩ hắn tỏ ra bình tĩnh là vì một giờ trước hắn vừa nói chuyện với vị lãnh đạo thượng cấp mà Lật Tòng Ba vừa nhắc đến. Mọi người thường là như vậy, khi chưa nhìn thấy thì tỏ ra tràn đầy kính sợ, thế nhưng đã gặp mặt một lần và nói chuyện với nhau, căn bản sẽ không còn cảm giác kính sợ như vậy nữa. Lúc này Vương Tử Quân rõ ràng là có phản ứng tương đồng như vậy. Cần đại biểu học viên tiến lên báo cáo. Chính mình còn phải lên báo cáo sao? Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống mình báo cáo một giờ trước đó, thế là trong lòng không khỏi xuất hiện nghi vấn như vậy. Sau những năm tháng chìm nổi quan trường, tâm trí của Vương Tử Quân bây giờ đã khá mạnh mẽ. Hắn nhanh chóng tỉnh táo trở lại và cười nói với Lật Tòng Ba. Cảm tạ anh Lật đã nói cho tôi biết tin tức quan trọng như vậy, tôi vô cùng cảm kích. Mặc dù tin tức này không phải quá quan trọng với Vương Tử Quân, thế nhưng Lật Tòng Ba có thể nói ra, tất nhiên Vương Tử Quân sẽ phải nói lời cảm tạ cho phù hợp. Lật Tòng Ba vung tay lên dùng giọng hào sảng nói. Cậu Tử Quân, tôi và cậu còn cần phải khách khí như vậy sao? Cậu nếu nói như vậy thì xem như đã khách khí rồi. Lật Tòng Ba nói đến đây thì tiếp tục. Với độ tuổi của tôi, sau này căn bản phát triển ngày càng khó khăn, nhưng cậu thì lại khác.
Cơ hội lần này rất quan trọng với cậu, nếu có thể tranh thủ được, sẽ tạo nên bước đệm tốt cho tương lai phát triển sau này. Lật Tòng Ba nói như vậy rõ ràng có bộ dạng của người một nhà. Vương Tử Quân thật sự cũng không có ý nghĩ muốn tham gia, nhưng lúc này hắn cũng phải cố gắng tỏ ra tích cực. Nếu không Lật Tòng Ba nói ra tin tức như vậy mà chính mình căn bản không có hứng thú, sợ rằng sẽ đả kích lòng tốt của người ta. Tuy Vương Tử Quân không sợ đắc tội với Lật Tòng Ba, thế nhưng có thêm nhiều bạn sẽ có nhiều đường đi, Vương Tử Quân căn bản không thể đắc tội với người. Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ cố gắng tranh thủ, anh cũng nên cố gắng nhiều hơn, tranh thủ để có thể được biểu hiện. Tổng cộng có 3 danh sách, cơ hội hai người đều tham gia sẽ lớn hơn không tham gia, nhưng dù biết Vương Tử Quân nói lời cắt tường, thế nhưng Lật Tòng Ba cũng chỉ có thể cười nói. Hy vọng trời sẽ chiều theo ý người. Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì điện thoại của Vương Tử Quân vang lên, hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó dùng giọng tùy ý nói. Tiểu Bắc, có chuyện gì sao? Bố nói tối nay cùng nhau dùng cơm, bố có chuyện muốn nói với anh. Giọng nói trong trẻo của Mạc Tiểu Bắc truyền qua điện thoại đến tai Vương Tử Quân. 2 tháng qua Vương Tử Quân rất ít khi tiếp xúc với bố vợ của mình, cũng không phải là Mạc Đông Tường có ý kiến gì với Vương Tử Quân. Chủ yếu là ông quá bận rộn. Mạc Đông Tường suốt ngày đều giống như cực kỳ bận rộn khó thể chạy thoát thân. Hôm nay bố vợ đại nhân về nhà dùng cơm, Vương Tử Quân tất nhiên không phản đối, hắn cười nói với đầu dây bên kia. Tốt quá, anh nhất định sẽ đến. Đúng rồi, bố thích uống rượu gì? Để anh chuẩn bị. Không cần, anh về là được, tốt nhất không uống rượu. Mạc Tiểu Bắc cười hì hì dùng giọng trách cứ nói. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn chợt nói với Lật Tòng Ba. Là điện thoại của Tiểu Bắc, nói bố vợ của tôi đã về, nói tôi về nhà dùng cơm. Lật Tòng Ba chợt cảm thấy thất vọng, hắn vốn định mời Vương Tử Quân dùng cơm tối, bây giờ xem ra phải chờ dịp khác. Hai người uống trà hơn 1 giờ, sau đó cùng nhau đi ra, cảm thấy mối quan hệ đã được kéo gần hơn khá nhiều. Khi chia tay ở cổng trường đảng, Lật Tòng Ba chợt vỗ vỗ vai Vương Tử Quân nói. Cậu Vương, hoạt động nhiều hơn một chút. Vương Tử Quân căn bản rất cảm kích với lời nói quan tâm của Lật Tòng Ba, đồng thời cũng mở lòng tiếp nhận. Hắn nói vài lời với Lật Tòng Ba, sau đó ngồi trên xe quay về nhà Mạc Lão Gia Tử. Trên đường đi về nhà, Vương Tử Quân đều nghĩ đến sự việc này. Hắn do dự cũng không phải là mình có thể được tham gia hay không, mà chính mình tham gia hay không tham gia. Vương Tử Quân đã tiến hành trò chuyện với thủ trưởng. Như vậy giá trị của hắn hiện tại cũng không cao, hơn nữa đôi khi tiến lên nói những lời tầm thường thì không bằng chẳng tham gia. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy nhìn thoáng qua, là một dãy số rất cổ quái. Hắn có chút do dự, sau đó nghe điện thoại. Chào anh, có phải anh là Bí Thư Vương không? Sau khi nghe được âm thanh này thì Vương Tử Quân biết ngay người gọi điện thoại đến cho mình là ai, hắn cười nói. Chào anh Vũ, tôi là Vương Tử Quân. Ha ha ha, tôi còn sợ gọi lầm điện thoại. Vũ Tiểu Dương tuy nói như vậy nhưng thực tế thì nhiều số điện thoại của lãnh đạo đang nằm trong tay hắn, mà hắn cũng không muốn có liên hệ với thư ký của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân mở miệng đã biết hắn là ai, điều này làm cho hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Cậu Tử Quân, hôm nay cũng không uống nhiều lắm, tử lượng của cậu cũng khá tốt, khi đó tôi cảm thấy mình không có chuyện gì. Thế nhưng đến chưa quay về cũng thấy hai chân có chút men say. Vũ Tiểu Dương nói bằng giọng nói tràn đầy ý nghĩ thân cận, Vương Tử Quân cũng mở miệng theo. Anh Vũ, hôm nay tôi cũng thật sự gượng không nổi, cũng không gạt ngài, bây giờ tôi còn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hai người nói đùa vài câu, sau đó Vũ Tiểu Dương cười nói. Cậu Vương, có một tin tức muốn báo cho cậu, tuần sau thủ trưởng sẽ đến thăm trường đảng. Đến khi đó sẽ nghe 4 vị học viên phát biểu. Vương Tử Quân đang suy tư xem mình có nên tham gia hay không, lúc này nghe thấy Vũ Tiểu Dương lên tiếng, thế là trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn mở miệng nói. Anh Vũ, anh nói xem tôi có nên tham gia hay không. Chương 1044, không buông tha cũng quật khởi. Khi ngồi ở vị trí lãnh đạo được lâu thì sẽ nhanh chóng trở thành một cao thủ thái cực quyền. Cách nói chuyện ẩn mà không lộ, đến điểm đến thì dừng, lại làm cho người ta cảm thấy khí thế hùng mạnh, thật sự biểu hiện hàm súc và ý nghĩ di động,
chỉ rõ cũng giống như không rõ. Còn người nghe hiểu thế nào thì phải căn cứ vào bản lĩnh của mình. Trong mắt Vương Tử Quân thì Vũ Tiểu Dương tất nhiên cũng là hạng người tâm cơ ẩn giấu. Chỉ là Vũ Tiểu Dương muốn có mối quan hệ kết giao ngang hàng tùy ý, thế cho nên Vương Tử Quân cũng chưa từng có cảm giác gò bó. Sau khi do dự một lúc, cuối cùng hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói ra vấn đề, hắn có nên bỏ qua cơ hội phát biểu này không? Vũ Tiểu Dương hiểu Vương Tử Quân nói có ý gì, Vương Tử Quân đã trò chuyện với lãnh đạo cả giờ, những tình huống phát biểu sắp tới sẽ giống như gân gà, căn bản là không chút hương vị. Thật ra vài hôm trước Vũ Tiểu Dương đã biết được tin tức này, nhưng hôm nay uống rượu cũng không nói ra. Sau khi đi làm về, hắn xem xét nên làm tốt mối quan hệ với Vương Tử Quân, thế cho nên mới đột nhiên nghĩ đến. Lúc này thấy Vương Tử Quân mở miệng thỉnh giáo, hắn có chút do dự, sau đó dùng giọng trịnh trọng nói. Cậu Vương, cơ hội như vậy đối với người khác là quan trọng, thế nhưng đối với cậu thì căn bản không có ý nghĩa quá lớn. Lãnh đạo lần này đến ban huấn luyện trong trường đảng chủ yếu là vì muốn xem xét ý nghĩ của mọi người ở phương diện phát triển kinh tế, cậu đã báo cáo rồi, nếu hăng hái quá thì hóa dở, cậu cảm thấy thế nào? Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng sảng khoái nói. Cảm ơn anh Vũ, tôi biết mình nên làm gì rồi. Sau khi nói lời hẹn ước khi nào Vũ Tiểu Dương rảnh thì dùng cơm, Vương Tử Quân mới cúp điện thoại. Lúc này xe đã chậm rãi đến trước nhà Mạc gia, bây giờ Vương Tử Quân ngồi xe của khu thường trú thành phố La Nam, vì ít tiếp xúc với lái xe, thế nên Vương Tử Quân khá khách khí với đối phương. Lái xe tuy dùng trăm phương ngàn kế để tìm được niềm vui của Bí Thư Vương, thế nhưng Vương Tử Quân lại có nhiều tâm sự, vì vậy cũng không phát hiện ra lái xe có điểm gì đáng để mình coi trọng, thế cho nên đối xử với đối phương khá khách khí. Anh Nghe, anh về đi. Có việc gì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Vương Tử Quân khoát tay áo với tài xế, sau đó cất bước đi vào trong nhà Mạc Lão Gia Tử. Trong phòng khách Mạc Gia có 5-6 người ngồi, Mạc Lão Gia Tử ngồi chính giữa đang cười tủm tỉm nhìn Tiểu Bảo Nhi chạy qua chạy lại, cực kỳ vui vẻ. Khi thấy Vương Tử Quân về nhà, trưởng ban hưng phấn chạy đến, sau đó nói lớn. Bố, bố đã quay về. Mạc Đông Tường lúc này đang nói chuyện với hai vị khách khá quen mặt. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì chỉ chiếc ghế bên cạnh mình nói. Tử Quân ngồi đi. Vương Tử Quân bắt chuyện với Mạc Lão Gia Tử, sau đó ôm lấy con đi đến ngồi xuống. Mạc Đông Tường chờ Vương Tử Quân ngồi vào ghế của mình, sau đó đột nhiên nói. Tử Quân, cậu có nghe nói gì không? Lãnh đạo sẽ đến thăm ban huấn luyện trong trường đảng, chắc chắn sẽ có trình tự sắp xếp cho các học viên lên tiếng. Mạc Đông Tường nói đến chuyện này. Vương Tử Quân thầm nghĩ bố vợ của mình rõ ràng là người linh thông tin tức, thế cho nên cười cười nói. Bố, con cũng nghe nói. Mạc Đông Tường khẽ híp mắt lại, lão nghĩ rằng Vương Tử Quân sẽ không có nhiều khả năng biết được tin tức này. Lúc này con rể nói bằng giọng điệu căn bản không có chút bất ngờ, xem ra bây giờ Vương Tử Quân căn bản không còn giống như dĩ vãng. Trong đầu Mạc Đông Tường lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn nói tiếp. Vậy con có ý kiến gì không? Vương Tử Quân căn bản đã có ý nghĩ với sự kiện này, thấy Mạc Đông Tường mở miệng hỏi thì định nói ra tính toán của mình. Nhưng khi thấy bên cạnh có người thân, thế nên dùng giọng từ chối cho ý kiến nói. Bố, chuyện này con cũng muốn tham gia. Mạc Đông Tường cho rằng Vương Tử Quân sẽ cố gắng tranh thủ, lúc này ở trước mặt người ngoài không muốn nói ra, thế nên gật đầu nói. Vậy thì ngày mai bố nói cho vài lời. Hai người thân thích ở bên cạnh đều là người thông minh, thấy hai bố con nói chuyện hàm hồ, thế là biết không nên tiếp tục ở lại. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó nói lời cáo từ với Mạc Đông Tường. Sau khi tiễn chân hai người thân, Mạc Đông Tường cảm thấy có chút bực bội. Thầm nghĩ loại chuyện này Vương Tử Quân nói thẳng ra thì tôi sẽ cố gắng tranh thủ, vì sao một người thông minh lại không phóng khoáng như vậy. Khi Mạc Đông Tường đi vào trong phòng, chợt thấy Vương Tử Quân đang chờ ở bên trong. Vương Tử Quân cũng không che giấu mà nói ra sự kiện gặp mặt với lãnh đạo thượng cấp, cuối cùng mới nói. Bố, con cảm thấy mình nên buông tha cho sự kiện này. Mạc Đông Tường tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân lại được Vũ Tiểu Dương đưa đi gặp mặt lãnh đạo, thế là chợt trợn mắt há mồm. Vũ Tiểu Dương tuy có quyền lực không nhỏ, thế nhưng căn bản không có quyền lợi tự tiện đưa một người như Vương Tử Quân đi đến gặp mặt lãnh đạo thượng cấp.
Như vậy Vương Tử Quân được gặp mặt lãnh đạo, rõ ràng đây là ý chỉ của lãnh đạo. À, không lên tiếng cũng tốt, tiếp tục mở miệng nói lại sự việc cũng căn bản là không có ý nghĩa. Mạc Đông Tường cũng không phải là người cuối cùng nói với Vương Tử Quân chuyện này. Sau khi uống được hai ly với Mạc Đông Tường, Vương Tử Quân tiếp tục nhận được điện thoại của Thạch Kiên Quân, Đường Cảnh Ung và Lâm Trạch Viễn. Thạch Kiên Quân và Đường Cảnh Ung nhận được tin tức và điện thoại báo cho Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ yêu cầu phải nắm chặt cơ hội. Còn Lâm Trạch Viễn có vị trí khác biệt, lão mở miệng nói cho Vương Tử Quân biết tin tức này, còn trịnh trọng thông báo nếu có gì cần thì sẽ trợ giúp một chút. Thạch Kiên Quân tất nhiên sẽ mở miệng cảm tạ với Thạch Kiên Quân và Đường Cảnh Ung, thế nhưng căn bản không nói ra sự kiện mình tiếp kiến lãnh đạo thượng cấp. Nhưng Lâm Trạch Viễn thì lại khác, khi Lâm Trạch Viễn thông báo tin tức, Vương Tử Quân báo cáo sự kiện hôm nay cho Lâm Trạch Viễn biết một lượt. Mặc dù Lâm Trạch Viễn rất tin phục năng lực của Vương Tử Quân, thế nhưng sau khi nghe báo cáo thì lại có chút giật mình. Lão không ngờ Vương Tử Quân lại mở miệng nói ra sự kiện mình được lãnh đạo tiếp kiến. Những chuyện thế này đừng nói là những cán bộ với cấp bậc như Vương Tử Quân, dù là cấp bậc của lão cũng không được gặp nhiều. Lâm Trạch Viễn nói chuyện rồi lại nhắc đến Lâm Dĩnh Nhi, Lâm Trạch Viễn nói rằng Lâm Dĩnh Nhi sắp về, đến tháng tư năm nay sẽ học xong quay về. Chào chú Lâm. Vương Tử Quân bình tĩnh cúp điện thoại, trong lòng bùng lên mây gió, căn bản khó thể nào bình tĩnh. Lâm Dĩnh Nhi sắp quay về, tin tức này đột nhiên xuất hiện làm cho Vương Tử Quân cảm thấy trở tay không kịp. Hắn thật sự không biết khi Lâm Dĩnh Nhi quay về thì mình sẽ làm sao để đối mặt với nàng. Vương Tử Quân uống khá nhiều, kết quả nằm ngủ mơ màng. Vương Tử Quân không phát giác được mình đang mơ, trong giấc mơ hắn không những được ôm Lâm Dĩnh Nhi vào trong lòng, lại thấy có một hình bóng nhỏ đi theo sau lưng nàng. Đứa bé kia là ai? Vương Tử Quân khẽ rụi rụi mắt, thế nhưng lại bị một cảm giác ngứa ngáy làm cho thức tỉnh. Vương Tử Quân mở mắt xem xét, chợt thấy Tiểu Bảo Nhi đang ghé vào đầu giường, cầm kim cô bổng trong tay, liên tục chọc vào nách hắn. Sau khi thấy bố mình đã tỉnh giấc, nó nở nụ cười cạc cạc nói. Ôi, bố có thể chơi với con không? Con đánh thức bố rồi này, mẹ, kim cô bổng của con có lợi hại không? Vương Tử Quân đối mặt với đứa con đang hoan hô tung tăng như chim sẻ, thật sự là dở khóc dở cười, thế nên đành phải rời khỏi giường. Hắn đi ra soi gương, sau đó quyết đoán không rửa mặt mà đi tắm. Nước ấm chảy khắp người, hắn chợt cảm thấy toàn thân bùng ra cảm giác sảng khoái. Khi Vương Tử Quân bước vào trong phòng học thì cảm thấy bầu không khí có chút khác thường, dù mọi người vẫn trò chuyện vui vẻ, thế nhưng giống như ai cũng đang đeo mặt nạ. Vương Tử Quân cười cười chào hỏi những người quen là chủ nhiệm Lục và Lật Tòng Ba, sau đó nở nụ cười vui vẻ ngồi vào vị trí của mình. Bí thư Vương, lần này anh nên nắm chắc cơ hội. Khi Vương Tử Quân vừa mới ngồi xuống thì vị trưởng phòng tuyên truyền trong tỉnh Quảng Đông là Ngưu Vạn Dương chợt cười nói. Ngưu Vạn Dương năm nay 40 tuổi, trong lúc tiếp xúc với Vương Tử Quân thì luôn bày ra bộ dạng nham hiểm, thế nên Vương Tử Quân cho ra một kết luận, người này căn bản là không thể nào kết giao sâu. Từ khi bắt đầu học đến bây giờ thì hai người luôn có quan hệ hài hòa với nhau, nhưng luôn bảo trì khoảng cách không xa không gần. Lúc này nghe Ngưu Vạn Dương nói như vậy, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không làm cho đối phương mất đi cảm giác nhiệt tình, thế là cười ha hả nói. Đây chính là thế mạnh của trưởng phòng Ngưu, tôi cảm thấy chỉ khi nào anh ra tay thì mới thể hiện được trình độ của ban huấn luyện chúng ta. Ha ha ha, cảm ơn lời nói tốt lành của Bí Thư Vương, nếu như tôi có được cơ hội như vậy, nhất định sẽ không quên sự giúp đỡ của cậu. Ngưu Vạn Dương nói rồi kéo lấy tay Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Anh em chúng ta bỏ phiếu cho nhau nhé. Bỏ phiếu. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cười hì hì thần bí của Ngưu Vạn Dương. Thế là căn bản vẫn không hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Cuối cùng hắn khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng ngưng trọng nói. Được, sẽ bỏ phiếu. Giống như hai bên có giao ước ngầm với nhau, Vương Tử Quân buông tay Ngưu Vạn Dương ra, nụ cười trên mặt càng có thêm nhiều hương vị. Thế nhưng Vương Tử Quân căn bản là biết rõ cái này chỉ là giao ước hình thức, hắn căn bản không thèm quan tâm. Khi người ta đang dấn thân trong chốn quan trường, có rất nhiều giao ước như vậy, nhưng có mấy phần đáng tin. Hắn tin tưởng Ngưu Vạn Dương cũng sẽ nghĩ như vậy, hai bên biểu hiện hòa hợp êm thấm, thế nhưng mối quan hệ thật sự và những suy nghĩ trong lòng căn bản cũng không phải là như vậy.
Người có thể tụ tập ở nơi đây phần lớn là chư hầu một phương, đều là tinh anh của các địa phương. Đối với bọn họ thì cơ hội lần này căn bản là khó tìm, có ai không muốn nắm chặt lấy nó. Lớp trưởng ban huấn luyện lần này là bí thư tỉnh ủy một tỉnh phía Nam, hắn là người trấn định nhất trong đám học viên. Hắn cũng không những là người có chức vụ cao nhất ở trong ban huấn luyện lần này, hơn nữa còn có ưu thế là lớp trưởng, thế cho nên cơ hội có được một phần danh sách là rất lớn. Tiếng chuông vào học làm cho phòng học tràn đầy tiếng nói cười chợt im ắng, thế nhưng bầu không khí bình tĩnh lại tràn đầy quỷ dị. Vì đã quyết tâm không tham gia nên Vương Tử Quân có vẻ tiêu sái tự nhiên. Hắn nhìn đám người có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh thế nhưng ánh mắt lại dao động bất định, thế là trong lòng rất cảm khái. Cuối cùng cũng là danh lợi làm cho người ta động tâm, bây giờ có cơ hội để cho mọi người bò lên trên, thật sự danh lợi là một chiếc kính chiếu rọi nhân tâm. Chương trình học vẫn được tiếp tục, nhưng nhân tâm đã khá loạn. Vương Tử Quân căn cứ vào lời nói của Lật Tòng Ba và chủ nhiệm Lục để biết được không ít những tin tức nhỏ. Tuy những người truyền bá cũng nói những tin tức này căn bản chỉ là tin tức vỉa hè, thế nhưng tỷ lệ chuẩn xác của nó lại khá cao. Hầu như đại đa số bạn học trong lớp đều trở nên sống động, còn có đám người ở đơn vị bên dưới cùng hoạt động theo. Lúc này lãnh đạo trường đảng chính là các vị thần cần theo sát, tuy đám người không có khả năng chạy đến tìm hiệu trưởng, thế nhưng những phó hiệu trưởng chủ trì công tác đều bị học viên vây quanh. Đối mặt với xu thế tiến lên như thác đổ của các học viên, có đủ mọi phương án được cho ra lò. Có người nói lãnh đạo trường đảng nên cho ra danh sách, có người nói tiến hành bầu cử dân chủ, có người nói nên cạnh tranh cho công bằng, tóm lại có đủ mọi tin tức được cho ra lò. Vương Tử Quân tuy không quá quan tâm thế nhưng biểu hiện lại là nước chảy bèo trôi, cũng liên tục xoa xoa tay. Dù sao thì quần thể người cũng có vài phương diện quan tâm, nếu như anh không giống như những người khác, như vậy sẽ bị cho ra rìa, bị người ta cô lập. Súng bắn chim đầu đàn, tất nhiên Vương Tử Quân cũng hiểu rõ đạo lý này. Vì vậy sau khi mọi người đang thảo luận vui vẻ, Vương Tử Quân cũng nhanh chóng tham gia vào những hoạt động lần này. Không biết có phải là vì lãnh đạo trường đảng không chịu được áp lực lần này hay không, chỉ một ngày sau thì nhân viên nhà trường đã cho ra quyết định. Các vị học viên, vài ngày nữa thủ trưởng sẽ đến thăm trường, cũng thuận tiện nghe ý kiến của vài người. Xét từ góc độ của chúng tôi, tất nhiên hận không thể cho mọi người cơ hội biểu hiện. Nhưng sắp xếp như thế nào không phải là điều mà nhà trường có thể quyết định được, lần này chỉ có 3 người được phép lên phát biểu mà thôi. Lý Văn Bình là phụ đạo viên của ban huấn luyện lần này, nàng rõ ràng là một người hợp cách. Nàng đã hơn 40, trên gương mặt mang theo cặp kính không gọng, tuy không có vài phần nhan sắc nhưng lại rất có ý tứ, rất có hương vị. Lời nói của Lý Văn Bình làm cho đám học viên bên dưới nở nụ cười đã hiểu rõ, nhưng cũng có nhiều người không cười, bọn họ nhìn chằm chằm vào Lý Văn Bình, muốn từ miệng bọn họ nghe được phương án có lợi nhất cho mình. Nhân viên nhà trường đã thông qua nghiên cứu và cho ra quyết định, chúng ta cần phải đứng trên độ cao chính trị, chú ý đại cục để hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Lần này chúng ta cần phải thể hiện thành quả của ban huấn luyện, vì tuổi tác của học viên không đồng nhất. Thế cho nên danh sách 3 người được phát biểu sẽ phân chia cho 3 độ tuổi, mỗi độ tuổi một người, như vậy là cạnh tranh công bằng. Vương Tử Quân nghe lời nói của Lý Văn Bình mà thầm nghĩ lãnh đạo trường đảng xem ra vẫn có lý luận cứng, dù chỉ là một sự kiện phát biểu trước lãnh đạo nhưng cũng phải nói đến chính trị và đại cục. Xem ra lãnh đạo nhà trường được quá nhiều người chào hỏi, bọn họ không muốn đắc tội với người, thế cho nên phải tiến hành cạnh tranh công bằng, nói rõ ràng cho tất cả mọi người. Vương Tử Quân là một người nhỏ tuổi nhất trong ban huấn luyện, tất nhiên sẽ được xếp vào tổ trẻ tuổi. Khi hắn thầm suy tư vài vấn đề, chợt thấy nhiều ánh mắt nhìn về phía mình. Vương Tử Quân cảm nhận được ánh mắt của người chung quanh, hắn không khỏi nhìn lại, thế nhưng khi đó thì những ánh mắt kia nhanh chóng trốn tránh. Có lẽ mọi người không muốn vì một cuộc cạnh tranh mà đưa đến tình trạng dương cung bạt kiếm. Vương Tử Quân cúi đầu trầm ngâm, cạnh tranh công bằng. Xem ra cơ hội lần này là rất tốt. Tuy đã quyết định không tham dự, thế nhưng nếu buông tha không phải là quá đáng tiếc sao? Vương Tử Quân thầm tính toán, ánh mắt rơi lên người một kẻ ngồi cách hắn không xa. Có thể nói Vương Tử Quân là người được chú ý nhất trong ban huấn luyện lần này. Vương Tử Quân sở dĩ chú ý đến đối phương cũng là vì kiếp trước nhiều lần được gặp, tất nhiên chủ yếu là được thấy trên TV.
Chương 1045, cạnh tranh tốt kéo gần khoảng cách. Vì biết rõ tương lai của người này, vì vậy Vương Tử Quân cũng tình nguyện kết giao. Nhưng với thân phận của bọn họ, nếu muốn nói cười chuyện trò thì dễ dàng, chẳng qua nếu muốn thật sự kết giao thì khó vô cùng. Vương Tử Quân tuy đã dùng khá nhiều biện pháp nhưng hai bên chỉ có chút quan hệ sơ bộ mà thôi. Lần này là cơ hội rất tốt. Cậu Tử Quân, Trần Hiểu Hoa kia thật sự không đơn giản, chính là đối thủ trọng yếu nhất của cậu. Tôi nghe nói anh ta làm việc rất tốt, có ý nghĩ, lời nói cũng cực kỳ cuốn hút. Lật Tòng Ba được phân đến tổ học viên 50 tuổi, trên cơ bản không có khả năng thắng, vì trong tổ có một vị bí thư tỉnh ủy thực lực cực mạnh. Vương Tử Quân căn bản là đồng ý với ánh mắt nhìn người của Lật Tòng Ba, thầm nghĩ nếu không phải cùng tổ với đối phương, tôi cũng không cần hao tâm tổn trí làm gì. Hắn cười nói với Lật Tòng Ba. Cảm ơn anh, tôi biết phải làm sao. Tử Quân, cậu nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Đến cấp bậc của chúng ta thì tiến lên ngày càng khó khăn, cậu còn trẻ, nên thừa cơ hội tiến lên hai bước, sau này trước mặt sẽ là trời cao biển rộng. Sau này anh đây cũng cần có sự giúp đỡ, tất cả đều nhờ hết vào cậu. Lật Tòng Ba vươn tay vỗ vỗ bả vai của Vương Tử Quân, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, thế là bàn tay không tự chủ được phải rút về. Tôi đã điều 10 viên thư ký trong tỉnh đến chờ ở khu thường trú. Nếu cậu có gì cần thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ ra lệnh cho bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể sắp xếp. Cảm ơn anh Lật, nếu có gì cần thì tôi sẽ không khách khí. Vương Tử Quân hiểu Lật Tòng Ba muốn nhân cơ hội này để lấy lòng mình, những tình huống chủ động lấy lòng này, Vương Tử Quân cũng không cảm thấy mâu thuẫn. Dù sao thì Lật Tòng Ba chạy đến với mình, căn bản là có thêm một quân đồng minh. Sau khi trò chuyện cùng Lật Tòng Ba vài câu, Vương Tử Quân chuẩn bị rời khỏi phòng học. Lúc này điện thoại di động của hắn chợt vang lên, hắn lấy ra nhìn thoáng qua, sau đó nghe điện thoại. Bí thư Vương, tôi là Hứa Chí Cao, thư ký trưởng đồng nói tôi đưa người của ban nghiên cứu chính sách đến khu thường trú. Điện thoại được nối thông, bên trong vang lên giọng nói cực kỳ cung kính. Hứa Chí Cao là chủ nhiệm ban nghiên cứu chính sách thành phố La Nam, cũng xem như là một thư ký hạng nặng của La Nam. Lúc này hắn đưa người đến thủ đô, ý nghĩa là gì rõ ràng không cần nói cũng biết. Không ngờ sự việc này lại rơi vào trong tay La Nam, tốc độ truyền tin thật sự rất nhanh. Tuy trong lòng có tính toán riêng nhưng người đã đến thì Vương Tử Quân cũng không thể cho đối phương quay về, hắn lập tức nói. Chủ nhiệm Hứa đã khổ cực rồi, các anh trước tiên cứ ở lại khu thường trú, tôi sẽ đi qua. Vương Tử Quân cúp điện thoại chưa được 5 phút thì tiếng chuông lại vang lên. Lúc này là một dãy số hoàn toàn xa lạ, sau khi hắn tiếp điện thoại thì chợt thấy có người nói. Chào Bí thư Vương, tôi là Văn Thành Giai của phòng nghiên cứu chính sách tỉnh, tôi đặc biệt báo danh với ngài. Tôi đang ở khu thường trú, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe theo lời kêu gọi của ngài. Ngoài điện thoại của phòng nghiên cứu chính sách tỉnh, Vương Tử Quân còn nhận được không ít cuộc điện thoại, trong đó còn có vài cuộc điện thoại của các thành viên ban ngành hai thành phố Tam Hồ và Đông Bộ. Đám người kia đều đề cử thư ký viết lách cho hắn, nói đã phái người hỏa tốc đến thủ đô, nhất định sẽ ra sức giúp Bí thư Vương làm xong bài phát biểu. Những cuộc điện thoại này làm cho Vương Tử Quân ứng phó rất mệt mỏi, thế nhưng ngoài miệng cũng không thể nói ra như vậy. Hắn biết rõ đám người kia đều đang dùng phương pháp đó để lấy lòng mình, thậm chí còn có người muốn nhân cơ hội lần này để kiếm lấy cảm tình tốt, sau đó tăng tiến mối quan hệ. Nếu so sánh với điện thoại của các ban ngành đến từ tỉnh Sơn Nam, có một cuộc điện thoại làm cho Vương Tử Quân cảm thấy khó tưởng. Khi chủ nhân của một số điện thoại xa lạ mở miệng báo thân phận, hắn là người trấn định cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nguyễn Trấn Nhạc, người này gọi điện thoại cho mình làm gì? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân trố mắt giây lát, sau đó trở nên cực kỳ nhiệt tình. Chợt nghe thấy Nguyễn Trấn Nhạc bên kia mở miệng ân cần hỏi han. Bí thư Vương, tôi biết rõ anh đến thủ đô tham gia huấn luyện, đã sớm muốn mời ngài dùng cơm, lại sợ anh có nhiệm vụ học tập nặng nề, thế cho nên không dám quấy rầy, mãi không dám cho ra lời mời mạo muội, xin hỏi hôm nay anh có rảnh không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn cười nói. Anh Trấn Nhạc, những ngày qua tôi đã uống quá nhiều, nếu như người khác mời thì tôi sẽ từ chối, nhưng nếu là rượu của anh, tôi nhất định phải uống.
Dù tôi có tổn thương cơ thể cũng không thể nào làm ảnh hưởng đến cảm tình được. Vương Tử Quân nói rất thân mật, Nguyễn Trấn Nhạc xem như cũng bị những lời nói thân mật của Vương Tử Quân làm cho lây nhiễm. Hắn cười nói, tốt, có lời nói này của anh thì hôm nay tôi sẽ liều mình cùng quân tử, uống say mới về. Nguyễn Trấn Nhạc sắp xếp địa điểm dùng cơm cũng không phải là khách sạn lớn, chỉ là một quán ăn đặc sắc. Tuy diện tích kiến trúc quán cơm không lớn nhưng lắp đặt rất tinh xảo, làm cho người ta nhìn qua không xem đó là quán ăn, giống như một gian thư phòng của bậc quan lại quyền quý. Bí thư Tử Quân, mời bên này. Nguyễn Trấn Nhạc mặc một bộ tây trang màu nâu, nhìn qua cực kỳ có tinh thần, trên mặt là nụ cười sáng lạn làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết. Khi thấy gương mặt tươi cười của Nguyễn Trấn Nhạc, Vương Tử Quân cũng vươn tay của mình ra, hai bên nhanh chóng nắm chặt tay, Vương Tử Quân nói. Anh Trấn Nhạc, nhiều ngày không gặp, hôm nay thấy anh càng thêm trẻ khỏe, xem ra thủ đô là chốn tốt đẹp. Hai người đi vào trong phòng, nhân viên phục vụ tiến lên dâng trà rồi bỏ đi, Nguyễn Trấn Nhạc chợt nói. Biết rõ anh về thủ đô học tập, tôi luôn muốn mời anh dùng cơm, nhưng tôi mới tiến vào công tác trong đơn vị. Căn bản là có quá nhiều chuyện phát sinh, thế nên mới chỉ hoãn đến tận bây giờ. Lời nói của Nguyễn Trấn Nhạc dù không có bao nhiêu thành ý, thế nhưng ít nhất thì nói ra cũng có 10 phần thành ý. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Nguyễn Trấn Nhạc, hắn cũng cười ha hả nói. Anh Trấn Nhạc, tôi đến thủ đô cũng muốn uống với anh hai ly, thế nhưng mãi mà không thể rút chân ra được, hôm nay xem như cũng được như ý nguyện. Hai người nói những lời nhiệt tình giống như kéo mối quan hệ lại gần hơn, sau khi uống một ấm trà, hai người bắt đầu ôn chuyện. Nguyễn Trấn Nhạc là một chủ nhân nhiệt tình, trên mặt luôn xuất hiện nụ cười sáng lạn. Vương Tử Quân thì càng cười tươi hơn, hắn cũng không quên đem vài chuyện vui ở tỉnh Sơn Nam nói ra với Nguyễn Trấn Nhạc, làm cho hai bên liên tục nở nụ cười. Chương 1045, hai cạnh tranh tốt kéo gần khoảng cách. Tử Quân, tôi nghe nói tuyến trên rất quan tâm đến ban huấn luyện của anh ở trường Đảng Trung ương, đồng thời muốn chọn ra 3 học viên đứng lên phát biểu quan điểm. Sau khi uống hơn nửa bình rượu thì Nguyễn Trấn Nhạc thay đổi chủ đề nói. Vương Tử Quân tin tưởng tin tức như vậy thì những người linh thông tin tức sẽ biết, thế cho nên hắn cũng không giấu giếm Nguyễn Trấn Nhạc. À, thật sự có việc như vậy. Tử Quân, cơ hội lần này rất khó có được, đặc biệt càng hiếm có đối với anh. Bài luận phát triển kinh tế doanh nghiệp của anh vào thời điểm trước đã làm cho lãnh đạo phải chú ý, nếu như anh tiếp tục có cơ hội biểu hiện trước mặt lãnh đạo, như vậy sẽ có vài sự việc căn bản là nước chảy thành sông. Nguyễn Trấn Nhạc cầm lấy chai rượu rót đầy ly cho Vương Tử Quân, sau đó nở nụ cười vui vẻ sáng lạn nói. Vương Tử Quân cười cười nói. Cảm ơn lời nói tốt lành của anh Trấn Nhạc, thế nhưng những thành viên của ban huấn luyện lần này chủ yếu là nhân tài tinh anh. Tôi nếu muốn chiếm một phần danh sách cũng không phải dễ. Tôi có chút quan hệ ở phương diện này, nếu anh có gì cần, bọn họ có thể giúp đỡ vài phần. Nguyễn Trấn Nhạc trầm ngâm giây lát, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Nguyễn Trấn Nhạc giúp đỡ mình, đối phương có ý gì? Vương Tử Quân hết sức nghi hoặc, hắn cười nói. Cảm ơn ý tốt của anh Trấn Nhạc. Quan hệ giữa hai người vì sự chủ động níu kéo của Nguyễn Trấn Nhạc mà chợt xích lại gần hơn. Khi mối quan hệ giữa hai bên đã tốt đẹp hơn một chút, bọn họ đang định uống hết một chai rồi thôi, thế nhưng cuối cùng lại uống thêm nửa chai. Sau khi đưa Vương Tử Quân có vài phần say khướt lên xe, gương mặt có vài phần men say của Nguyễn Trấn Nhạc đã trở nên tỉnh táo. Hắn cũng không quay về quán ăn, trực tiếp leo lên một chiếc xe rồi khẽ ngồi xuống. Trấn Nhạc, như thế nào? Tào Chân Nhi đeo một chiếc kính râm rất lớn. Ngay khi Nguyễn Trấn Nhạc ngồi xuống bên cạnh thì nàng trầm giọng hỏi. Có lẽ là thành công. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn Tào Chân Nhi rồi dùng giọng thản nhiên nói. À, em sẽ gọi điện thoại cho chú Lý, để cho chú ấy giúp đỡ Vương Tử Quân vài phần ở sự kiện này. Tào Chân Nhi nói rồi chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng khi bấm được vài số thì nàng lại đặt điện thoại xuống. Nguyễn Trấn Nhạc tuy đã uống khá nhiều thế nhưng lại có vẻ rất tỉnh táo. Hắn thấy Tào Chân Nhi chợt dừng lại thì dùng giọng kỳ quái hỏi. Thế nào lại ngừng? Em cảm thấy lúc này chúng ta gọi điện thoại thì giống như trợ giúp quá lớn cho Vương Tử Quân. Trong mắt Tào Chân Nhi có vài phần do dự. Chúng ta gọi điện thoại cho người nói hộ Vương Tử Quân, như vậy rõ ràng là trợ giúp không nhỏ với Vương Tử Quân,
biết đâu có thể làm cho Vương Tử Quân đạt được một danh sách trong sự kiện này. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì dùng tay sờ vào mô hình xe hơi trong xe, sau đó nói tiếp. Nhưng như vậy chúng ta sẽ dựng lên cho Vương Tử Quân một kẻ địch, Triệu Tiếp Hạ đang ở vào giai đoạn phát triển mấu chốt, nếu như có biểu hiện xuất sắc ở sự kiện này, căn bản sẽ có thể tăng thêm một phần trong ấn tượng của lãnh đạo. Nếu một cơ hội tốt như vậy bị Vương Tử Quân cướp mất, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Tuy anh thừa nhận Trần Thành Hoa là quân tử, thế nhưng dù là người quân tử đối mặt với kẻ cướp đi cơ hội của mình, chỉ sợ cũng khó thể nào tươi cười tiếp nhận và cho qua được. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì có chút đắc ý. Có nhiều bạn thì có nhiều đường, anh đã giúp Vương Tử Quân, như vậy phải làm sao cho đối phương cảm kích, lại vô tình kéo đến cho hắn một kẻ địch, đó là hành động được cả đôi đường, sao không làm chứ? Lúc này trong xe vang lên một bài kinh kịch, giọng ca hùng tráng đầy khí thế, điều này không khỏi làm cho Nguyễn Chấn Nhạc phải mở miệng hát theo vài câu. Chấn Nhạc, em sẽ gọi điện thoại. Tào Chân Nhi nhìn vẻ mặt vui vẻ của Nguyễn Chấn Nhạc, thế là nhanh chóng bấm điện thoại trong tay. Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang hối hả thì Hào Nhất Phong đang ngồi trầm ngâm trong phòng khách chính của khu thường trú tỉnh Sơn Nam. Lão đã từ con đường của mình để biết được danh sách ba người sẽ phát biểu vào lúc lãnh đạo thượng cấp đến thăm trường đảng, lão đang do dự không biết mình có nên cho ra động tác gì không. Giúp hay là làm xấu chuyện của Vương Tử Quân đây? Hào Nhất Phong cho ra lựa chọn một cách nhanh chóng. Căn bản không có nhiều lựa chọn. Lão cầm lấy điện thoại và bấm một dãy số, sau đó cười nói. Anh Chu, tôi là Hào Nhất Phong, tôi đang ở đâu sao? Đang ở thủ đô. Ha ha, anh là người luôn công tác bận rộn, nhưng hoàng đế cũng phải dùng cơm, tối hôm nay tôi làm chủ, anh em chúng ta cùng uống vài ly mới được. Người bên kia rõ ràng rất quen thuộc với Hào Nhất Phong, sau khi nghe Hào Nhất Phong nói như vậy thì cười nói. Sao có thể để anh làm chủ được, anh đến thủ đô, tôi phải là người làm chủ, anh không thể cướp đi được. Hai người nói chuyện đưa đẩy vài câu, anh Chu bên kia lại nói. Anh là người không có chuyện gì không tiến lên điện tam bảo, lúc này anh gọi điện thoại cho tôi, không phải vì vị cán bộ trong tỉnh đang học tập ở trường đảng trung ương sao. Tôi nói cho anh biết, chuyện này cũng không dễ làm, vì số người chào hỏi tôi thật sự là rất lớn. À, anh Chu. Anh chỉ cần chú ý một chút là được, đây là một cán bộ trẻ có năng lực và khả năng, nhưng tính cách có chút lỗ mãng, hì hì. Hào Nhất Phong nói một lời khích lệ Vương Tử Quân, thế nhưng dù là ai nghe vào tai cũng thấy rõ vấn đề, đó là câu sau mới chính là trọng điểm. Tính cách có chút lỗ mãng, bình thường thì không phải là khuyết điểm gì, thế nhưng vào đúng thời điểm quan trọng như tiếp kiến lãnh đạo thượng cấp, đó rõ ràng là khuyết điểm rất lớn. Anh Chu là một trong những vị lãnh đạo trường đảng trung ương, tuy lão bị những lời chào hỏi làm cho cảm thấy rất phiền phức, thế nhưng cũng đồng ý chọn phương án bỏ phiếu dân chủ để xác định nhân tuyển. Tất nhiên có một điều nhất định phải đảm bảo, chính là vào trường hợp long trọng như vậy, lão không thể nào cho phép bất cứ học viên nào là quả bom hẹn giờ. Anh Chu và Hào Nhất Phong có quan hệ không tệ, sau khi nghe Hào Nhất Phong nói như vậy, lão hiểu Hào Nhất Phong rõ ràng đang muốn bôi thuốc nhỏ mắt cho Vương Tử Quân. Tuy không biết Hào Nhất Phong có phải đang cố gắng đưa ra thành kiến của mình hay không, thế nhưng ít nhất thì trong sự kiện lần này lão cũng phải chú ý đến Vương Tử Quân kia. Bí thư Nhất Phong, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại của anh Chu, Hào Nhất Phong nở nụ cười nhàn nhạt. Lão trầm ngâm giây lát, sau đó cầm điện thoại lên, lúc này lão gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Tử Quân, tôi nghe nói trong ban huấn luyện của cậu sắp bầu chọn ba người phát biểu ý kiến. Cơ hội lần này rất quan trọng, cậu là đại biểu cho tỉnh Sơn Nam, tôi hy vọng cậu có thể nắm bắt được một phần danh sách. Hào Nhất Phong mở miệng nói lời cổ vũ với Vương Tử Quân. Chương 1046, cho ra đặc sắc ở sân khấu đẹp. Vương Tử Quân nghe điện thoại của Hào Nhất Phong, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, trong miệng lại trầm giọng nói. Cảm ơn sự giúp đỡ của bí thư Nhất Phong, ngài cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ cố gắng lớn nhất để lấy vinh dự cho tỉnh Sơn Nam. À, Tử Quân, tôi tin tưởng với thực lực và trình độ bản thân của cậu. Lúc này cậu có gì cần thì cứ nói, tôi sẽ cho văn phòng tỉnh ủy dùng tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị cho xong. Đúng rồi, tôi có không ít bạn bè ở thủ đô, bọn họ đều là giáo sư nổi tiếng. Nếu như cậu có gì cần, tôi sẽ mời bọn họ ra, để bọn họ cùng nhau nghĩ kế cho cậu.
Hào Nhất Phong tỏ ra nhiệt tình làm cho Vương Tử Quân cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhưng mặc kệ Hào Nhất Phong xuất phát từ thật lòng hay không, Vương Tử Quân sẽ không tiếp nhận, hắn cười nói. Cảm ơn Bí Thư Nhất Phong, nếu có cần thì tôi nhất định sẽ xin giúp đỡ. Có lẽ vì sợ đêm dài lắm mộng, có lẽ vì muốn cho người ta thêm thời gian chuẩn bị, thế cho nên trong quá trình lựa chọn người phát biểu, thứ ba công bố tin tức thì thứ năm tiến hành. Tuy chỉ chọn lựa một danh sách, hơn nữa là chọn người trong ban huấn luyện, thế nhưng tác động của nó căn bản là rất lớn. Không biết có bao nhiêu người đang cố sức quan tâm, càng có không ít ánh mắt chú ý đến lựa chọn lần này. Cũng vì được nhiều người chú ý, thế cho nên bầu không khí rất ngưng trọng. Vì thể hiện sự công bằng, thế cho nên trường đảng cũng không lấy giáo sư lãnh đạo trong trường làm người chủ trì, chủ yếu chọn vài học giả nổi tiếng của nhà trường làm nhiệm vụ bình chọn. Hơn 36 người lên tiếng phát biểu, mỗi người 10 phút, nếu như tiến hành một lượt thì phải mất 6 giờ. Sau khi suy xét nhân tố thời gian, cuối cùng chọn lựa phương án tiến hành phân tổ. Dựa theo độ tuổi thì nhóm người Vương Tử Quân được chia ra làm 3, vì thế cạnh tranh được tiến hành trên 3 tổ. Ngoài một học viên tuổi khá cao đã rời khỏi danh sách tranh cử, phần lớn nhóm người Vương Tử Quân đều tham gia. Vương Tử Quân được phân đến tổ học viên dưới 45 tuổi. Đây là tổ đông người nhất, tổng cộng có 14 người, có thể nói là cạnh tranh khốc liệt nhất. Khi đám người ngồi bên trong lễ đường, mặc dù vẻ mặt người nào cũng bảo trì nụ cười, thế nhưng ánh mắt đều không thoải mái. Đặc biệt là có một vài người căn bản không có biểu hiện quá trấn tĩnh. Sau khi tiến hành rút thăm quyết định trình tự phát biểu, người may mắn có được số thăm đầu tiên sẽ tiến hành diễn thuyết. Vương Tử Quân thật sự khá may mắn, hắn lấy được số 9. Tuy không quá tốt nhưng căn bản cũng không xấu. Người đầu tiên lên tiếng là một vị phó phòng thuộc Bộ và Ủy ban Trung ương, vị này nói về vấn đề phát triển nông nghiệp, nói rất đúng chỗ, hơn nữa phương án giải quyết căn bản là rất mới lạ. Cho dù Vương Tử Quân là người có kinh nghiệm hai đời, thế nhưng sau khi nghe vị này diễn thuyết cũng không tự chủ được phải liên tục gật đầu. Khi vị phó phòng kia lên tiếng, bầu không khí trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người hầu như đều đang suy tư về phương diện được và mất của đối phương, cũng có người quan sát vẻ mặt những vị chủ tịch ngồi trên đài, hy vọng có thể thông qua vẻ mặt bình tĩnh của bọn họ để nhìn ra được chút gì đó. Mời đồng chí thứ hai tiến lên diễn thuyết. Giọng nói trầm bổng mạnh mẽ của người chủ trì liên tục vang lên trong phòng họp, khi âm thanh đó vang lên, người tiếp theo tiến lên đài. Phòng họp dù nhỏ nhưng thực tế cũng có 300-400 chỗ ngồi. Thế nhưng lúc này một gian phòng như vậy căn bản không còn chỗ trống. Trong phòng không những có các học viên của đủ ban huấn luyện các cấp, còn có giáo viên trường đảng, ngoài ra còn có những người đến xem diễn thuyết. Tất nhiên có thể tiến vào nơi đây thì dù là ai cũng phải có cấp bậc. Vương Tử Quân ngồi trên ghế, tuy khoảng cách giữa hắn và người xem có hơi xa, thế nhưng chỉ cần là những lời nghị luận lớn tiếng thì đều có thể nghe được. Những âm thanh xì xào tuy rất nhỏ nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, đó là vị đầu tiên diễn thuyết căn bản có kết quả không quá tốt. Người thứ hai tiến lên diễn thuyết đã được 9 phút, cũng không cầm theo bản thảo, có thể nói là khá kỳ công, âm thanh cũng du dương trầm bổng, cũng làm cho người ta vỗ tay nhiệt liệt. Vị thứ ba, vị thứ sáu, khi những người đầu tiên lên đài diễn thuyết, những người chờ đợi bên dưới liên tục tiến lên. Người thứ sáu tiến hành diễn thuyết chính là một vị bí thư tỉnh thành. Lúc này mời vị thứ bảy. Âm thanh của người chủ trì rất cao, nhưng lúc này không ai chú ý đến sự kích động của hắn, mọi ánh mắt đều tập trung vào người đang đứng lên. Trần Thành Hoa, khi thấy hình bóng kia thì Vương Tử Quân chợp híp mắt, hắn đã có tính toán của mình, thế nhưng nếu muốn thực hiện nón thì phải đánh bại người này. Cũng chỉ khi nào hắn đánh bại đối phương, như vậy mới có cơ hội áp dụng những trình tự tiếp theo. Nếu như Vương Tử Quân căn bản không đánh bại đối phương, những bước tiếp theo cũng chỉ xem như là vứt xuống sông. Thưa các vị lãnh đạo, thưa các đồng chí, đề mục diễn thuyết của tôi hôm nay là cứng rắn và mạnh mẽ trên phương diện xúc tiến phát triển kinh tế. Trần Thành Hoa mỉm cười cúi người, sau đó hắn dùng giọng trầm bổng du dương nói. Sau khi nghe Trần Thành Hoa ném ra đề mục diễn thuyết, Vương Tử Quân thấy đám người ngồi trên ghế chủ tịch chợt lộ ra nụ cười. Rõ ràng bọn họ rất tán thưởng đề mục này. Vương Tử Quân căn bản cũng rất tán thưởng đề mục của Trần Thành Hoa, vì nó vừa đơn giản vừa sáng tỏ, lại cực kỳ có độ nặng. Trấn Nhạc,
Trần Thành Hoa thật sự có trình độ, nhấn mạnh vào phương diện xúc tiến phát triển kinh tế, xem ra đã áp đảo người khác ngay từ tiêu đề diễn thuyết. Tào Chân Nhi cũng không phải là người tầm thường ở phương diện lý luận, sau khi nàng nghe thấy Trần Thành Hoa lên tiếng, thế là không khỏi dùng giọng tán dương nói với Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc gật đầu nói, nếu như người ta không có trình độ, em cảm thấy phía bên kia sẽ xem trọng hắn sao? Nếu Trần Thành Hoa nắm được một phần danh sách, như vậy sẽ rất khó coi. Tào Chân Nhi cảm thấy ngứa ngáy vì lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc, nàng dùng giọng có chút tiếc nuối nói. Nguyễn Chấn Nhạc không nói gì, hắn cảm thấy Vương Tử Quân cũng không có thể thất bại. Nhưng sau khi nghe Trần Thành Hoa lên tiếng thì hắn cảm thấy rất mới lạ, càng cẩn thận suy xét thì thấy rất hợp với tình thế bây giờ, căn bản là có thể thao tác. Trước nay phát biểu hay diễn thuyết đều cực kỳ quan trọng với cán bộ, huống hồ Trần Thành Hoa bây giờ lên tiếng cực kỳ có lý lẽ, rất có sức thuyết phục. Tôi tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên trì phát triển, nhất định sẽ có thể đẩy mạnh kinh tế, xã hội cầu tiến, càng tiến thêm một bước thỏa mãn nhu cầu quần chúng. Trên đài hay dưới đài đều vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, chuyên gia với gương mặt nghiêm túc cũng vỗ tay theo. Vương Tử Quân cũng vỗ tay, hắn biết rõ kiếp trước người này cũng cố gắng thực hiện những lời hứa hẹn của mình, cũng không biết tinh thần nắm chặt hiện thực của đối phương có phải được hình thành từ những ngày này hay không. Anh Trần diễn thuyết quá tốt, làm tôi mất hẳn niềm tin. Một người bạn học ngồi bên cạnh Vương Tử Quân dùng giọng lo lắng nói. Trước đó tôi còn cảm thấy những gì mình chuẩn bị là rất tốt, bây giờ so sánh thì thấy rất xấu hổ, tôi thậm chí muốn bỏ quyền. Tôi bây giờ cũng không muốn tiến hành diễn thuyết, Trần Thành Hoa xem ra là một người siêu quần xuất chúng, xem ra danh sách đã nằm trong tay người ta rồi. Tôi đã sớm nghe nói Trần Thành Hoa không phải người thường, xem ra bây giờ quả nhiên không tầm thường. Đủ mọi lời bình luận vang lên bên tai Vương Tử Quân, tất nhiên hắn cũng cảm thấy những lời đánh giá như vậy là rất chính xác. Lúc này đám người trên đài cũng đang châu đầu ghé tai với nhau, nhưng ngay sau đó bọn họ đã bắt đầu chấm điểm. Trần Thành Hoa được bao nhiêu điểm? Một bài diễn thuyết như vậy quá hay còn cần phải chấm sao? Điều này hầu như là mối quan tâm của tất cả mọi người. Chương 1047, khi cuồng phong bùng nổ là lúc chim bằng vung cánh tung bay. 1. Nhưng nếu muốn biết được Trần Thành Hoa rốt cuộc được bao nhiêu điểm thì còn phải chờ người thứ 8 lên diễn thuyết xong đã. Người diễn thuyết thứ 8 là một vị chủ tịch thành phố, hắn là một vị cán bộ cấp phó bộ, bài diễn thuyết của hắn cũng rất đặc sắc. Thế nhưng sau khi nghe Trần Thành Hoa lên tiếng, hắn căn bản cảm thấy rất rung động. Gương mặt nghiêm túc của hắn vào lúc này căn bản giống như nói cho tất cả mọi người biết, mình căn bản không còn chút ý nghĩ gì ở phương diện cạnh tranh lần này. Trần Thành Hoa ngồi ở vị trí của mình, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng làn môi của hắn là khá căng cứng, trong lòng rất khẩn trương. Dù sao thì sự kiện lần này rất quan trọng với hắn, hắn thầm nói với mình, cơ hội lần này căn bản là không nên bỏ qua. Anh nói xem Trần Thành Hoa sẽ được bao nhiêu điểm. Tào Chân Nhi cũng không có hứng thú nghe vị học viên tiếp theo tiến lên diễn thuyết, nàng dùng giọng hiếu kỳ hỏi Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc cũng cau mày, hắn dù biết Trần Thành Hoa căn bản là không đơn giản, thế nhưng lại không ngờ đối phương lợi hại như thế. Bài diễn thuyết của đối phương căn bản là không chê vào đâu được, dù là mình có xuất hiện cũng căn bản không thể mạnh hơn đối phương. Chẳng lẽ sự kiện lần này không có gì bất ngờ sao? Trong đầu Nguyễn Chấn Nhạc lóe lên ý nghĩ như vậy. Hắn trầm giọng nói. Ít nhất cũng phải hơn 80 điểm. Tào Chân Nhi nghĩ đến số điểm của những người trước đó, nàng chợt giật mình nói. Không phải khác biệt lớn như vậy chứ. Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải người còn lại căn bản là không còn hy vọng gì sao? Đúng vậy. Nguyễn Chấn Nhạc tuy không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thật phơi bày ngay trước mắt, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi. Kế hoạch của anh cũng xem như bị hớ rồi sao? Nếu so với Trần Thành Hoa thì Tào Chân Nhi căn bản quan tâm đến kế hoạch của Nguyễn Chấn Nhạc hơn. Nguyễn Chấn Nhạc nở nụ cười khổ, trong lòng trên cơ bản thầm nghĩ kế hoạch của mình là khó thể thực hiện được. Tuy hắn đánh giá Vương Tử Quân rất cao, thế nhưng hắn cho rằng Vương Tử Quân căn bản không có khả năng vượt qua Trần Thành Hoa. Hừ, xem như tiện nghi cho tên kia. Tào Chân Nhi không thể tìm cho Vương Tử Quân một đối thủ, đặc biệt là đối thủ có thực lực như Trần Thành Hoa. Thế cho nên cảm thấy rất đáng tiếc.
Khi hai người Nguyễn Trấn Nhạc và Tào Chân Nhi đang nói chuyện với nhau, vị học viên thứ 8 đã diễn thuyết xong. Cuối cùng hắn dùng giọng chăm chú nói. Tôi đã có chuẩn bị với sự kiện diễn thuyết lần này, thế nhưng sau khi nghe xong vị học viên số 7 diễn thuyết, tôi chỉ cảm thấy mình trước mặt Ngọc Thô thì chỉ là viên gạch, cảm ơn mọi người đã nghe bài diễn thuyết của tôi. Câu nói cảm khái của vị học viên thứ 8 làm cho người ta vỗ tay đầy thiện ý. Hắn nhìn đám người vỗ tay ở bên dưới, thế là đi xuống đài. Vương Tử Quân thầm nghĩ. Có thể biến tình huống xấu hổ của mình thành tiếng vỗ tay, phản ứng của người này cũng không chậm. Khi vị học viên số 8 lên tiếng ủng hộ Trần Thành Hoa, chợt nghe thấy nhân viên ghi điểm tuyên bố. Lúc này tuyên bố thành tích của học viên số 7, 99,1 điểm. 99,1, tuyên bố này làm cho toàn trường cô đọng. Hoạt động lần này do ban ngành thi đua khen thưởng tiến hành chấm điểm, thế cho nên căn bản không xuất hiện điểm quá thấp, cũng sẽ không có điểm quá cao. Lúc này bài diễn thuyết của Trần Thành Hoa được 99,1 điểm, căn bản là thành tích cao vời. Thành tích này căn bản lớn hơn 5 phần so với những người diễn thuyết phía trước. Đám người ngồi nơi đây đều hiểu chuyện, bọn họ biết rõ 5 điểm là chênh lệch cỡ nào. Những người phía sau còn có thể vượt qua được sao? Lúc này vẻ mặt của vị học viên thứ 8 là chủ tịch thành phố căn bản dễ chịu hơn, đây không phải là thoải mái khi thắng lợi, rõ ràng là thoải mái khi buông tay. Thật ra đôi khi cam lòng cũng có vài phần dũng khí. Lúc này mời vị học viên thứ 9 tiến hành diễn thuyết. Giọng nói trầm bổng lại vang lên trong phòng họp, âm thanh này kéo đám người đang khiếp sợ vì số điểm của Trần Thành Hoa quay về hiện thực. Hầu như ánh mắt mọi người đều chú ý lên người Vương Tử Quân đang ngồi trên đài, lần này mọi người lại cảm thấy khiếp sợ vì độ tuổi của Vương Tử Quân. Đây là học viên thứ 9, có lầm lẫn gì không vậy? Một vị giáo sư cao tuổi dùng giọng buồn bực hỏi. Đúng vậy, đây là Vương Tử Quân, bí thư thị ủy La Nam, vừa mới tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam. Người bên cạnh dùng giọng cực kỳ khẳng định đáp lời. Vị giáo sư dừng lại một chút. Sau đó dùng giọng hoài nghi nói. Đây chính là vị bí thư thị ủy viết bài luận, xúc tiến phát triển kinh tế doanh nghiệp sao? Chính là anh ấy, thành phố La Nam sáng tạo ra tốc độ phát triển trên 100%, nếu không anh ta sao có thể là thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam? Cũng không biết hôm nay có biểu hiện thế nào. Ôi, hy vọng không lớn, lúc này có một Trần Thành Hoa như ngọc, căn bản là phần thắng quá nhỏ. Lão giáo sư trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Người ngồi bên cạnh giáo sư không nói gì, rõ ràng cũng thừa nhận cách nghĩ của đối phương. 99,1 điểm, khả năng vượt qua là quá thấp, trên cơ bản là con số 0. Trần Thành Hoa cũng biết Vương Tử Quân, nhưng hai bên căn bản chỉ có chút kết giao mà thôi. Dù trước mặt người ngoài thì hắn luôn tỏ ra khiêm tốn cẩn thận, thế nhưng thực tế lại là một người có tính cách, cực kỳ kiêu ngạo. Hắn rất tán thưởng với một vị lãnh đạo cấp tỉnh nhỏ hơn mình 10 tuổi là Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không chủ động kết giao, hai bên căn bản không có vấn đề gì. Trần Thành Hoa rất xem trọng cuộc diễn thuyết hôm nay, vì nó quá quan trọng đối với hắn. Lúc này chức vụ của hắn còn chưa được bổ nhiệm, nếu có thể biểu hiện tốt trước mặt thủ trưởng, đây tuyệt đối không đơn giản. Hắn tin tưởng đây là cơ hội tốt cho mình, sau này đường làm quan của hắn sẽ tăng tiến mạnh mẽ. Có đôi khi chỉ một cơ hội nhỏ thoáng qua, nếu nắm bắt tốt sẽ giảm đi chục năm phấn đấu. Vì vậy Trần Thành Hoa cực kỳ quan tâm, hắn đã trải qua vài ngày đêm suy nghĩ, kết hợp với công tác thực tế của mình, thế là cho ra đề mục diễn thuyết như hôm nay. Tất nhiên cố gắng của hắn cũng không uổng phí, vừa lên đài thì hắn đã lớn tiếng dọa người, căn bản làm cho người ta phải trố mắt nghe giảng. 99,1 điểm, căn bản không có khả năng thua trận. Thưa các vị giảng viên, thưa các học viên, đề mục diễn thuyết của tôi hôm nay là, đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống kinh tế thị trường. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn lướt qua tình huống bên dưới, sau đó trầm giọng nói. Vương Tử Quân vốn không có nhiều tâm tư với sự kiện diễn thuyết hôm nay, nhưng khi hắn lên trên đài, tất cả ý nghĩ vẩn vơ đều bị ném qua đầu, giống như thoát ly khỏi người hắn. Hắn đứng trên đài, toàn thân giống như sát nhập vào trong bài diễn thuyết của mình. Phương diện cải cách thể chế kinh tế chủ nghĩa xã hội khoa học của nước ta đã đi đến một bước vô cùng quan trọng, đây chính là một cơ sở kiên cố để kinh tế trong nước phát triển. Giọng nói trầm bổng của Vương Tử Quân liên tục vang lên trong phòng họp,
lúc này phòng họp vốn yên tĩnh lại càng thêm trầm lắng. Tào Chân Nhi nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin và khí thế của Vương Tử Quân khi đứng trên đài, trong mắt chợt lóe lên vài phần sùng bái. Không ngờ một người đàn ông có tài lại có cả bộ dạng đường đường, hiên ngang lẫm liệt như vậy. Trong ấn tượng của Tào Chân Nhi thì đàn ông càng có tài thì sẽ càng có gương mặt khiêm tốn, vị thượng đế mở một cánh cửa thì sẽ đóng một cánh cửa. Thế nhưng người đàn ông trước mắt căn bản là quá hoàn mỹ, thật sự là tiện nghi cho Mạc Tiểu Bắc. Chương 1047, khi cuồng phong bùng nổ là lúc chim bằng vung cánh tung bay. 2. Người đàn ông kia thậm chí còn nhỏ tuổi hơn Tào Chân Nhi, thế nhưng lúc này Tào Chân Nhi lại cảm thấy mình sinh ra cảm giác bị chinh phục. Đàn ông thật sự tốt phải là như thế mới đúng. Tào Chân Nhi nghiêng đầu đi nơi khác, khẽ nhìn thoáng qua chồng mình, thế là trong lòng bùng lên cảm giác cô đơn. Trong ánh mắt nhiều người thì Nguyễn Chấn Nhạc rõ ràng là một người chồng hoàn mỹ hợp cách, thế nhưng hôn nhân cũng như đeo giày, có phù hợp hay không chỉ có chân mới biết được. Tào Chân Nhi biết rõ mình thiếu cái gì, lúc này trong lòng nàng sinh ra một xúc động, một loại xúc động làm cho nàng cảm thấy điên cuồng. Nhất định phải như vậy sao? Khi Tào Chân Nhi đang đấu tranh tâm lý rất gay gắt thì điện thoại chợt rung lên. Nàng trầm ngâm giây lát, sau đó vội vàng lấy điện thoại ra. Khi nàng chuẩn bị nghe máy, Nguyễn Chấn Nhạc vung tay cướp lấy điện thoại, sau đó nhanh chóng bấm nút tắt. Vương Tử Quân nói rất hay, không nghe thì thật sự đáng tiếc. Nguyễn Chấn Nhạc tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, hắn trầm giọng nói với Tào Chân Nhi. Tào Chân Nhi thấy ánh mắt Nguyễn Chấn Nhạc tập trung lên người Vương Tử Quân, thế là những xúc động trong lòng tăng thêm vài phần. Trước nay nàng luôn là một người cảm tính, thế cho nên nàng cũng nhanh chóng hạ quyết tâm. Trần Thành Hoa ngồi cách Tào Chân Nhi không xa, lúc này vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, trong tay đã có thêm một quyển sách nhỏ. Khi Vương Tử Quân đang diễn thuyết trên đài, hắn ở bên dưới nhanh chóng ghi chép lại. Khi Vương Tử Quân nói ra đề mục thì Trần Thành Hoa đã cảm thấy nhảy dựng lên. Tuy hắn nhấn mạnh tinh thần duy trì phát triển kinh tế để bắt kịp thời đại, thế nhưng nếu nhìn từ phương diện đại cục thì căn bản đã bại trong tay Vương Tử Quân. Người làm tốt nhất phải là kẻ chấp hành, kẻ cho ra mưu đồ, đồng thời phải biết chủ tính toàn cục. Những sự khác biệt giữa hai bên làm cho Trần Thành Hoa sinh ra cảm giác lo lắng. Trần Thành Hoa không phải là người lo được mất, nhưng cơ hội lần này đối với hắn là cực kỳ quan trọng, một cơ hội quan trọng như thế có liên quan đến tương lai phát triển của hắn, thế nên hắn cảm thấy nó rất cần thiết. Nếu vừa rồi Trần Thành Hoa cảm thấy cực kỳ tự tin, như vậy bây giờ tự tin của hắn đã giảm đi rất nhiều, thậm chí có thể nói là mất đi cảm giác tự tin vốn có. Nhưng hắn cũng không phải là người bình thường, sau khi nghe những lời diễn thuyết cực kỳ có ý nghĩa của Vương Tử Quân, hắn cố gắng ghi nhớ và tốc ký lại. 7 phút có thể nói là nhanh đối với nhiều người, nhưng Vương Tử Quân đứng trên đài dùng trầm giọng diễn thuyết đã đến giai đoạn cuối, thế nhưng bầu không khí chung quanh vẫn cực kỳ tĩnh lặng. Lúc này trong phòng họp có hơn một nửa số người đang ghi chép lại. Tào Chân Nhi ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân đứng trên đài, trong lòng không hiểu vì sao sinh ra cảm giác đau xót. Lúc này Vương Tử Quân đã nói xong, diễn thuyết cơ bản là quá đặc sắc, những người khác trước đó căn bản không bằng Vương Tử Quân, sao bây giờ không có tiếng vỗ tay. Trong đầu Tào Chân Nhi lóe lên những ý nghĩ như vậy, khi nàng đang cảm thấy buồn bực thì toàn trường giống như bừng tỉnh, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Người đầu tiên vỗ tay chính là Trần Thành Hoa, tuy Vương Tử Quân là đối thủ của hắn, thế nhưng lúc này hắn vẫn phải vỗ tay với người cho ra bài diễn thuyết siêu việt chính mình. Khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì tiếng vỗ tay vẫn còn tiếp tục vang lên, những người chấm điểm ngồi ở hàng ghế đầu tiên thậm chí còn đứng lên. Lúc này xin mời học viên số 10. Giọng nói của người chủ trì vang lên mới làm tiếng vỗ tay chấm dứt, nhưng âm thanh vang lên mà học viên số 10 cũng không lên đài. Sau khi chờ khoảng nửa phút thì người chủ trì lại tiếp tục nói. Mời học viên số 10 chuẩn bị lên đài diễn thuyết. Lúc này một người đàn ông trung niên mới đứng lên, sau đó ung dung đi lên đài, hắn dùng giọng tự giễu nói. Vừa rồi tôi nghĩ đến bài diễn thuyết của Bí Thư Vương, chợt quên mất số của mình, mong mọi người tha thứ. Lời nói của người đàn ông trung niên này làm cho đám người nở nụ cười đầy thiện ý. Tâm tính bình tĩnh của Vương Tử Quân lúc này càng thêm bình tĩnh, hắn vốn đi lên diễn thuyết và cảm thấy đầy hứa hẹn, nhưng bây giờ lại sinh ra ý nghĩ có thành công hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Vị học viên số 10 diễn thuyết còn đặc sắc hơn những người trước, thế nhưng hắn không may vì đứng sau Vương Tử Quân và Trần Thành Hoa, thế cho nên chênh lệch giữa các bên làm cho hắn không tìm được nhiều tiếng vỗ tay hơn những người trước đó. Lúc này tâm tư của nhiều người căn bản không còn đặt lên trên bài diễn thuyết của học viên số 10, tất cả đều chú ý đến điểm số của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân sẽ được bao nhiêu điểm? Tào Chân Nhi khẽ hỏi Nguyễn Chấn Nhạc ở bên cạnh. Nguyễn Chấn Nhạc có chút do dự, sau đó thản nhiên nói. Không biết, nhưng anh thấy phải cao hơn Trần Thành Hoa. Như vậy cũng đúng. Tào Chân Nhi cười lạnh lùng. Như vậy anh sẽ bớt việc hơn. Nguyễn Chấn Nhạc có chút căm tức, Tào Chân Nhi là người phụ nữ thông minh, thế nhưng trong hôn nhân thì thông minh là không đủ, ít nhất là làm cho hắn không thoải mái. Hắn thậm chí trông mong vợ mình căn bản là mù chữ, chỉ là một người vợ hiền lành dịu dàng, đảm đang nội trợ, là một nhân vật có thể sắp xếp giải quyết những ưu phiền trong gia đình cho mình là được rồi. Thử nghĩ mà xem, có người đàn ông này muốn lấy một người vợ mà thứ gì cũng thấy rõ, không nói lời nào thì thôi, mở miệng sẽ làm cho anh cực kỳ uể oải, làm cho chính anh cảm thấy trái tim rơi vào hầm băng. Khi học viên thứ 10 đi xuống đài thì bài viết của Vương Tử Quân đã đến trong tay người chủ trì. Lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người này, đợi tuyên bố kết quả, trong mắt nhiều người thì đây rõ ràng là kết quả của cả cuộc tuyển chọn hôm nay. Trần Thành Hoa ngồi bên dưới cảm thấy lòng bàn tay ướt sũng, giống như trái tim bị treo lên họng, giống như gặp sự kiện liên quan đến vận mệnh của mình. Hắn cảm thấy sau bao nhiêu năm thì đây là lần đầu tiên sinh ra cảm giác khó chịu như vậy. Mình có thể thắng được Vương Tử Quân sao? Trước đó Trần Thành Hoa tràn đầy tự tin đối với nghi vấn này của mình, nhưng lúc này hắn cảm thấy tâm thần không yên, thật sự không thể nào nắm chắc. Thậm chí hắn cho rằng Vương Tử Quân hoàn toàn có thể thắng, vì chỉ cần là người được nghe thì sẽ biết ai hơn ai, kết quả thế nào rồi. Học viên số 9 được 99,5 điểm. Giọng nói của người chủ trì lại vang lên trong phòng, âm thanh của nàng giống như sấm sét nổ tung trong lòng Trần Thành Hoa. Tuy hắn đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lúc này nghe thấy tin tức mình thất bại, căn bản là khó thể tiếp nhận. Khó tiếp nhận thì vẫn phải tiếp nhận, Trần Thành Hoa nghĩ đến những gì mình nghe được khi Vương Tử Quân diễn thuyết, hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mình xem ra vẫn còn kém vị bí thư Vương kia một chút, nếu như không phải trước đó mình có số điểm cao, chỉ sợ khoảng cách còn kéo dài hơn nữa. Trần Thành Hoa không lấy được cơ hội biểu hiện trước mặt lãnh đạo. Như vậy hắn căn bản khó khăn trong phương diện chờ được bổ nhiệm công tác. Chương 1048, trước Ngọc Thô tôi chỉ là một viên gạch. Tào Chân Nhi nghe được tin tức này thì thở dài một hơi giống như tảng đá gây áp lực trong lòng đã được người nào đó chuyển đi. Ánh mắt của nàng không tự chủ được phải nhìn về phía Vương Tử Quân. Tào Chân Nhi thấy vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, giống như đó không phải là số điểm của hắn. Nhưng khi ánh mắt Tào Chân Nhi rơi lên tay của Vương Tử Quân, nàng chợt phát hiện ngón tay búng ra rất có tiết tấu. Một hành động nho nhỏ của Vương Tử Quân làm cho nàng sinh ra cảm giác bừng tỉnh. Đến lúc này còn giả vờ gì nữa? Tào Chân Nhi thầm oán trách mà cảm thấy mặt mình nóng lên, dù sao thì người này cũng căn bản không có chút quan hệ gì với nàng. Quá trình diễn thuyết vẫn tiếp diễn, dù sao còn bốn người nữa chưa lên tiếng. Bốn người này diễn thuyết cũng căn bản không nằm ngoài dự đoán, mặc dù bọn họ có tinh thần phấn chấn, thỉnh thoảng cũng cho ra những vấn đề rất hay, thế nhưng căn bản không quá mức thu hút. Mãi đến lúc cuối cùng thì Vương Tử Quân vẫn luôn là người xuất chúng. Sau khi người cuối cùng diễn thuyết xong, người chủ trì trịnh trọng tuyên bố Vương Tử Quân là người có số điểm cao nhất, cũng vì vậy mà hắn lấy được phần danh sách trong ba người diễn thuyết cho lãnh đạo thượng cấp. Ha ha ha, Bí thư Vương. Chúc mừng, chúc mừng. Khi có nhiều người chúc mừng Vương Tử Quân, Nguyễn Chấn Nhạc cũng đi đến cười híp mắt nói. Tuy tất cả vẫn được tiến hành theo kế hoạch của mình, thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc căn bản cũng không quá vui sướng. Vì sao hắn lại mất hứng? Nguyên nhân có lẽ chỉ một mình hắn biết. Vương Tử Quân vừa chào hỏi Nguyễn Chấn Nhạc vừa nhìn qua bốn phía, hắn đang tìm kiếm Trần Thành Hoa. Hắn đã bước ra, cũng nên thu bước chân lại. Thế nhưng điều làm hắn thất vọng chính là Trần Thành Hoa giống như đã rời đi. Trần Thành Hoa cũng không phải là một người không có trí tuệ, nếu không cũng chẳng thể nào phát triển mạnh mẽ trên quan trường. Vương Tử Quân thầm suy đoán, hắn vừa chào hỏi đám người Nguyễn Chấn Nhạc vừa tiếp tục lưu ý bốn phía.
nhưng đáng tiếc là Vương Tử Quân căn bản không nhìn thấy Trần Thành Hoa, hắn biết Trần Thành Hoa không có mặt ở chỗ này, thế là chỉ có thể ứng phó với mọi người cho xong. Sau khi chào hỏi một lúc, Vương Tử Quân mới rời khỏi đám người Nguyễn Chấn Nhạc. Nhưng hắn cũng phải từ chối lời mời dùng cơm của khá nhiều người, nhiều bạn có nhiều đường để đi, thế nhưng đôi khi có quá nhiều đường cũng làm cho người ta mệt chết đi được. Vương Tử Quân đi qua một hành lang, hắn đi đến cửa lớn. Khi hắn nhiệt tình chào tạm biệt đám người Nguyễn Chấn Nhạc, chợt nghe thấy Tào Chân Nhi nói. Bí thư Tử Quân, Tiểu Bắc nhà anh khi nào rảnh, tôi muốn đến thăm. Nhiệm vụ của Tiểu Bắc chính là làm mẹ của con tôi, không có chuyện gì lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể chào đón chị dâu đến chơi. Vương Tử Quân không rõ tâm tư của Tào Chân Nhi, thế là dùng giọng đùa giỡn nói. Bí thư Vương, chúc mừng, chúc mừng. Khi Vương Tử Quân đang cảm thán có quá nhiều người mời rượu, một âm thanh chợt vang lên sau lưng. Trần Thành Hoa mang theo nụ cười đi từ đằng sau hành lang đến. Hắn đi đến bên cạnh Vương Tử Quân với nụ cười ung dung bình tĩnh, sau đó thản nhiên nói. Vừa rồi nhìn nhiều người vây quanh Bí thư Vương, tôi thật sự không muốn tham gia náo nhiệt. Nhưng tôi còn có vài vấn đề căn bản còn chưa hiểu rõ, thế nên muốn thỉnh giáo anh một chút. Thỉnh giáo, đây không phải là muốn ngủ có người kê gối sao? Kiếp trước Vương Tử Quân là người rất tán thưởng Trần Thành Hoa. Lúc này nghe thấy thần tượng kiếp trước của mình mở lời yêu cầu thỉnh giáo, thế là lập tức nói. Trưởng phòng Trần, anh nói như vậy rõ ràng là muốn giết chết tôi, hai ta cùng nhau tham khảo một vấn đề thì được, nếu anh cần thỉnh giáo, như vậy phải đến tìm giáo sư mới đúng. Vương Tử Quân khiêm tốn như vậy làm cho Trần Thành Hoa rất vui, hắn cũng không tỏ ra gò bó mà nở nụ cười nói. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không khách khí. Đây không phải chỗ nói chuyện. Tôi biết ngoài cổng trường đảng có một quán trà khá ngon, không bằng chúng ta vào đó vừa uống trà vừa nói chuyện. Vương Tử Quân nhìn khắp bốn phía rồi dùng giọng đề nghị nói. Trần Thành Hoa cũng biết đây không phải chỗ trò chuyện, thế là hai người nhanh chóng đi ra ngoài quán trà. Vì lúc này chưa đến giờ cao điểm uống trà, thế cho nên trong quán rất yên tĩnh. Hai người đi vào một phòng trà, sau đó cười nói vui vẻ. Trần Thành Hoa thật sự giống như những gì đã nói trước đó, căn bản nói về nội dung bản thảo của Vương Tử Quân vừa mới diễn thuyết. Có vài vấn đề được hắn đưa ra rất sâu sắc, hơn nữa giải thích lại rất đặc biệt, căn bản là hiểu rất rõ nội dung diễn thuyết của Vương Tử Quân. Sau khi nghe xong những lời giải thích dựa vào kiếp trước của Vương Tử Quân, Trần Thành Hoa cười nói. Bí thư Tử Quân, tôi trước đó còn cảm thấy không phục anh, nhưng bây giờ xem như tôi đã hoàn toàn tin phục. Anh có ý nghĩ cao xa, càng thêm thấu đáo, tôi thật sự không bằng. Vương Tử Quân thầm đổ mồ hôi, thầm nghĩ tất cả mọi thứ của tôi đều là tham khảo của ngài mà thôi. Nhưng hắn cũng không dám nói ra những lời này, vì vậy chỉ có thể khiêm tốn khoát tay nói. Tôi chỉ là đứng trên bờ vai của người khổng lồ mà thôi. Cậu Tử Quân, cậu quá khiêm nhường rồi, có thể sửa cũ thành mới, hơn nữa còn kết hợp chặt chẽ với thực tế. Đây cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể nghĩ ra được. Trần Thành Hoa đặt ly trà xuống rồi giống như muốn đứng lên. Anh Trần, tôi gọi anh như vậy, anh sẽ không giận đấy chứ? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giống như muốn đi của Trần Thành Hoa, thế là hắn chợt thay đổi chủ đề. Chúng ta là bạn học, càng là bạn bè, cậu gọi tôi như vậy thì tôi phải vui mừng mới đúng, nào có chuyện giận gì ở đây? Trần Thành Hoa căn bản đã khá kính nể Vương Tử Quân, thế nên mở miệng càng thêm khách khí. Hắn cũng không phải nói dối, Vương Tử Quân gọi hắn là anh Trần, điều này làm hắn rất vui. Vương Tử Quân vốn chuẩn bị kết giao với Trần Thành Hoa, lúc này thấy chiêu thức đầu tiên của mình có tác dụng, hắn cũng không khách khí nói. Anh Trần, nếu như chúng ta đã hợp ý như vậy thì nên trò chuyện nhiều hơn, dù sao thì còn lâu mới đến giờ cơm. Vương Tử Quân nói rồi thay đổi chủ đề. Trước kia tôi nghe vài người nói những chuyện liên quan đến anh, trước kia có phải anh từng là trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy Liêu Đông hay không? Trước kia là như vậy, nhưng bây giờ cũng không phải. Vị trưởng phòng tuyên truyền mới đã nhận chức, bây giờ tôi rõ ràng là xe nhẹ, chưa phân nhiệm vụ công tác, vẫn phải học tập ở đây. Trần Thành Hoa cười cười dùng giọng thản nhiên nói. Tôi chúc anh Trần tương lai phát triển mạnh như mặt trời. Vương Tử Quân loáng thoáng nhớ rằng 2 năm tới Trần Thành Hoa sẽ nhận một chức vụ quan trọng, nhưng rốt cuộc là năm nào thì không quá rõ ràng.
Cảm ơn cậu, rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào thì trước mắt rất khó nói. Tuy cảm thấy tổ chức sẽ sắp xếp cho mình một vị trí thích đáng, thế nhưng Trần Thành Hoa vẫn cảm thấy có chút không yên. Dù sao thì bây giờ hắn cũng chưa được phân công công tác, đây cũng là nguyên nhân mà hắn cực kỳ coi trọng cơ hội diễn thuyết lần này. Chương 1049, thu phóng tự nhiên thì chính mình thành công. Vương Tử Quân cũng không tiếp tục nói đến chuyện công tác, hắn trò chuyện với Trần Thành Hoa về những việc vặt trong cuộc sống cùng với ý nghĩ của mình về phương hướng phát triển kinh tế. Hai người có ánh mắt tiếp cận thời đại, thế cho nên đều sinh ra cảm giác gặp mặt quá muộn. Anh Trần, bài diễn thuyết của anh thật sự rất hay, thế nhưng cần phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Khi chuẩn bị chia tay thì Vương Tử Quân vỗ vỗ bả vai của Trần Thành Hoa rồi trầm giọng nói. Trần Thành Hoa cho rằng Vương Tử Quân an ủi mình, hắn nở nụ cười tiêu sái nói. Thật sự phải sửa chữa một chút. Khi thấy Trần Thành Hoa căn bản không chú ý đến câu nói của mình, Vương Tử Quân cũng không nói ra. Có một số việc hắn cần phải nắm thật đúng mực, dù chỉ là kế nhỏ, thế nhưng nắm chắc hay không lại có kết quả rất lớn. Thậm chí có khả năng một vấn đề đúng đắn không được thực hiện tốt sẽ biến tốt thành xấu. Vương Tử Quân tuyệt đối không cho phép sự việc từ tốt biến thành xấu. Cơ hội chỉ chờ cho một người, anh Trần, lúc không có việc gì thì chúng ta cùng uống vài ly cho vui. Vương Tử Quân nói rồi bắt tay cáo từ Trần Thành Hoa. Sau khi rời khỏi quán trà, Trần Thành Hoa về phòng của mình. Hắn là người có thói quen ghi bút ký, thế nên tiện tay viết trên sổ nhật ký. Trận đấu hôm nay tuy thất bại, thế nhưng thua tâm phục khẩu phục. Có thể tìm được một người bạn như Vương Tử Quân thì căn bản rất đáng giá. Sáng sớm hôm sau Trần Thành Hoa đi vào trong phòng học, hắn thấy được danh sách ba người sẽ diễn thuyết khi lãnh đạo thượng cấp đến thăm. Người đầu tiên là vị bí thư tỉnh ủy của ban huấn luyện, thứ hai là một vị lãnh đạo bộ và ủy ban trung ương, còn lại là Vương Tử Quân. Thành Hoa, thật sự có chút đáng tiếc. Một người bạn có quan hệ không tệ đi đến khẽ nói với Trần Thành Hoa. 23 có gì mà đáng tiếc chứ? Bản lĩnh không bằng Vương Tử Quân, thua là bình thường. Trần Thành Hoa cười cười dùng giọng tiêu sái nói. Người nọ cũng cười cười mà không nói gì thêm, khi Trần Thành Hoa tiếp tục đi vào trong phòng thì điện thoại vang lên. Hắn nhìn dãy số gọi đến, thế là vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Chào bí thư. Thành Hoa, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nghe nói cậu không thể tranh thủ được một phần danh sách, không phải tôi đã nói rồi sơ đao, cậu nhất định phải chuẩn bị tận tâm, không cho ra sai lầm gì, cậu không nghe rõ ràng sao? Một giọng nói trách cứ chợt truyền đến từ đầu dây bên kia. Trần Thành Hoa là một người có tính cách quật cường, nếu là người bình thường mở miệng phê bình thì hắn sẽ rất có thể mở miệng phản kích. Nhưng bây giờ hắn lại dùng giọng chân thành nói. Bí thư, tôi nhất định sẽ làm đủ chuẩn bị. Nhưng tài nghệ của tôi không bằng người, cũng không có cách nào khác. Cậu đấy, tôi đã nói với cậu rồi, tôi đã mở lời với các vị đồng sự, nói rằng đã ủy thác trách nhiệm cho cậu, chuyện này vốn có 7 phần nắm chắc. Lần này cậu đến học tập ở trường đảng, nếu như cậu có thể diễn thuyết trước mặt lãnh đạo thượng cấp, chẳng khác nào mọi chuyện như ván đóng thuyền, một cơ hội quá tốt với cậu đã trôi qua mất rồi. Bí thư ở bên kia mở miệng dùng giọng oán giận nói với Trần Thành Hoa. Trần Thành Hoa biết rõ bí thư luôn giúp mình, nhưng cũng không biết ông ấy lại có sắp xếp như vậy, thế là trong lòng có chút cảm động và không cam lòng. Một chuyện quá quan trọng, thế nhưng mình lại ném bể cơ hội, mặc dù có sự hỗ trợ của bí thư, thế nhưng những chuyện xấu trong sự kiện này không thể không suy xét. Càng phát triển lên một tầng thì khả năng thay đổi vị trí càng lớn, lãnh đạo cố gắng để mình nắm được một danh sách diễn thuyết, chỉ cần mình có thể diễn thuyết thì vị trí tốt sẽ như đinh đóng thuyền. Nhưng bây giờ xem ra ván đóng thuyền đã được gỡ ra đóng lại, Trần Thành Hoa tuy cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, thế nhưng hắn căn bản không oán hận Vương Tử Quân, vì mọi người tranh đấu dựa vào tài lực, ai bảo mình kém hơn đối phương. Bí thư, tôi. Trần Thành Hoa muốn nói với bí thư rằng mình đã cố gắng hết sức, thế nhưng hắn nghĩ đến phương diện bí thư vì mình mà bôn ba, thế là áp chế lời giải thích không nói ra khỏi miệng. Vị bí thư kia cũng hiểu thuộc hạ cũ của mình. Sau khi nói thêm vài câu thì trầm giọng. Cậu cũng không nên ủ rũ, nếu như vị trí kia không thành, tôi sẽ hoạt động cho cậu tìm lấy vị trí khác. Thành Hoa, tôi vì sao giúp đỡ cho cậu, cũng là vì cậu là người cần cù chăm chỉ vì dân, cho cậu đi lên, không cần cậu mang ơn với tôi.
Tôi đây chỉ mong cậu có thể biểu hiện cho tốt, cho ra cống hiến với nhân dân. Bí thư tuy đã cúp điện thoại thế nhưng tâm tình của Trần Thành Hoa lại càng không bình tĩnh, hắn đi đường mà đầu óc rối loạn, mãi đến khi tiếng chuông vang lên thì hắn mới vào phòng học. Trưởng phòng Trần, ngày hôm qua thật sự đáng tiếc. Trần Thành Hoa vừa mới ngồi xuống thì nghe thấy một người bạn học đi đến an ủi. Trần Thành Hoa chỉ cảm thấy vết thương trong lòng bị người ta vạch trần, hắn cảm thấy rất đau, hắn thật sự không muốn bàn về chuyện ngày hôm qua. Nhưng đối mặt với sự quan tâm của người ta, ít nhất cũng phải có lễ phép tối thiểu. Hắn khách khí nói với đối phương vài câu, sau đó nhìn ra bên ngoài, cũng may đã sắp đến giờ học. Giáo sư giảng bài rất đặc sắc, Trần Thành Hoa tập trung tinh thần 10 phút, sau đó hoàn toàn bị thu hút bởi nội dung bài giảng. Trần Thành Hoa, cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Khi Trần Thành Hoa lật bản nhật ký của mình, giọng nói êm ái của phụ đạo viên vang lên bên tai. Hắn nhìn phụ đạo viên đứng bên cạnh mình, thế là nở nụ cười, sau đó cùng đi về phía phòng làm việc của nàng. Phụ đạo viên rót cho Trần Thành Hoa một ly nước, sau đó cười nói. Trưởng phòng Trần, bài diễn thuyết của anh hôm qua rất đặc sắc, nói thật, tôi cảm thấy bị cuốn hút, căn bản là rất bội phục. Trần Thành Hoa cười cười nói. Cảm ơn ngài khích lệ, nhưng tôi vẫn cảm thấy có vài chỗ không đủ, sau này kính xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Cũng không dám chỉ giáo. Phụ đạo viên nói rất chân thành, nàng dù là phụ đạo viên nhưng bàn về cấp bậc thì kém xa Trần Thành Hoa. Trưởng phòng Trần, sau khi anh quay về thì nên chuẩn bị một chút, đặc biệt là bản thảo diễn thuyết, càng phải làm cho tốt hơn, nếu có gì cần thì tới tìm tôi. Nếu như tôi không thể giải quyết những nghi vấn của anh, tôi sẽ nhờ nhà trường giải quyết. Lời nói của phụ đạo viên làm cho Trần Thành Hoa chợt sững sờ, hắn thật sự không thể nào hiểu rõ. Thầm nghĩ nói mình chuẩn bị bản thảo là có ý gì. Khi nhìn bộ dạng không hiểu của Trần Thành Hoa, phụ đạo viên chợt cười nói. Trưởng phòng Trần, vừa mới nhận được tin tức, bí thư Vương Tử Quân bị nhiễm trùng họng, không thể lên đài diễn thuyết. Sau khi lãnh đạo nhà trường nghiên cứu xem xét, quyết định cho anh thay thế. Vương Tử Quân bị viêm họng, sao lại có thể xuất hiện chuyện này? Trần Thành Hoa nghĩ đến tình huống hôm qua Vương Tử Quân chia tay mình với bộ dạng phấn chấn tinh thần, hắn chợt cảm thấy sự việc có chút bất thường. Nên chuẩn bị nhiều hơn một chút, cơ hội luôn có cho mọi người. Anh Trần, sau này chúng ta có cơ hội nên uống vài ly, ha ha. Trần Thành Hoa nghĩ đến lời nói của Vương Tử Quân thế là chợt hiểu ra vấn đề. Vương Tử Quân căn bản không phải là sinh bệnh, rõ ràng đối phương muốn ném cơ hội cho mình. Hắn nghĩ đến đây mà thấy có chút cảm động, đồng thời trong lòng càng thêm kích động. Trần Thành Hoa cảm thấy cơ hội lần này rất quan trọng với mình, thế nhưng mình cũng không nên nắm cơ hội của người khác. Nó quan trọng với mình, chẳng lẽ không quan trọng với Vương Tử Quân sao? Vương Tử Quân sao có thể hời hợt ném cơ hội này cho mình? Tuy trong lòng đang có nhiều âm thanh nói với hắn, thế nhưng cơ hội lần này thật sự có quá nhiều chỗ tốt, nhưng một âm thanh khác lại làm hắn phải rút điện thoại ra. Alo, là Tử Quân sao? Điện thoại vừa nối thông thì Trần Thành Hoa đã dùng giọng không chờ đợi được nói. Giọng nói khàn khàn của Vương Tử Quân từ đầu dây bên kia truyền đến. Tôi là Vương Tử Quân, xin hỏi ngài là ai? Trần Thành Hoa thấy Vương Tử Quân cố gắng giả vờ, hắn thầm cảm động, đồng thời càng lớn tiếng nói. Vương Tử Quân, tôi là Trần Thành Hoa, cậu đừng giả vờ nữa, cơ hội này là của cậu, tôi căn bản không muốn nhận. Sau khi xin phép được nghỉ vài ngày, Vương Tử Quân cầm điện thoại ngồi trong nhà, chờ tin tức của Trần Thành Hoa. Nếu như Trần Thành Hoa gọi điện thoại đến, như vậy đối phương rõ ràng là người có thể kết tình thâm, nếu như Trần Thành Hoa không gọi điện thoại, Vương Tử Quân cũng không gọi đi, quan hệ giữa hai người xem như đối phương thiếu nợ hắn một phần nhân tình. Trần Thành Hoa không làm cho Vương Tử Quân thất vọng, biểu hiện của đối phương làm cho Vương Tử Quân cảm thấy những gì mình phải bỏ ra căn bản rất đúng. Rất đáng kết giao. Anh Trần, anh đừng nói nhảm, hai người chúng ta không phải là bạn bè sao? Vương Tử Quân ném giọng nói khàn khàn của mình đi, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Nếu cậu xem tôi là bạn, cậu không nên nhường cơ hội lần này cho tôi. Trần Thành Hoa thấy Vương Tử Quân khôi phục lại giọng nói như bình thường, lúc này hắn cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Vương Tử Quân cười cười nói. Anh Trần, anh cũng đừng nói như vậy, anh không thể nào không tiến lên,
vì lãnh đạo nhà trường thấy anh phù hợp hơn, điều này có liên quan gì đến tôi chứ? Vương Tử Quân nói làm cho Trần Thành Hoa chợt cảm động, tuy hắn đã qua tuổi thọ dễ xúc động từ rất lâu rồi. Nếu như nói trước đó hắn chỉ cảm thấy Vương Tử Quân là người xứng đáng kết giao, bây giờ lời nói không thèm quan tâm của đối phương càng làm hắn thấy dễ chịu hơn. Tôi vừa mới là thường ủy tỉnh ủy, cho dù được lãnh đạo coi trọng thì cũng không có tác dụng gì với tình huống tiến lên phía trước. Nhưng anh lại khác, anh bây giờ đang ở vào giai đoạn phân phối công tác, cơ hội lần này có ý nghĩa khác biệt, chỉ sợ nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai phát triển sau này của anh. Nếu tôi ăn một bát canh gân gà, sao không cho anh để rồi phát huy tác dụng lớn hơn? Trần Thành Hoa cảm thấy cơ hội để người mà mình luôn hướng tới tỏ ra coi trọng là quan trọng đến mức nào. Hắn càng hiểu dựa vào Vương Tử Quân thì có thể dễ dàng tìm được sự coi trọng của lãnh đạo, thế nhưng cơ hội lần này quá quan trọng với hắn, chẳng qua cũng cảm thấy Vương Tử Quân cũng khó thể vứt bỏ đi được. Trần Thành Hoa nghĩ đến đây thì trầm giọng nói. Tử Quân, lời cảm ơn tôi chỉ có thể giữ trong lòng. Anh đừng nói những lời như vậy có được không? Tôi đã nói với lãnh đạo trường đảng. Đã không thể nào quay đầu, anh nên chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó tôi sẽ đến xem anh biểu hiện như thế nào. Vương Tử Quân nói rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân vốn chỉ muốn dùng cơ hội lần này để kéo về cho mình một minh hữu, nhưng biểu hiện của Trần Thành Hoa cũng làm hắn cảm động. Hắn khẽ vuốt vuốt thái dương, sau đó thì thào nói. Xem ra mình cũng không thích hợp làm chính trị. Tin tức Vương Tử Quân bị bệnh rời khỏi danh sách diễn thuyết làm cho nhiều người cảm thấy may mắn, cũng không ít người thấy đáng tiếc. Một vài người biết rõ nguyên nhân thì lại tán thưởng không thôi. Dùng một cơ hội lớn đổi lấy nhân tình, chuyện tốt như thế này dù nhìn từ phương diện nào cũng thấy lợi nhuận rất lớn. Nhưng những người này biết chuyện cũng chỉ vùi trong lòng, căn bản không bao giờ nói ra. Sự kiện lãnh đạo thượng cấp đến thăm hỏi trường đảng cuối cùng cũng được tiến hành. Vương Tử Quân lúc này đã khôi phục lại như thường, hắn đi đến phòng học. Khi thấy Vương Tử Quân thì Lật Tòng Ba dùng giọng cảm khái nói. Cậu Vương, thật sự đáng tiếc, vì sao đến thời điểm mấu chốt lại phát sinh vấn đề sức khỏe như vậy? Lật Tòng Ba nói lời này cũng không phải là qua loa, hắn thấy Vương Tử Quân căn bản là khá đáng tiếc, một cơ hội tốt như vậy đã bị một căn bệnh nhỏ xóa nhòa, quá đáng tiếc. Trước đó hắn cũng đau khổ cạnh tranh. Thế nhưng lại căn bản không đủ điểm, bại trong tay người khác. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân thật sự cho Lật Tòng Ba, hắn cười khổ một tiếng nói. Anh Lạt, cuống họng không buông tha, tôi cũng không có biện pháp nào khác. Tôi thấy cậu vẫn nói rất tốt, nếu không thì nói với phụ đạo viên lấy phần danh sách kia lại cho mình. Lật Tòng Ba nhìn thoáng qua bốn phía rồi nói. Thôi bỏ đi, bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy rát họng. Bác sĩ nói không nên nói quá lớn, còn phải tĩnh dưỡng 10 ngày nữa. Vương Tử Quân dùng giọng đáng tiếc nói. Nếu đứng trên bục cố gắng lên tiếng, không bằng không nói thì hay hơn. Lật Tòng Ba thấy bộ dạng mây trôi nước chảy của Vương Tử Quân, thế là chợt nhớ đến một câu chuyện vui trên bàn rượu, quan trường chính là hiệu triệu tất cả những con người phấn đấu làm quan, có một số việc cần phải học tập theo những người đàn ông đang làm người yêu mình thỏa mãn. Một là không khoe khoang thành tích của mình, hai là vào thời điểm mấu chốt cần phải chịu đựng giỏi, ba là phải giỏi công kích đối phương, bốn là phải ma sát để cho người ta cảm thấy khoái cảm, năm là thắng lợi cũng phải biết tiến lùi, phải biết khiêm nhường nhã nhặn. Khi đó Lật Tòng Ba nhớ rõ cả bàn rượu phải cười vang, bây giờ nghĩ lại thì thấy hình tượng đó giống như Vương Tử Quân. Trần Thành Hoa nhìn qua Vương Tử Quân, thấy vẻ mặt bình tĩnh của đối phương, thế là không khỏi cảm thấy có chút thoải mái. Khi Vương Tử Quân trò chuyện với Lật Tòng Ba, ba người Trần Thành Hoa đi đến. Vẻ mặt Trần Thành Hoa khẽ động, trong lòng đầy cảm kích. Khi hắn định đi về phía Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân đã nói. Anh Thành Hoa, anh phải mời tôi bữa cơm mới được, lúc này dạ dày đã đói đến mức co thắt rồi. Trần Thành Hoa nhìn vẻ mặt đầy thẳng thắn chân thành của Vương Tử Quân, thế là cảm thấy tất cả lời nói của mình sẽ như dư thừa. Hắn vỗ vỗ lên vai Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng chân thành nói. Tối nay chúng ta không say không về. 10 giờ sáng, một bóng người quen thuộc được nhân viên công tác bao quanh đi vào trong phòng họp đã được chuẩn bị tốt. Khi thấy bóng người quen thuộc này, tiếng vỗ tay chợt vang lên nhiệt liệt. Không ai tổ chức mọi người vỗ tay, cũng không ai dẫn đầu, mọi người đều tự giác hành động.
Khi tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, một âm thanh quen thuộc với người trong nước chợt vang lên. Tuy thủ trưởng phát biểu một giờ đồng hồ nhưng Vương Tử Quân vẫn nghe rất chăm chú. Thủ trưởng yêu cầu các học viên trong ban huấn luyện tăng cường học tập, cần phải đẩy mạnh lòng nhiệt tình, sau này quay về địa phương và đơn vị vùi đầu vào công tác. Cứ 10 phút thì tiếng vỗ tay lại vang lên, những người ngồi nơi đây phần lớn là cán bộ cấp tỉnh, nhưng Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt từng người, cảm thấy ai cũng phấn chấn tinh thần. Khi thủ trưởng kết thúc bài phát biểu, ba vị học viên bắt đầu tiến hành diễn thuyết báo cáo, người thứ nhất lên tiếng là vị bí thư tỉnh ủy duy nhất trong lớp. Khi Vương Tử Quân lẳng lặng nghe vị bí thư tỉnh ủy kia lên tiếng, hắn thấy Vũ Tiểu Dương khẽ vẫy mình. Hắn có chút do dự, sau đó đi về phía Vũ Tiểu Dương. Chương 1050, chi tiết quyết định thành bại. Tử Quân, lần này cậu thật sự là một viên đá ném ba chim, đã cho thấy trình độ của mình, càng tặng cơ hội cho người, lãnh đạo nói cậu rất biết cách làm việc. Vũ Tiểu Dương chờ Vương Tử Quân đi đến bên cạnh mình rồi khẽ nói. Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn không ngờ hành vi mờ ám của mình bị thủ trưởng nhìn thấu, hơn nữa còn cho ra một đánh giá như vậy. Loại chuyện này căn bản không thể giải thích, hắn chỉ có thể cười ngại ngùng nói. Ôi, anh Vũ đừng khen tôi như vậy, đây không phải là nhờ ngài nói tốt cho tôi trước mặt lãnh đạo sao? Nhìn vẻ mặt khiêm tốn của Vương Tử Quân, Vũ Tiểu Dương chợt cảm thấy rất hưởng thụ. Vương Tử Quân là người đắc thế mà không phô trương, hoàn cảnh xấu không ngại ngùng, nói thì đơn giản nhưng thật sự làm được như vậy là rất khó khăn, hơn nữa Vương Tử Quân là người còn trẻ, thế cho nên Vũ Tiểu Dương càng có thêm ý nghĩ tiếp cận người này hơn. Tử Quân, sau ban huấn luyện cán bộ cấp tỉnh lần này sẽ có một bộ phận học viên được điều chỉnh chức vụ, cậu vừa mới nhận chức thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, thế cho nên trên cơ bản là bất động. Vũ Tiểu Dương nói đến đây thì hạ thấp âm thanh xuống vài phần. Nhưng một năm tới cậu sẽ được điều động, khoảng thời gian này cậu cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Tuy Vũ Tiểu Dương nói lời lập lờ nước đôi, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ đã 9 phần nắm chắc. Với loại người như Vũ Tiểu Dương thì phần lớn làm việc theo bóng dáng của thủ trưởng, bình thường đều cực kỳ thận trọng. Bây giờ đối phương mở miệng chỉ điểm tương lai phát triển cho mình, căn bản là rất khó có được. Cảm ơn anh Vũ, sau này còn làm phiền anh Vũ rồi. Vương Tử Quân bắt chặt tay Vũ Tiểu Dương với vẻ mặt rất bình tĩnh, sau đó khẽ lên tiếng. Vũ Tiểu Dương nhìn vẻ mặt thản nhiên của Vương Tử Quân, thế là cười ha hả nói. Cậu là anh em của tôi, cần gì phải nói những lời khách sáo như vậy. Chính cậu suy nghĩ kỹ càng xem bước tiếp theo phải làm gì, như vậy tôi cũng không phải đắn đo thêm nhiều, cũng không làm cho anh em phải luống cuống tay chân khi cơ hội đến. Hai người nói đến con đường làm quan thì càng thêm mãnh liệt, lời nói càng thêm nóng bỏng. Khi Vương Tử Quân đề xuất muốn đến thăm nhà Vũ Tiểu Dương, trong hội trường chợt bộc phát tiếng vỗ tay như sấm. Thì ra vị bí thư tỉnh ủy kia đã phát biểu xong, đang đi xuống đài với phong thái nhẹ nhàng. Trần Thành Hoa là nàng tiếp theo tiến lên diễn thuyết, lúc này hắn càng thêm phấn chấn tinh thần hơn lần trước, luận điểm cho ra càng vững chắc có lực. Người này căn bản không đơn giản. Vũ Tiểu Dương khẽ cười cười với Vương Tử Quân, sau đó thản nhiên nói. Sau khi ba người Trần Thành Hoa diễn thuyết xong thì đã gần 12 giờ, trường đảng tất nhiên sẽ sắp xếp dùng cơm. Dựa theo thông lệ thì sẽ được sắp xếp trong nhà ăn trường đảng. Gọi là nhà ăn nhưng thực chất thì giống như một nhà hàng, cũng tiến hành buôn bán với bên ngoài. Lầu 1 là khu vực dùng thức ăn nhanh, lầu 2 có nhiều phòng cơm trang nhã, dùng để đón khách bên ngoài, đồng thời cũng hoàn toàn có thể dùng để đón tiếp lãnh đạo. Khi đoàn người đi vào đại sảnh, thủ trưởng thấy bên trong là một hàng cửa sổ, từng ô cửa đều có nhân viên phục vụ đứng đó. Đột nhiên lãnh đạo đổi phương hướng, trực tiếp đi đến bên cạnh một ô cửa sổ, hỏi nhân viên phục vụ bán cơm bên trong xem mỗi phần có giá bao nhiêu. Nhân viên phục vụ đột nhiên thấy nhiều người đi đến, thế là không biết phải làm sao. Người phụ trách nhà ăn trường đảng đang có chút căm tức, chợt lớn tiếng nói. Lãnh đạo đang hỏi cô mỗi phần cơm giá bao nhiêu. Nhân viên phục vụ lúc này đã hiểu rõ thân phận của đám người, thế là không dám tùy tiện đáp lời mà chỉ tay về phía bảng hiệu bên trên. Phía bên trên có ghi giá cả, có hai giá là 8 đồng và 5 đồng. Thủ trưởng nói cho tôi một phần cơm 5 đồng, nhân viên phục vụ lúc này cầm một hộp cơm đưa đến. Lãnh đạo tiếp nhận, sau đó xoay người bỏ đi,
điều này làm cho đám người chung quanh phải tròn mắt. Nhân viên phục vụ chợt duỗi tay, sau đó chỉ vào lãnh đạo rồi nói. Đồng chí, ngài đừng đi, ngài còn chưa đưa tiền. Vương Tử Quân lúc này kịp phản ứng, hắn chỉ vào đám người phía sau, sau đó nói chúng tôi đều là học viên trường đảng, chỉ cứ thống kê nhân số, sau đó chúng tôi sẽ tính tiền. Vũ Tiểu Dương không ngờ lại có tình huống như vậy, thấy thủ trưởng cầm một phần cơm bước đi, thế là có vài phần luống cuống, đành phải đi theo thủ trưởng vào trong nhà hàng. Thủ trưởng cũng không nói gì, thấy bên cạnh có bàn cơm trống, thế là ngồi xuống. Vũ Tiểu Dương đứng ngây ngốc không biết làm sao bên cạnh thủ trưởng, cũng may Vương Tử Quân đưa đến hai phần cơm, đưa cho hắn một phần. Hắn tiếp nhận phần cơm trên tay Vương Tử Quân, sau đó khẽ gật đầu nói một tiếng cảm ơn. Vương Tử Quân khẽ ghé vào tai Vương Tử Quân khẽ nói. Tình huống dùng cơm có biến, anh nên nắm chắc thời gian dùng cơm, nếu không chút nữa sẽ đói bụng. Vương Tử Quân nói xong cũng không chờ Vũ Tiểu Dương có phản ứng, hắn nhanh chóng ngồi bên cạnh lãnh đạo, bắt đầu dùng cơm. Tất cả các gian phòng trên lầu 2 đều đã được trường đảng bao trọn, cơm trưa đã chuẩn bị sẵn sàng, không tiếp khách bên ngoài. Sáng sớm người trong nhà ăn đã chuẩn bị sẵn sàng đón địch, đã chặn khách ở lầu 1, nếu như lấy phần cơm ở bên dưới mà không tìm chỗ dùng cơm, chỉ sợ sẽ bị hớ vì không còn chỗ ngồi bên trên. Nhưng thủ trưởng không ra bài theo lẽ thường, không kiên trì lên lầu dùng cơm, như vậy có biện pháp nào khác sao? Nhân viên đi theo lãnh đạo đều không thể nào tiến lên trên, thế cho nên đành phải ngồi xuống lầu 1 dùng cơm theo thủ trưởng. Trên lầu 2 có hai người phụ trách của trường đảng và một nhóm người đang chờ, kế hoạch của bọn họ chợt biến đổi, thế là cần phải giải quyết một đống lớn hậu quả. Thờ ru trưởng tất nhiên sẽ không hỏi đến chuyện nhỏ này. Nhưng bọn họ là người làm công tác hậu cần của trường đảng, bọn họ cần phải lập tức liên lạc với nhà ăn, phải thương lượng phương án để đền bù tổn thất. Không chờ những người phụ trách của trường đảng xử lý ổn thỏa sự việc, lại tiếp tục có biến hóa. Thủ trưởng không lên lầu dùng cơm, chỉ ngồi dùng cơm trên bàn dưới lầu 1. Cơm trưa cuối cùng cũng kết thúc, dựa theo kế hoạch thì sau đó phải tiến hành nghỉ ngơi trong chốc lát, kết quả là lãnh đạo phân phó Vũ Tiểu Dương. Sau khi cơm nước xong thì đi về ngay. Thủ trưởng cũng không ăn nhiều cơm, cũng không chú ý đến các món ăn, trước nay thường chú ý đến thuật dưỡng sinh, thế nên ăn cơm rất chậm, nhai nuốt từ tốn. Dù lãnh đạo ăn cơm chậm rãi thì nửa giờ sau cũng xong, có một số người nhận phần cơm khá chậm, thế nên bắt đầu ăn như sói như hổ. Bọn họ biết rõ sau khi lãnh đạo dùng cơm xong sẽ đi ngay, đến lúc đó nếu bọn họ còn ăn cơm thì xem như quá bị động. Vì vậy mà sau khi thủ trưởng dùng cơm xong thì mọi người cũng đã nhanh chóng xử lý phần cơm của mình. Nhưng nhà ăn căn bản còn chưa chuẩn bị đầy đủ, thế cho nên phần ăn không đủ, còn vài người căn bản chưa có phần. Thủ trưởng tất nhiên không chờ những người này, hơn nữa lão cũng không cần đội ngũ tiền hô hậu ủng. Thế cho nên thực hiện theo kế hoạch của mình, lúc sắp chia tay thì khẽ vỗ vỗ lên vai Vương Tử Quân rồi nói. Cố gắng học tập cho tốt. Lãnh đạo bình thường không thích biểu hiện buồn vui của mình trước mặt mọi người, đặc biệt là không tỏ ra đặc biệt có tình cảm tốt với ai. Lúc này lãnh đạo nói ra những lời như vậy, căn bản làm cho người ta suy nghĩ miên man. Hoạt động đón tiếp lãnh đạo đã qua, trước khi tốt nghiệp thì Vương Tử Quân nhận được tin tức Trần Thành Hoa được đề bạt làm phó ban tổ chức Trung ương, một người bạn khác cũng nhận được đề bạt. Tử Quân, thành phố La Nam phát triển rất tốt. Tôi có thời gian rảnh nhất định sẽ đến thăm La Nam, đến khi đó cậu cũng đừng nói không có thời gian đấy nhé. Lật Tòng Ba nắm chặt ly rượu mỉm cười tủm tỉm nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cầm lấy ly rượu cùng với Lật Tòng Ba, sau đó nói. Chủ tịch Lật chỉ cần ra lệnh một tiếng, tôi đảm bảo sẽ đi theo phụng bồi trên tất cả hành trình. Ha ha ha, là cậu nói đấy nhé. Lật Tòng Ba uống cạn ly rượu, sau đó dùng giọng cảm khái nói. Cậu Tử Quân, nói thật, ban huấn luyện lần này có vẻ hơi ngắn, tôi thật lòng còn chưa muốn đi. Vương Tử Quân châm rượu vào ly giúp Lật Tòng Ba, sau đó nói. Tôi cũng cảm thấy nên học tập nhiều hơn một chút thì tốt hơn nữa. Trần Thành Hoa ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, hắn cũng không có quá nhiều tình cảm với đám người Lật Tòng Ba. Lúc này sở dĩ hắn đến đây cũng là vì Vương Tử Quân. Đối với hắn thì tình nghĩa của Vương Tử Quân với mình là căn bản khó thể diễn đạt bằng lời. Trần Thành Hoa thấy Vương Tử Quân tiếp tục cạn ly với nhóm người chủ nhiệm Lục, hắn chợt trầm giọng nói.
Cậu Tử Quân, chúng ta cạn ly, chúc tình hữu nghị giữa chúng ta luôn luôn bền vững. Tuy mọi người đều không biết tình hữu nghị luôn luôn bền vững là đến mức nào, thế nhưng ai cũng phụ họa theo. Khi từng ly rượu cùng vào nhau, xem như khóa huấn luyện 2 tháng của bọn họ ở trường đảng chính thức đến giai đoạn cuối. Vương Tử Quân được nhóm người Lật Tòng Ba tiễn lên xe, hắn cười cười nói với Trần Thành Hoa. Anh Trần, anh có chuyện gì không, nếu không thì chúng ta đi uống trà. Trần Thành Hoa gật đầu nói. Phía trước có một quán trà ngon, chúng ta cùng đi nếm thử. Hơi nước và hương trà làm cho người ta sinh ra cảm giác mê say. Vương Tử Quân đi vào trong phòng uống trà trang nhã thanh tịnh, còn có cả âm nhạc mềm mại như dòng nước đổ về xuôi, hắn chợt sinh ra cảm giác mê say. Tử Quân, bây giờ cậu là cán bộ trọng điểm bồi dưỡng, sẽ ở lại thành phố La Nam không quá lâu, thế nên cậu cần phải chuẩn bị tư tưởng mới được. Trần Thành Hoa nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Trần Thành Hoa tuy còn chưa chính thức nhận chức nhưng lời nói cũng đủ làm cho Vương Tử Quân tin tưởng 9 phần, mà những lời như thế này cũng từng được Vũ Tiểu Dương nói ra trước đó. Lúc này hai bên tụ hội, Vương Tử Quân muốn mời Vũ Tiểu Dương, thế nhưng nghĩ thế nào lại buông tha ý nghĩ này của mình. Chưa nói đến phương diện Vũ Tiểu Dương có tình nguyện hay không, bản thân hắn cũng không muốn cùng người ta cộng hưởng những tư chất tài nguyên có được từ Vũ Tiểu Dương. Cậu chuẩn bị đi nơi nào thì phải suy nghĩ cho kỹ càng, đến khi đó tôi sẽ chỉ điểm cho vài phần. Trần Thành Hoa nói đến nước này xem như không xem Vương Tử Quân là người ngoài. Anh Trần, tôi nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ, khi đó sẽ phải làm phiền anh rồi. Vương Tử Quân cũng không từ chối, bây giờ với quan hệ giữa hai người, nếu hắn từ chối thì rõ ràng cố gắng xem như xa lạ. Cậu phát triển rất tốt ở tỉnh Sơn Nam. Nhưng ban ngành tỉnh Sơn Nam vừa được phân phối chưa bao lâu, thế nên muốn tiến bước ở Sơn Nam là không dễ dàng gì. Trần Thành Hoa căn bản rất tán thưởng thái độ của Vương Tử Quân, thế nên hắn cười cười nói tiếp. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ tình huống ban ngành ở tỉnh Sơn Nam, bây giờ dù hắn là thường ủy tỉnh ủy, là một trong 10 thành viên lãnh đạo cao cấp của tỉnh, thế nhưng nếu muốn tiến lên một bước ở Sơn Nam cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa bây giờ Vương Tử Quân mới tiến lên thường ủy tỉnh ủy, bản thân không có ưu thế gì đặc biệt. Tôi biết rồi, cảm ơn anh Trần. Vương Tử Quân căn bản còn chưa có quyết định với hướng đi của mình trong tương lai, dù sao thì hắn công tác ở tỉnh Sơn Nam nhiều năm, thế cho nên có cảm tình khá lớn. Nếu như nói lời bỏ đi, hắn căn bản cũng cảm thấy có chút không muốn. Trần Thành Hoa cũng thấy được chút do dự trong lòng Vương Tử Quân, thế cho nên hắn cũng không nói nhiều. Chỉ vỗ vỗ vai Vương Tử Quân nói. Cậu nên suy nghĩ thấu đáo lại, dù sao thì cậu cũng chỉ còn một năm nữa mà thôi. Sau khi cùng Trần Thành Hoa uống một bình trà, Vương Tử Quân quay về nhà, lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến phương diện mình đi đến nơi nào. Một năm để suy nghĩ cũng xem như quá đủ rồi. Vương Tử Quân lắc đầu rồi lầm bầm một tiếng, sau đó bỏ qua ý nghĩ này của mình. Thật ra Vương Tử Quân cũng không thể nào nghĩ tiếp. Vì bây giờ hắn không muốn rời khỏi La Nam, rời khỏi thành phố mà mình đã phấn đấu gian khổ nhiều năm này. Vương Tử Quân về đến nhà đã 9 giờ tối, Mạc Tiểu Bắc còn chưa đi ngủ. Sau khi nghe thấy Vương Tử Quân đầy mùi rượu, nàng chợt nhíu mày. Anh đấy, sau này nên uống ít rượu thôi. Vương Tử Quân cười cười cũng không nói gì, hắn đi về phía phòng của Tiểu Bảo Nhi. Lúc này Tiểu Bảo Nhi đang nằm ngủ trên một chiếc giường nhỏ bằng gỗ. Một cái chân không thành thật đá văng tấm chăn ra bên ngoài. Có một đứa con trai thật quá tốt. Vương Tử Quân khẽ kéo mền cho Tiểu Bảo Nhi, sau đó mới quay về phòng khách. Tử Quân, ngày mai chúng ta sẽ quay về La Nam sao? Mạc Tiểu Bắc thay một bộ váy ngủ lụa khá mỏng, nàng khẽ hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn dáng người yểu điệu của Mạc Tiểu Bắc mà cảm thấy trong lòng nóng lên, hắn ôm nàng vào lòng rồi nói. Về cũng được. Không về cũng được. Vậy thì ngày mốt hãy về, ngày mai em nghe nói có một triển lãm xe hơi, chúng ta đến đó cho vui. Mạc Tiểu Bắc ngồi vào trong lòng Vương Tử Quân, nàng dùng giọng có vài phần nịnh nọt nói. Mạc Tiểu Bắc mở lời làm cho Vương Tử Quân có chút sững sốt, hắn biết rõ trước nay nàng rất ít khi đi tham gia những tình huống náo nhiệt, hôm nay làm sao vậy? Nhưng khi hắn đang suy nghĩ nguyên nhân, bàn tay nhỏ bé của Mạc Tiểu Bắc đã liên tục hoạt động giống như con sâu trước ngực hắn.
Vương Tử Quân thầm kích động, lúc này hắn cũng không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Hắn dùng tay ôm lấy Mạc Tiểu Bắc rồi nói. Không phải không thể đi tham gia triển lãm xe hơi, nhưng bây giờ em phải hầu hạ cho anh vui mới được. Một đêm xuân sắc, Vương Tử Quân thức dậy thì đã là 7 giờ rưỡi, Mạc Tiểu Bắc vẫn nằm ngủ rất ngon trong lòng hắn. Vương Tử Quân nhìn nụ cười ngọt ngào của vợ trong lúc ngủ, thế là trong lòng sinh ra cảm giác vui vẻ. Hắn khẽ dịch chuyển Mạc Tiểu Bắc rồi đi vào phòng bếp. Tốc độ nấu cơm của Vương Tử Quân không quá nhanh, mất hơn 20 phút mới xong bữa sáng. Khi hắn nghĩ rằng có nên đánh thức Mạc Tiểu Bắc dậy hay không, đúng lúc Mạc Tiểu Bắc đang tựa người trên khung cửa nhìn hắn. Khi thấy Vương Tử Quân dọn bữa sáng ra bàn, nàng chợt cười nói. Chồng, em không muốn anh làm cấp quan cao thế nào, thế nhưng làm bảo mẫu cho mẹ con em là tốt. Sau khi cùng Mạc Tiểu Bắc và con trai Tiểu Bảo Nhi dùng cơm sáng, cả nhà ba người Vương Tử Quân đi đến triển lãm xe hơi. Vương Tử Quân không nhịn được phải hỏi. Tiểu Bắc, sao em lại muốn đi xem triển lãm xe hơi? Mạc Tiểu Bắc ôm Tiểu Bảo Nhi ngồi phía sau, nàng nghe được câu hỏi của Vương Tử Quân, thế là có chút đỏ mặt, sau đó mới nói. Tiểu Bảo Nhi muốn đi xem triển lãm xe hơi, thế là em cho nó đi xem. Chương 1051, Bí thư nhân dân. Tiểu Bảo Nhi hào hứng chơi đùa với mô hình xe hơi trong tay, chợt nghe thấy mẹ nhắc đến mình, thế là chuẩn bị lên tiếng. Ngay sau đó nó bị mẹ kéo vào trong lòng, sau đó lấy một quả cam nhét vào trong miệng. Vương Tử Quân xuyên qua kính chiếu hậu và thấy được hành vi mờ ám của Mạc Tiểu Bắc, chỉ sau nháy mắt hắn đã hiểu được tâm ý của nàng. Chính mình đến thủ đô đi học cũng phải xử lý vài hạng mục liên quan đến thành phố La Nam, thật sự không có thời gian đi dạo với vợ con. Vương Tử Quân cảm thấy có chút áy náy, hắn tất nhiên sẽ không chọc phá tâm tư của Mạc Tiểu Bắc, thế là cười ha hả nói. Nếu con trai đã thích xe như vậy, chúng ta nên đến đó xem xét cho vui. Nhưng sau khi tiến vào trong triển lãm xe hơi được 10 phút thì Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đều hối hận, mặc dù nơi đây có không ít loại xe danh tiếng, nhưng hiện trường người qua lại tấp nập nhanh chóng làm cho bọn họ mất đi hứng thú. Nhưng những tình huống thế này lại rất vừa ý Tiểu Bảo Nhi, thi thoảng nó chạy đến vài chiếc xe sờ tới sờ lui. Chúng ta về thôi. Mạc Tiểu Bắc với vẻ mặt khổ sở cuối cùng cũng không chịu được bầu không khí rối loạn, nàng khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản cũng không có hứng thú gì với triển lãm xe hơi, hắn lập tức kéo tay Tiểu Bảo Nhi, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng khi bọn họ đi qua một chiếc xe, chợt nghe thấy một người lớn tiếng nói. Dừng xem thường ông, cho rằng ông không mua nổi chiếc xe này sao? Ông nói có mà biết, cứ ra giá đi, tiền xe tiền người cùng tính với nhau. Hôm nay ông sẽ mua luôn cả người. Vương Tử Quân nghe âm thanh này mà không khỏi cười cười, cũng không thèm quan tâm. Dù sao bây giờ người có tiền là rất nhiều, đặc biệt là sau khi các loại tài nguyên đều lên giá, có vài nơi đã xuất hiện những ông chủ chân đất giàu có. Có lẽ bây giờ đang diễn ra một tình huống dùng tiền đập chết mỹ nữ. Khi Vương Tử Quân lôi kéo vợ con đi ra bên ngoài, âm thanh kia lại vang lên. Chịu nhận lỗi là được. Tôi nói cho mà biết, hôm nay tôi phải mua, nói xem giá bao nhiêu, để xem tôi có thể bỏ ra số tiền như vậy không. Vừa rồi vì không chú ý nên Vương Tử Quân căn bản không biết người đang lên tiếng là ai, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy âm thanh kia có chút quen tai. Chính mình có quen biết với tên nhà giàu mới nổi này sao? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, thế là hắn muốn xem người kia là ai. Khi hắn đưa mắt nhìn về phía đối phương, hắn thật sự phát hiện mình có quen biết người này. La Sương Hào đang mặc một bộ trang phục nghỉ ngơi, đang hung hăng vỗ vào một chiếc Lamborghini. Lúc này cô gái ăn mặc mát mẻ ở bên cạnh đang rất khổ sở. Còn một người mặc tây phục giống như là quản lý đang nở nụ cười vui vẻ giải thích với La Sương Hào. Cái gì, bao nhiêu tiền? Tôi nói cho anh biết, bây giờ ông cũng chỉ có nhân dân tệ mà thôi, nào cần các người phải trả thù lao. Anh cũng đừng rông dài nữa, nói cho tôi biết xem, giá bao nhiêu. Cô ta giá cả thế nào? Ra giá đi, bây giờ tôi mua. La Sương Hào dùng sức vỗ lên vai tên quản lý kia rồi cười ha hả nói. Nếu như là người bình thường gây rối chỉ sợ sẽ bị bảo vệ mời ra khỏi nơi này, nhưng sau khi nhìn những tấm chi phiếu trên tay La Sương Hào, tên quản lý kia cũng không dám đắc tội, hắn chỉ có thể khẽ nói. Tiên sinh,
tố chất của vị nhân viên này của chúng tôi căn bản còn cần đề cao, sau này chúng tôi nhất định sẽ phê bình nghiêm khắc, đảm bảo sẽ không xuất hiện tình huống như hiện tại. Hừ, anh phê bình thì xong sao? Tôi nói cho anh biết, ông đã bị thương tổn tâm linh, nếu như không nói cho rõ ràng, hôm nay ông sẽ không để yên. La Sương Hào nói rồi vung tay lên đối với nhóm người ở phía sau. Mua chiếc xe này, đồng thời cũng hỏi xem cô người mẫu xe hơi này giá bao nhiêu. Tôi không. Khi cô gái người mẫu xe hơi mở miệng dùng giọng đứt quãng để từ chối, nhưng tiếng khóc của nàng làm cho lời từ chối của mình giống như không còn có mấy sức lực. Người này thật sự quá phận. Mạc Tiểu Bắc căn bản không biết La Sương Hào, nhưng khi thấy những biểu hiện của người này, nàng tức giận mở miệng nói. Thấy vợ của mình muốn quan tâm đến vụ này, Vương Tử Quân lập tức giữ chặt lấy tay của nàng, sau đó nói với La Sương Hào. La Sương Hào, anh ở đây làm gì vậy? La Sương Hào lúc này vì lấy lại sĩ diện mà cực kỳ vui vẻ, sau khi nghe được âm thanh của Vương Tử Quân thì nghiêng đầu nhìn. Nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân đang đứng bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp, hắn chợt cảm thấy trong lòng run lên. Tuy theo lời của La Sương Hào, bây giờ hắn là người công thành danh toại, nhưng nếu đối mặt với Vương Tử Quân thì hắn thật sự có vài phần sợ hãi. Khi thấy Vương Tử Quân đang đứng phía sau mình, hắn chợt nói. Vương, tôi đến mua xe. Mua xe thì mua xe, anh gây rối nơi đây làm gì? Vương Tử Quân nhìn về phía La Sương Hào, hắn khoát tay chặn lời của đối phương rồi nói. La Sương Hào nhìn vào ánh mắt còn uy nghiêm hơn cả cha mình của Vương Tử Quân, tất cả ý niệm trong lòng chợt tan biến sạch sẽ. Hắn biết rõ Vương Tử Quân là ai, người này căn bản không thể nào đắc tội được, sau khi do dự giây lát thì hắn cười nói. Tôi đi mua xe, đi mua xe. Khi thấy mọi người ném ánh mắt về phía mình, Vương Tử Quân kéo Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi nhanh chóng đi về một phía khác. La thiếu gia, chúng ta cứ bỏ qua vậy sao? Khi thấy Vương Tử Quân rời đi, một tên bảo vệ bên cạnh La Sương Hào dùng giọng không cam lòng nói. Mày còn muốn gì nữa? Đi! La Sương Hào khẽ vỗ lên đầu tên bảo vệ của mình, sau đó cất bước ra bên ngoài, nhưng lúc này trong mắt hắn đầy căm hận. La Sương Hào thật sự không ngờ gặp Vương Tử Quân ở chỗ này, đối phương khiển trách chính mình ngay trước mặt nhiều người. Lúc này hắn thật sự rất muốn tiến lên cho Vương Tử Quân một trận. Nhưng đáng tiếc là hắn cực kỳ sợ hãi, thế cho nên chỉ có thể cúm núm trước mặt Vương Tử Quân mà thôi. Vương Tử Quân, một ngày nào đó ông sẽ làm cho mày phải hối hận. La Sương Hào thầm nghĩ như vậy, hắn cất bước về phía một chiếc xe ở bên ngoài. Khi La Sương Hào đi đến trước mặt chiếc xe thì lửa giận trong lòng đã tan biến đi rất nhiều, hắn đã lý trí nhiều hơn. Hắn khẽ thở dài một hơi, hắn biết bây giờ mình căn bản không thể làm gì được Vương Tử Quân. Ông có tiền, ông là người có tiền. La Sương Hào lầm bầm hai câu, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Tiểu Lý, cậu đi xem bên kia chụp ảnh thế nào, tôi nói cho cậu biết, tuyệt đối không để xảy ra vấn đề, nếu có vấn đề thì tôi sẽ cho cậu biết tay. Lúc này bầu không khí lạnh làm cho người ta cảm thấy run cả người, thế nhưng trên mặt chủ nhiệm Lô Lưu Quan của văn phòng huyện ủy huyện Dương Phong lại đầy mồ hôi. Tiểu Lý năm nay vừa mới thi đậu nhân viên nhà nước. Thật sự rất sợ hãi Lô Lưu Quan, sau khi nghe được phân phó thì nhanh chóng chạy về phía khu vực chụp ảnh. Chương 1052, có đi hay không? Tuy Tiểu Lý đã chạy nhiều lần thế nhưng không dám mở miệng tranh luận với Lô Lưu Quan, vì trước đó có một lần hắn tranh luận với lãnh đạo, đã nhận lấy kết quả quá đau đớn. Tăng ca, liên tục bị phê bình, hầu như tất cả chuyện tốt đều không đến lượt Tiểu Lý hắn. Nếu không phải là một người anh đang làm xây dựng trong thành phố mở lời cầu tình cho hắn, còn không biết có chuyện gì đang chờ đợi hắn phía trước. Không phải chỉ là một buổi lễ thôi sao? Cần gì phải làm như cháu nội thế? Mặc dù Tiểu Lý căn bản không dám nói gì với một Lô Lưu Quan đang nổi giận, thế nhưng sau khi rời khỏi phạm vi mà Lô Lưu Quan có thể nghe thấy được, hắn vẫn không nhịn được phải lên tiếng mắng. Tiểu Lý căn bản cảm thấy rất tức giận với buổi lễ khởi công lần này. Từ khi bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ hôm nay, hắn đã bị phái đến nơi này, vài ngày qua cực kỳ bận rộn. Nhưng hắn thật sự không dám chủ quan, chưa nói đến phương diện Lô Lưu Quan giống như ném tất cả công tác ở văn phòng huyện ủy để chạy đến nhìn chằm chằm vào nơi này. Hơn nữa các vị lãnh đạo huyện cũng đều đến đây một lần,
bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện cũng không quên chạy đến xem xét. Thiếu cái gì mà thiếu? Có chỗ nào khó khăn? Tất cả chỉ cần mở miệng là có thể được giải quyết bằng tốc độ nhanh nhất. Tiểu Lý không khỏi nghĩ đến một câu chuyện nhỏ nhặt xảy ra hôm qua, hắn phát hiện xẻng dùng để xúc cắt căn bản không quá bén, thế là nói chuyện nhỏ này cho Lô Lưu Quan. Đây vốn là một chuyện còn con, chỉ cần dùng giấy nhám trà cho sáng là được. Thế nhưng Lô Lưu Quan lại phóng đại sự việc, đưa hắn chạy đến 10 cửa hàng bán vật dụng, mua thêm vài chiếc xẻng mới. Không phải là bí thư thị ủy Vương Tử Quân sẽ đến đặt nền móng cho hạng mục sân bay sao? Có cần phải làm như vậy không? Vương Tử Quân là người căn bản luôn cho ra yêu cầu tiết kiệm, lúc này các vị lãnh đạo cũng không sợ vỗ mông ngựa rớt xuống đùi ngựa. Tuy Tiểu Lý cảm thấy rất mất hứng khi bị sai khiến chạy đi chạy lại khắp nơi vì những chuyện nhỏ nhặt, thế nhưng căn bản là rất bội phục bí thư Vương. Hắn là người thành phố La Nam, có thể nói đã được thấy sự biến đổi của thành phố La Nam, hắn học tập ở thành phố La Nam, có thể nói từ nhỏ đến lớn căn bản chưa từng rời khỏi La Nam. Trong ấn tượng của Tiểu Lý thì thành phố La Nam căn bản là giao thông bất tiện, đừng nói là phương diện phát triển kinh tế. Nhưng sau khi Bí Thư Vương đến thì đường sắt được nối thông, còn có đường cao tốc, bây giờ lại có cả sân bay. Khi thu nhập của quần chúng thành phố La Nam dần tăng tiến, chưa nói đến những thứ khác, năm xưa chính gia đình hắn cũng có cuộc sống khá căng thẳng. Nhưng từ sau khi xây dựng khu du lịch Cô Yên Sơn, người cha của hắn có chút đầu óc kinh doanh đã mở một xưởng gia công các vật lưu niệm bán cho khách du lịch, thế là kinh tế gia đình dần phát triển, mới vài năm đã xây dựng được một ngôi nhà cao tầng trong thôn. Dựa theo ý nghĩ của Tiểu Lý, hắn chuẩn bị học xong và về nhà cùng làm với bố. Nhưng không ngờ bố hắn căn bản không cho con theo nghề của mình, buộc hắn thi vào làm nhân viên nhà nước, tương lai làm một vị quan tốt như Bí Thư Vương. Đây là lời của bố nói cho Tiểu Lý. Khi đó hắn đậu vào làm nhân viên nhà nước, hắn cũng đầy tâm tư như vậy. Nhưng sau khi rèn luyện trong văn phòng huyện ủy được nửa năm, hắn chợt phát hiện mình có bao nhiêu khác biệt với Bí Thư Vương. Chưa nói đến những thứ khác, nói về phương diện cấp bậc, nếu hắn muốn bò lên vị trí hiện tại của Bí Thư Vương, chỉ sợ cả đời cũng không có hy vọng. Những vị lãnh đạo trong văn phòng hầu như ai cũng đã chờ đợi cả chục năm, nhưng bây giờ không phải mới chỉ là trưởng khoa thôi sao? Chính mình không có hậu trường, cũng không có ai chèo chống, nếu muốn trở thành giống như Bí Thư Vương, nói dễ vậy sao? Tiểu Lý nghĩ như vậy, hắn chợt nhớ đến một tin tức, một vấn đề mà bố hắn luôn lo lắng. Không biết từ lúc nào có người nói Bí Thư Vương sắp rời khỏi thành phố La Nam, lúc bắt đầu thì Tiểu Lý còn cho rằng đó là câu chuyện cười, nhưng từ khi bố bỏ chuyện làm ăn để đến tận cửa tìm hắn, hắn không thể không quan tâm đến tin tức này. Con trai! Con hỏi thăm xem có phải là Bí Thư Vương sắp phải đi không? Bố hắn dùng giọng chăm chú hỏi. Khi đó Tiểu Lý căn bản không quá quan tâm, hắn dùng giọng tùy ý nói. Bố, Bí Thư Vương có đi hay không cũng không có quan hệ gì với chúng ta, ngài cứ tiếp tục kinh doanh phát triển là được. Tiểu tử ngốc, xấu hổ là làm nhân viên nhà nước. Lúc này thành phố La Nam chúng ta có cục diện rất tốt, còn không phải là Bí Thư Vương làm ra sao? Tôi sợ Bí Thư Vương vừa đi thì phía dưới không còn áp dụng biện pháp của anh ấy, đánh Giang Sơn thì dễ, thế nhưng thủ Giang Sơn thì mới khó. Tiểu Lý nhìn bộ dạng sầu khổ của bố, thế là vội vàng lên tiếng đồng ý. Nhưng hắn nghe được tin tức cũng không nói cho bố biết, vì đại đa số mọi người đều cho rằng khả năng Bí Thư Vương sẽ bị điều đi. Hắn là người hiểu rõ về bố mình, hắn biết bố mình không hy vọng Bí Thư Vương sẽ rời khỏi thành phố La Nam. Không. Phải nói là quần chúng thành phố La Nam có ít nhất phân nửa không muốn Bí Thư Vương rời đi. Nhưng Tiểu Lý lại nghe được thông tin khẳng định khả năng Bí Thư Vương rời khỏi thành phố La Nam là rất lớn. Dù sao thì Bí Thư Vương đã công tác quá tốt ở thành phố La Nam, thậm chí cũng đã gần một nhiệm kỳ. Hơn nữa Bí Thư Vương còn là thường ủy tỉnh ủy, đã có tương lai phát triển rất tốt, anh ấy không thể tiếp tục ở lại trong thành phố La Nam. Trước kia phần lớn chỉ được nhìn thấy Bí Thư Vương trên TV, lần này được nhìn ở khoảng cách gần, cũng muốn xem Bí Thư Vương là như thế nào. Tiểu Lý thầm nghĩ như vậy, các động tác kiểm tra càng thêm cẩn thận hơn. Tuy hắn không ngại Lô Lưu Quan mở miệng mắng, thế nhưng cũng không muốn làm cho người mà hắn bội phục là Bí Thư Vương đang phát biểu lại bị cắt đứt vì chú sự cố nho nhỏ. Mặt trời đỏ rực chậm rãi bay lên,
ánh nắng ấm áp chiếu lên người đã đẩy lui nhiều khí tức mùa đông lạnh lẽo. Tiểu Lý dùng một chiếc bánh bao và uống bịch sữa, sau đó tiếp tục kiểm tra âm thanh, lúc này mới yên tâm đi đến nơi tụ tập các vị đồng sự của mình. Bí thư Vương không phải nói không cho làm công tác khởi công quá lớn sao? Sao tôi thấy hôm nay chúng ta lại có vẻ gióng trống khua chiêng thế nhỉ? Khi Tiểu Lý đi đến ngồi bên cạnh một người đồng sự, chợt nghe thấy một vị đồng sự ngoại hiệu là tiến sĩ nói. Vị đồng sự này có ngoại hiệu tiến sĩ cũng không phải có học vị tương đương, sở dĩ bị người ta gọi là tiến sĩ chủ yếu là bản thân quá ham học hỏi. Nhưng tính cách ham học và nghiên cứu này căn bản không thích hợp công tác trong đơn vị, thế nên thường xuyên bị những người danh mãnh mở lời trêu chọc. Ha ha, anh tiến sĩ có lẽ không biết, thế nhưng tôi lại biết. Bí thư Vương tuy không muốn làm lễ khởi công quá lớn, thế nhưng ý nghĩa của sự việc lần này là khác biệt, anh biết vì sao phải làm như vậy không? Tôi nói cho anh biết, đây là chúng ta xây dựng sân bay, 2 năm sau thành phố La Nam sẽ có máy bay, như vậy chúng ta chỉ mất 1 giờ thì có thể đến thủ đô rồi. Anh Trịnh là phó khoa của khoa thư ký, hắn cầm điếu thuốc rồi dùng giọng dạy bảo nói tiếp. Một chuyện quan trọng như vậy không thể làm lớn một chút sao? Hơn nữa lần này đến tham gia lễ khởi công cũng không phải chỉ có một mình Bí Thư Vương, nghe nói Chủ tịch Thạch cũng đến. Thật vậy sao, có cả lãnh đạo tỉnh à? Tiến sĩ dùng giọng có chút không tin hỏi. Cái gì mà có cả lãnh đạo tỉnh, Bí Thư Vương của chúng ta cũng là lãnh đạo tỉnh rồi. Anh Trịnh nói rồi vỗ vỗ vai tiến sĩ. Đi thôi, đừng tập trung ở đây nói chuyện phiếm nữa, mau đi mua cho tôi gói thuốc. Tiểu Lý nhìn tiến sĩ phải chạy đi mua thuốc cho anh Trịnh, thế là nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình, thế nhưng cũng không quên lắng tai nghe anh Trịnh kể về những câu chuyện năm xưa Bí Thư Vương xây dựng khu du lịch Cô Yên Sơn. Anh Trịnh đã nói chuyện này rất nhiều lần, sở dĩ anh ấy nói chuyện này nhiều lần như vậy, cũng không phải vì nó quá cảm động, chủ yếu là vì khi đó Bí Thư Vương đã vỗ vào bả vai của anh Trịnh, sau đó nói một câu đồng chí đã vất vả rồi. Tuy những lời này không có ai có thể chứng minh có phải là thật không, nhưng mỗi lần anh Trịnh nói đến đây, đều cảm thấy cực kỳ kích động, giống như người vỗ vai hắn là Bí Thư Vương đang xuất hiện trước mắt. Nhưng lúc này anh Trịnh còn chưa nói đến phần đặc sắc thì xe của Chủ tịch huyện đã chạy đến. Chủ tịch huyện dùng ánh mắt nghiêm túc kiểm tra khắp 4 phía, sau khi cho ra vài vấn đề, đám người ở nơi đây bắt đầu bận rộn. 9 giờ sáng, dưới sự chú ý của nhóm người Tiểu Lý, một chiếc xe Toyota Coaster màu vàng được xe cảnh sát mở đường chậm rãi chạy vào trong khu vực làm lễ khởi công. Tiểu Lý nhìn Bí Thư và Chủ tịch huyện, trong lòng hắn có chút kích động, hắn biết rõ Bí Thư Vương sẽ đến. Bí Thư và Chủ tịch huyện Dương Phong nhanh chóng chạy đến phía trước chiếc xe Toyota Coaster, sau đó cung kính chờ cửa xe mở ra. Nhưng người đầu tiên đi xuống chiếc xe Toyota cũng không phải là Bí Thư Vương Tử Quân như kỳ vọng của Tiểu Lý, mà là một người đàn ông trung niên có dáng vẻ không quá cao nhưng tràn đầy tinh thần. Sau khi có chút thất vọng thì nhóm người Tiểu Lý chợt nhận ra người kia là ai. Chính là Chủ tịch Thạch, Thạch Kiên Quân. Trước nay Tiểu Lý thường xuyên xem thời sự tỉnh Sơn Nam, tất nhiên sẽ không xa lạ gì một người mà mỗi ngày luôn xuất hiện trên TV như Thạch Kiên Quân. Vừa rồi hắn sở dĩ không nhận ra Chủ tịch Thạch, chủ yếu là vì Thạch Kiên Quân lúc này cũng có chút khác biệt với hình tượng trên TV. Người đi xuống theo sát Thạch Kiên Quân chính là Vương Tử Quân. Tiểu Lý thấy Bí Thư Vương Tử Quân luôn nở nụ cười, nếu nói về phong cách thì không kém Chủ tịch Thạch Kiên Quân, hơn nữa còn có vẻ thân cận hơn Thạch Kiên Quân rất nhiều. Nghi lễ trên cơ bản đều được tiến hành dựa theo sắp xếp của huyện Dương Phong, nhưng khi Vương Tử Quân đại biểu cho thị ủy phát biểu vài lời thì Tiểu Lý chợt kích động. Bí Thư Vương cũng không dùng bản thảo, nhưng nếu bàn về lời nói thì cực kỳ cẩn thận. Trong lời nói của Bí Thư Vương có nhiều lời khuyến khích huyện Dương Phong, cũng có những lời thúc giục đối với hạng mục xây dựng sân bay. Sau hơn 20 phút thì lễ khởi công hạng mục sân bay dân dụng thành phố La Nam được chấm dứt trong tiếng vỗ tay, Thạch Kiên Quân và Vương Tử Quân, được lãnh đạo huyện Dương Phong tiến chân, cả hai leo lên chiếc xe Toyota Coaster rồi chậm rãi chạy đi. Tiểu Lý nhìn chiếc xe chạy đi mà trong lòng có vài phần mờ mịt, hắn siết chặt nắm đấm rồi thì thào nói. Mình nhất định phải là một người giống như Bí Thư Vương. Trong phòng của khách sạn La Nam, nơi đây được lắp đặt điều hòa nên bầu không khí ấm áp như mùa xuân. Thạch Kiên Quân vừa mới uống vào khá nhiều rượu, lúc này trên mặt là nụ cười hưng phấn.
Tử Quân, thành phố La Nam có được thành tích phát triển tốt như ngày hôm nay đều là nhờ vào cậu. Thạch Kiên Quân vừa bưng ly trà nóng lên vừa mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Lúc này gương mặt Vương Tử Quân cũng đỏ lên, tử lượng không phải là ưu điểm của hắn, lúc này uống với Thạch Kiên Quân rõ ràng là liều mình cùng công tử mà thôi. Cảm ơn lời khẳng định của lãnh đạo, nhưng thành phố La Nam có được sự phát triển như hôm nay, chủ yếu là nhờ sự lãnh đạo sát sao của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự cố gắng của toàn thể quần chúng thành phố La Nam. Tuy Thạch Kiên Quân là người một nhà, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn dùng giọng rất cẩn thận để lên tiếng. Ha ha ha, Tử Quân, chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm, tính cách của cậu cũng không mấy thay đổi. Tuy cậu đã đẩy tất cả công lao ra ngoài, thế nhưng kết quả căn bản là không được như ý muốn. Lúc này khu du lịch Cô Yên Sơn, đường cao tốc Thiểm La, khu công viên kỹ thuật, thậm chí còn có trung tâm tài chính, đây chính là những thành tích lớn vang vọng trong nước, dù là ai nói ra cũng không thể không nhắc đến cái tên Vương Tử Quân. Thạch Kiên Quân nói rất lớn, cũng rất phóng khoáng. Hắn đặt ly trà đã được uống một nửa xuống rồi nói tiếp. Nói đến trung tâm tài chính trong thành phố La Nam thì rõ ràng là cậu làm cho La Nhân Huy cảm thấy rất khó hiểu. Tôi nhớ khi mình vừa mới đến tỉnh Sơn Nam, La Nhân Huy căn bản muốn đẩy mạnh quy hoạch thành phố Sơn Viên thành trung tâm tài chính của 6 tỉnh Trung Bộ. Hi hi, nói thì dễ thế nhưng bây giờ trung tâm tài chính của tỉnh Sơn Nam còn chưa được hoàn thành, giới tài chính bên kia nhắc đến tỉnh Sơn Nam thì chỉ biết thành phố La Nam. Căn bản không biết thành phố Sơn Viên. Dù lời nói của Thạch Kiên Quân có chút khoa trương, thế nhưng trên cơ bản đều là tình hình thực tế. Lúc này các ngân hàng ở lại thành phố La Nam đã vượt mặt thành phố Sơn Viên, 4 ngân hàng lớn trong nước đều có chi nhánh ở thành phố Sơn Viên theo đúng như quy củ, thế nhưng một vài ngân hàng đã thiết lập tổng bộ của mình ở thành phố La Nam. Vương Tử Quân cười cười nói, Chủ tịch, chúng tôi cũng không phải muốn xây dựng trung tâm tài chính của tỉnh. Chủ yếu là trung tâm của các thành phố chung quanh, thế nên chúng tôi cũng không có ý muốn tranh công với Bí Thư La. Thạch Kiên Quân cười ha hả, cũng không tiếp tục dây dưa ở chủ đề này. Sau khi uống hai hớp trà, hắn trầm giọng nói. Tử Quân, nói thật nhé, tôi không nỡ cho cậu rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Nhưng Bí Thư Ban Bí Thư Khối Trung ương là một vị trí tốt, dù anh đây không nỡ thì cũng không thể nào làm ảnh hưởng đến tương lai phát triển của anh em được. Trước mặt người bình thường thì Vương Tử Quân sẽ căn bản không có bất kỳ đánh giá gì với chuyện này, nhưng Thạch Kiên Quân nói đến chuyện này, hắn cũng không thể không tiến hành đáp lại. Chủ tịch Thạch, chuyện này còn chưa có kết quả cuối cùng, còn chưa biết là như thế nào nữa. Trên cơ bản đại cục đã định. Thạch Kiên Quân vung tay lên cười ha hả nói. Tử Quân, nói ra thì cậu phải mở lời cảm ơn Bí Thư Hào Nhất Phong, tôi nghe nói Bí Thư Nhất Phong đã nói không ít lời tốt đẹp cho cậu. Nếu không thì trưởng ban Dương sao có thể đề danh cậu như vậy được. Vương Tử Quân căn bản biết rõ ràng về tin tức này, hắn chỉ cười cười mà không nói gì. Lúc này Thạch Kiên Quân lại rất thích bàn luận, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói. Bí thư Nhất Phong thật sự đã muốn để cậu nhanh chóng rời khỏi tỉnh Sơn Nam, nhưng bình thường căn bản không làm gì được cậu, thế cho nên mới yêu cầu trưởng ban Dương giúp đỡ cậu giành lấy vị trí này. Vương Tử Quân căn bản nghe được không ít tin đồn về sự kiện mình sẽ bị điều động vào thời gian tới. Hắn có một người bạn là Trần Thành Hoa đang là phó ban tổ chức Trung ương, tất nhiên tin tức mà hắn biết được cũng không kém Thạch Kiên Quân. Lần này Vương Tử Quân được bổ nhiệm thật sự là phải cảm tạ Hào Nhất Phong, nếu như không phải Hào Nhất Phong bức thiết muốn hắn rời khỏi tỉnh Sơn Nam, như vậy sẽ không có vị trí tốt như vậy chờ đợi phía trước. Cho đến nay thì Hào Nhất Phong thậm chí luôn muốn tiễn hắn ra khỏi Sơn Nam, nhưng tuyến trên có người chú ý, đám người bên dưới là Thạch Kiên Quân lại phản đối, thế cho nên Hào Nhất Phong căn bản không làm gì được. Bây giờ Dương Độ Lục tình nguyện trả một cái giá lớn, cũng không còn biện pháp nào khác. Vương Tử Quân có được sự giúp đỡ của phái Ma Đô, còn có những lời đề cử của Dương Độ Lục, thế nên lần này hắn tiến lên nhận chức cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng khi Vương Tử Quân rời đi, cho ai tiếp nhận lá cờ trong tay, đây chính là điều quan trọng nhất. Tử Quân, cậu cảm thấy ai là người tốt nhất để kế nhiệm mình làm bí thư thị ủy La Nam? Thạch Kiên Quân nâng ly trà lên sau đó khẽ hỏi Vương Tử Quân. Chương 1053, việc nhỏ cần đoàn kết, việc lớn cần nguyên tắc. Lời nói của Thạch Kiên Quân thật sự là đầy mê mù,
lúc này xem như Vương Tử Quân đã hiểu rõ mục đích cuối cùng của Thạch Kiên Quân khi đến thành phố La Nam vào lúc này. Bây giờ còn chưa đến cuối năm, lúc này tổng sản lượng kinh tế của thành phố La Nam đã vượt qua thành phố Sơn Viên, nếu so sánh thì chỉ có chút thua kém thành phố An Dịch. Dựa theo xu thế phát triển hiện tại của thành phố La Nam, có lẽ vứt bỏ thành phố An Dịch ra sau lưng cũng theo đúng xu hướng phát triển mà thôi. Bí thư thị ủy một thành phố phát triển kinh tế như La Nam sẽ là thường ủy tỉnh ủy, mặc dù vị thường ủy tỉnh ủy sau này căn bản không có được lực ảnh hưởng như Vương Tử Quân ở Sơn Nam, thế nhưng cũng là một thực lực mà người nào cũng khó thể bỏ qua. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt chờ mong của Thạch Kiên Quân, hắn biết Thạch Kiên Quân căn bản đã có tính toán của mình ở sự kiện này. Nhưng mặc kệ Thạch Kiên Quân có tính toán gì hay không, Vương Tử Quân cũng không làm ra nhượng bộ. Dù sao thì La Nam cũng là một địa phương do một tay hắn cố gắng đẩy mạnh phát triển, hắn căn bản không thể không có nguyên tắc ở sự kiện này. Chủ tịch Thạch, Chủ tịch Hà đã công tác nhiều năm ở thành phố La Nam, 2 năm qua liên tục chủ trì công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố, đã cho ra nhiều cống hiến cho sự phát triển kinh tế của thành phố, tôi cảm thấy anh ấy hoàn toàn có thể thúc đẩy sự phát triển của La Nam. Trên mặt Thạch Kiên Quân có chút khó chịu, mặc dù trước khi đến thì hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nghe những lời nói nghịch ý mình của Vương Tử Quân, trong lòng hắn vẫn không thoải mái. Hắn là một người thượng cấp, thế nhưng căn bản không có năng lực giải quyết dứt khoát trước mặt Vương Tử Quân. Tử Quân, tôi tán thành năng lực của Chủ tịch Khởi Duệ, nhưng anh ấy vừa mới nhận chức Chủ tịch thành phố La Nam được 2 năm, nói về phương diện lý lịch thì có chút khiếm khuyết. Tôi cảm thấy không bằng đưa anh ấy đến làm thay thế cho anh Cổ ở phòng tài chính một khoảng thời gian rồi nói sau. Anh Cổ trong lời nói của Thạch Kiên Quân chính là trưởng phòng tài chính tỉnh Sơn Nam, là Cổ Thập Minh. Cổ Thập Minh vốn chỉ là một vị phó chủ tịch thành phố Sơn Viên, vì đi theo sát tiến độ của chủ tịch Thạch Kiên Quân, được Thạch Kiên Quân đề bạt lên làm trưởng phòng tài chính. Cũng vì bổ nhiệm này mà Thạch Kiên Quân đã hoàn toàn có thể nắm trong tay túi tiền của tỉnh Sơn Nam. Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh thì túi tiền có tác dụng cực kỳ quan trọng, Thạch Kiên Quân đổi vị trí trưởng phòng tài chính thành người nhà của mình, điều này nói rõ hắn đã là một cây đại thụ che trời ở tỉnh Sơn Nam. Lúc này Thạch Kiên Quân cầm vị trí trưởng phòng tài chính để đổi lấy vị trí bí thư thị ủy La Nam, đủ thấy Thạch Kiên Quân căn bản là rất có thành ý. Dù sao thì chỉ cần đảm nhiệm vị trí trưởng phòng tài chính vài năm không phạm sai lầm, trên cơ bản đều có thể được đề bạt. Thạch Kiên Quân cho Hà Khởi Duệ làm trưởng phòng tài chính tỉnh Sơn Nam, đây cũng là một lời hứa hẹn không tiếng động. Vương Tử Quân móc thuốc từ trong túi áo ra, hắn lẳng lặng hút thuốc. Thạch Kiên Quân nhìn thấy Vương Tử Quân trở nên trầm mặc, thế là trong lòng cũng có chút không yên. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng không phải là người thường, nếu như hắn từ chối, Thạch Kiên Quân căn bản sẽ cực kỳ khó khăn nếu muốn tranh thủ vị trí bí thư thị ủy La Nam. Chủ tịch Thạch, tôi cảm thấy Cổ Thập Minh có vấn đề. Vương Tử Quân đặt điếu thuốc trong tay xuống rồi khẽ nói. Có vấn đề gì? Thạch Kiên Quân bị một câu nói của Vương Tử Quân làm cho hoảng sợ, hắn vội vàng hỏi thăm. Cụ thể là vấn đề gì thì trước mắt tôi chưa có chứng cứ, nhưng có tin đồn tác phong của anh ta có vấn đề, hơn nữa rất có thể sẽ liên quan đến sự việc khác. Vương Tử Quân trầm mặc giây lát rồi khẽ nói. Thạch Kiên Quân im lặng một phút không nói gì, cuối cùng thì cười nói. Tử Quân, tôi biết rõ cậu lo lắng về anh Cổ xuất phát từ sự quan tâm, nhưng có người thì có tin đồn, chỉ dựa vào tin vỉa hè để phán đoán một người là không có sức thuyết phục. Sau đó hai người thay đổi chủ đề, nói đến những chuyện liên quan đến chính sách kinh tế trong nước. Tiếng cười liên tục truyền ra khỏi phòng, người ngoài nghe vào tai cảm thấy hai vị lãnh đạo đang nói cười rất vui. Thực tế thì hai người Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân đều ý thức được một vấn đề, đó là giữa hai bên đã xuất hiện ngăn cách. Dù hai bên cố gắng lảng tránh, cố gắng không quan tâm đến những nguyên nhân không thoải mái, thế nhưng một khi xuất hiện vết rách thì sao có thể tu bổ được. Vương Tử Quân căn bản không có ý nghĩ để cho người nhà tiến lên làm bí thư thị ủy La Nam, nhưng Thạch Kiên Quân đề bạt Cổ Thập Minh, điều này làm hắn khó thể tiếp nhận. Dù trong tay hắn không có chứng cứ gì về Cổ Thập Minh, thế nhưng trong lúc tiếp xúc với đối phương, hắn cảm thấy người này căn bản không phải là kẻ có thể duy trì hiện thực. Quan trọng là người này rất thông minh, có một số việc làm rất cực hạn, làm cho người ta không thể nói nên lời nhưng khốn nổi tâm tính bất chánh.
Vương Tử Quân không muốn những gì mình đã cố gắng ở La Nam phải chôn vùi trong tay đối phương, vì vậy hắn cho rằng lời đề cử của Thạch Kiên Quân là không phù hợp. Vương Tử Quân nhìn Thạch Kiên Quân đang mở miệng kể ra những chuyện lý thú, thế là trái tim đập mạnh hẳn lên. Một năm qua Thạch Kiên Quân đi đường cực kỳ thuận lợi, tuy Hào Nhất Phong vẫn là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, thế nhưng Thạch Kiên Quân liên thủ với Đường Cảnh Ung và Trương Đông Viễn thì vẫn có thể đánh vỡ thế độc tài của Hào Nhất Phong ở Sơn Nam, thậm chí có những sự việc mà tác dụng của Hào Nhất Phong căn bản không bằng Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân thừa cơ hội mà tiến lên, đã thu nạp được không ít người. Vương Tử Quân căn bản không phản đối cho thu nhập nhân tâm của Thạch Kiên Quân, thế nhưng những người này căn bản không được Vương Tử Quân tán thành. Đặc biệt là Cổ Thập Minh, người này càng làm cho Vương Tử Quân sinh ra phản cảm, làm hắn phải giữ khoảng cách nhất định. Tử Quân, nói thật nhé, tôi thật sự muốn để cậu qua 2 năm nữa tiếp nhận vị trí của tôi, anh em chúng ta liên thủ tạo dựng sự nghiệp ở Sơn Nam. Chỉ như vậy mới không uổng công tôi đến tỉnh Sơn Nam công tác. Thạch Kiên Quân khoát tay chặn lời Vương Tử Quân, dùng giọng tràn đầy hào khí nói. Trở về xe, Vương Tử Quân chậm rãi hạ kiếng xuống, một luồng gió lạnh thổi vào theo khe hở, bầu không khí trong xe chợt trở nên lạnh lẽo và khô ráo. Bí thư Vương, gió lạnh dễ làm cho người ta bị cảm. Khương Long Cương liếc mắt nhìn Lý Đức Trụ, sau đó trầm giọng nhắc nhở Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân nghe được lời nói của Khương Long Cương, hắn cười cười nói. À, đôi khi cũng phải cho gió lạnh thổi vào, nhưng cần phải chú tâm đến số lượng, nếu nhiều hơn thì sẽ có vấn đề, thế nhưng không có cũng phát sinh vấn đề. Khương Long Cương công tác bên cạnh Vương Tử Quân đã khá lâu, biết rõ vài sự việc, lúc này nghe thấy Bí Thư Vương đột nhiên nói đến chuyện gió lạnh, thế là chợt cảm thấy Bí Thư Vương đang dùng thực tế để biểu đạt suy nghĩ của mình. Nhưng rốt cuộc là Bí Thư Vương có ý gì? Nói gió lạnh thổi là nhắc đến ai? Khương Long Cương liên tục suy xét, thế nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Long Cương, đã chuẩn bị xong chưa? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Khương Long Cương, thế là cười cười nói sang chuyện khác. Bí Thư Vương, tôi thật sự không nỡ rời khỏi ngài. Nhìn nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, Khương Long Cương dùng giọng chân thành nói. Tuy những lời này có 3 phần trung tâm nhưng thật sự có 7 phần chân thật. Khương Long Cương là thư ký cho Vương Tử Quân, lúc này hắn thật sự không muốn rời khỏi Vương Tử Quân. Dù sao thì trong thời gian qua hắn học được rất nhiều thứ từ trên người lãnh đạo của mình. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩ của Khương Long Cương, hắn cười cười nói. Cậu ở bên cạnh tôi thì vĩnh viễn không thể nào phát triển được khả năng của mình, tuy huyện Dương Cương có chút xa xôi, thế nhưng là một nơi tốt để sáng nghiệp. Lần này cậu đến đó làm phó chủ tịch huyện. Cậu nhất định phải vứt bỏ tính nóng nảy của mình, cố gắng công tác, làm ra vài thành tích đến nơi đến chốn. Bí Thư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ nhất định không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Khương Long Cương cúi lưng trầm giọng nói. Nếu như nói ai là người được Bí Thư Vương tự tay bồi dưỡng trong thành phố La Nam, như vậy một thư ký như Khương Long Cương căn bản là nổi tiếng. Lúc này Bí Thư Vương để hắn đi đến làm phó chủ tịch huyện Dương Cương, rõ ràng là tín nhiệm hắn. Dù sao thì hắn có chức vụ chính khoa cũng không quá lâu, chỉ mới có chút tư cách đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch huyện mà thôi. À, công tác ở Ủy ban Nhân dân huyện có nhiều thứ cần phải học hỏi. Đáng lý ra chủ tịch Khởi Duệ đề nghị cho cậu làm phó bí thư huyện, thế nhưng tôi bác bỏ. Cậu chưa từng có kinh nghiệm công tác cơ sở, lại càng chưa quen thuộc khối Ủy ban Nhân dân, nếu như cậu chưa quen thuộc khối Ủy ban Nhân dân mà trực tiếp làm phó bí thư, như vậy rõ ràng là nuông chiều cho hư. Không tốt cho sự phát triển của cậu. Vương Tử Quân khẽ dựa lưng ra sau ghế, sau đó dùng giọng tha thiết dặn dò. Cậu đến huyện Dương Cương thì nhất định phải làm tốt công tác đoàn kết ban ngành, như vậy thì ban ngành mới có được sức chiến đấu mạnh mẽ. Tôi biết rồi. Khương Long Cương căn bản rất cảm động với lời dặn dò của Bí Thư Vương, dù sao thì mỗi ngày có hàng tá việc cho Bí Thư Vương đi xử lý, lúc này Bí Thư Vương còn nghĩ đến mình, rõ ràng coi mình là người một nhà. Long Cương, gần đây cậu làm việc rất trầm ổn, tôi cũng khá yên tâm. Vương Tử Quân khoát tay áo, hắn đưa mắt nhìn Lý Đức Trụ. Đức Trụ, việc học tập của cậu thế nào rồi? Bí Thư Vương, tôi, con người của tôi xem sách thì đau đầu, bệnh cũ này căn bản không đổi được. Lý Đức Trụ vừa lái xe vừa thẹn thùng báo cáo với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sau khi Lý Đức Trụ lái xe cho hắn được một tháng, hắn đã cho ra yêu cầu, để đối phương phải đi học đại học, sau này tiện bề sắp xếp. Lý Đức Trụ cũng nghe lời, cũng đi báo danh, thế nhưng không chính thức đi học. Theo lời của Lý Đức Trụ thì rõ ràng đọc sách còn có tác dụng hơn bất kỳ phương pháp thôi miên nào. Vương Tử Quân nghĩ đến sự linh hoạt của Lý Đức Trụ mà không khỏi lắc đầu, dưa xanh không ngọt, người này không thích học tập, nếu mình cứ bắt bỏ uống nước cũng không quá tốt. Vương Tử Quân khẽ khoát tay áo với Lý Đức Trụ, sau đó hắn nói. Dù thế nào thì cậu cũng phải nghĩ biện pháp lấy được tấm bằng. Vâng, cái này không có vấn đề. Lý Đức Trụ căn bản không quá khó xử với yêu cầu của Bí Thư Vương. Trước đó có lần hắn thì rớt, hắn đi tìm vị trưởng phòng giáo dục, người kia thấy hắn đến thì rất nịnh bợ, nhanh chóng vung tay sắp xếp. Sau này Lý Đức Trụ sẽ là một người thoải mái nhất lớp, muốn đến thì đến, không muốn thì thôi, hơn nữa người ta lại tìm cho hắn một lý do quang minh chính đại, hắn là người phụ trách công tác an toàn lái xe cho Bí Thư Vương. Đây chính là nhiệm vụ chủ yếu, như vậy là làm tốt công tác phục vụ Bí Thư Vương. Mỗi ngày anh đều muốn anh ấy đến học tập thi cử, như vậy sao toàn tâm toàn ý lái xe cho lãnh đạo được. Vấn đề an toàn xe cộ không phải là nhỏ, quan tâm đến tài xế Lý chính là sắp xếp giải nạn cho Bí Thư Vương. Từ ngày đó người trong phòng giáo dục cho rằng giúp đỡ lái xe Lý Đức Trụ lấy được văn bằng đúng thời hạn là một nhiệm vụ cao cả. Ngày đó Lý Đức Trụ uống rượu với người của phòng giáo dục. Tất nhiên sau khi bữa tiệc chấm dứt, Lý Đức Trụ đi tính tiền, nhân viên phục vụ nói rằng đã có người thanh toán trước. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng vui mừng của Lý Đức Trụ thì thầm cảm thấy buồn cười, hắn không nói gì, chỉ lặng lặng nghe âm nhạc đang được mở trong xe. Vương Tử Quân thích nghe nhạc, khi tâm tính đang có chút nóng vội, nghe nhạc sẽ nhanh chóng làm hắn bình tĩnh lại. Lý Đức Trụ căn bản không có hứng thú học tập, nhưng lại là người rất biết cách thưởng thức âm nhạc. Em đã hiểu rõ quy tắc theo đuổi tình yêu, tuy không thể yêu anh thế nhưng cũng không biết làm như thế nào. Em tin chắc có một ngày anh sẽ rời xa, ngày mai anh còn yêu em nữa không? Tiếng hát lay động tâm can tiếp tục vang lên, Vương Tử Quân nhắm mắt lại, không biết vì sao mỗi lần nghe những bài thế này thì hắn lại sinh ra cảm giác muốn rơi lệ. Liêu An Như, đã nhiều ngày Vương Tử Quân chưa liên lạc với nàng. Khi sự việc lần trước phát sinh, Liêu An Như đã trở thành một người chị cả trong giới ca nhạc, dù là đi đến nơi nào cũng trở thành tiêu điểm của ánh đèn camera. Vì như vậy mà mối liên lạc giữa Liêu An Như và Vương Tử Quân căn bản giảm đi rất nhiều, dù là ngẫu nhiên Vương Tử Quân muốn biết tin tức về nàng, hắn cũng chỉ có thể xem các thông tin trên kênh giải trí mà thôi. Những chuyện năm xưa có thể trở thành một bài hát, em biết rõ cuối cùng anh cũng có lựa chọn của riêng mình, tất cả tình yêu chỉ có một kết quả. Em biết rõ người đó không phải là em. Vương Tử Quân thầm cảm thấy rất phiền muộn, hắn muốn nhờ Lý Đức Trụ đổi bài khác, thế nhưng lại cảm thấy hành động của mình quá cảm tính, vậy là không thay đổi. Gặp mặt không bằng hoài niệm, mình cần gì phải như vậy? Vương Tử Quân lắc đầu và lấy một điếu thuốc ra châm lửa, khói thuốc bùng lên dày đặc. Vương Tử Quân lại nghĩ đến tình huống gặp mặt Thạch Kiên Quân vào ngày hôm nay, đặc biệt là câu nói muốn mình tiếp nhận vị trí của đối phương. Điều này làm cho hắn càng cảm thấy mơ màng. Xem ra Thạch Kiên Quân căn bản là không thể chờ đợi được nữa. Vương Tử Quân nghĩ đến câu nói của Chủ tịch Thạch mà cảm thấy có chút lo lắng. Tuy những ngày qua Thạch Kiên Quân phát triển rất thuận lợi ở Sơn Nam, hơn nữa bên cạnh cũng có không ít người, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản luôn cảm thấy lo lắng. Vương Tử Quân thấy rõ Hào Nhất Phong gần đây quá vô danh, an phận giống như một người sắp về hưu đến nơi. Nhưng từ đầu Vương Tử Quân đã có liên hệ với Hào Nhất Phong, hắn hiểu khá rõ về Bí Thư Nhất Phong. Theo những gì hắn biết, Hào Nhất Phong cũng không phải là một người dễ dàng chịu thua, cũng không phải là một người dễ dàng bị đánh bại. Mặc dù hội nghị thường ủy tỉnh Sơn Nam mang đến chút bất lợi cho Hào Nhất Phong, thế nhưng dù sao thì lão vẫn còn là Bí Thư tỉnh ủy, bên cạnh còn có một nhóm thường ủy trung thành và đoàn kết. Hơn nữa Dương Độ Lục ở tỉnh Sơn Nam nhiều năm, có rất nhiều cán bộ được chính tay trưởng ban Dương đề bạt. Muốn đổ tường thì mọi người phải cùng đẩy, nhưng kết quả là tan đàn xẻ nghé, vấn đề là Hào Nhất Phong chẳng phải là cây không gốc, hơn nữa sau lưng còn có bóng cây cao ngất là Dương Độ Lục. Đám người được Dương Độ Lục và Hào Nhất Phong đề bạt lên sẽ không thể nào bỏ chạy nhanh chóng cho được. Thạch Kiên Quân vì muốn tăng cường thực lực của mình mà hầu như là ai cũng tiếp nhận.
Đặc biệt là sau khi Lữ Tiến Bình tiến lên làm trưởng phòng tổ chức, Thạch Kiên Quân có quyền lên tiếng ở phương diện nhân sự, đã đề bạt được không ít người, trong đó đối tượng trọng điểm chính là Cổ Thập Minh. Lúc này vì cạnh tranh vị trí bí thư thị ủy La Nam mà Thạch Kiên Quân yêu cầu Cổ Thập Minh rời núi, xem ra mối quan hệ giữa Thạch Kiên Quân và Cổ Thập Minh là không tầm thường. Chương 1054, anh chính là ánh sao. Vương Tử Quân căn bản không hối hận khi từ chối lời đề nghị của Thạch Kiên Quân. Dù sự việc này sẽ làm cho mối quan hệ giữa hai người phát sinh vết rách, thế nhưng có một số việc mà Vương Tử Quân căn bản là không muốn lùi bước. Khả năng Vương Tử Quân rời khỏi thành phố La Nam là không nhỏ, hắn cũng có suy tính của mình. Dù sao hắn cũng công tác ở thành phố La Nam lâu năm, đã bỏ ra rất nhiều tâm tư vì sự phát triển của La Nam, bây giờ hắn nhìn những thành quả phấn đấu của mình, thật sự cảm thấy khó thể rời đi. Cây chuyển thì chết nhưng người chuyển thì sống, doanh trại sắt nhưng binh lính như nước chảy, hắn càng phải tiến bước, chỉ có thể rời khỏi thành phố La Nam. Trong một căn biệt thự rất lớn ở đường Tây giao thành phố Sơn Viên có hai người đang uống rượu, một trong số đó chính là người được Thạch Kiên Quân nhắc đến hôm nay, là Cổ Thập Minh. Người này hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn mập mạp làm cho người ta nhìn qua cảm thấy cực kỳ uy nghiêm. Nhưng lúc này vị lãnh đạo phòng tài chính nói 102 đang phải cố gắng nở nụ cười nịnh nọt. Trưởng phòng Lữ, tôi kính ngài một ly, chúc tâm tưởng của ngài mau chóng thành hiện thực. Cổ Thập Minh nâng ly rượu đỏ lên mỉm cười nói. Trong tỉnh Sơn Nam cũng không có nhiều người được Cổ Thập Minh mời rượu, thế nhưng trong số những người được mời có Lữ Tiến Bình. Lúc này Lữ Tiến Bình cười ha hả cùng ly với Cổ Thập Minh, sau đó cười nói. Anh Cổ, anh sẽ cố gắng tìm cách cho chuyện của cậu. Điều này là tất nhiên, nếu anh không nghĩ cho anh em, như vậy còn có thể nghĩ cho ai? Hôm nay tôi mời anh, chủ yếu là muốn uống với anh vài ly. Bây giờ mỗi ngày ngài đều bận rộn công tác, thật sự quá cực khổ. Cổ Thập Minh lúc này cười giống hệt như một đóa hoa. Lữ Tiến Bình căn bản rất thỏa mãn với thái độ của Cổ Thập Minh, hắn vỗ vỗ lên vai Cổ Thập Minh rồi nói. Anh Cổ, bí thư thị ủy La Nam là một vị trí cực kỳ quan trọng, nơi đây là trung tâm kinh tế của tỉnh Sơn Nam, tuy sẽ không tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy ngay lập tức, thế nhưng chỉ cần anh ngồi ở vị trí này. Chuyện tiến lên thường ủy tỉnh ủy là ván đã đóng thuyền. Nhưng nếu muốn tiến lên làm bí thư thị ủy La Nam, căn bản cũng không dễ dàng gì. Mặc dù Cổ Thập Minh căn bản không quá yêu mến cách nói nửa câu chừa nửa câu của Lữ Tiến Bình, thế nhưng lúc này hắn vẫn phải mở miệng theo sau. Có sự giúp đỡ của đại ca và chủ tịch Thạch, em tin tưởng 100% vào sự kiện lần này. Anh Cổ, trong tỉnh Sơn Nam cũng có vài việc xem như làm khó cho chủ tịch Thạch. Lữ Tiến Bình thấy thời cơ phù hợp thì lập tức dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Chủ tịch Thạch đã nói chuyện với Bí thư Vương về vị trí Bí thư thị ủy La Nam, tuy Chủ tịch Thạch cũng không lộ ra kết quả cuối cùng, thế nhưng từ trong giọng nói của Chủ tịch Thạch thì tôi cảm thấy không quá thuận lợi. Không thuận lợi. Ba chữ này làm cho vẻ mặt Cổ Thập Minh biến đổi. Hắn là người công tác lâu năm ở Sơn Nam, hắn biết lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân ở Sơn Nam là như thế nào. Nếu như Vương Tử Quân căn bản là cắn mãi không buông, như vậy khả năng Cổ Thập Minh hắn tiến lên làm bí thư thị ủy La Nam căn bản chỉ còn lại phân nửa. Vương Tử Quân hắn sở dĩ có ngày hôm nay không phải là nhờ sự giúp đỡ của Chủ tịch Thạch sao? Chủ tịch Thạch tự mình ra mặt nói chuyện mà hắn còn dám nói như thế, tôi cảm thấy người này căn bản là không biết trời cao đất rộng. Cổ Thập Minh cảm thấy rất căm tứ, sau đó trầm giọng nói với Lữ Tiến Bình. Nhưng Lữ Tiến Bình cũng không tiếp lời Cổ Thập Minh, tuy bây giờ hắn đã là một trong những người có lực ảnh hưởng trong tỉnh Sơn Nam, thế nhưng hắn biết rõ lúc này mình căn bản còn chưa đủ thực lực chống lại Vương Tử Quân. Chính mình sở dĩ hô phong hoán vũ cũng chủ yếu là dựa vào Thạch Kiên Quân, nhưng Vương Tử Quân thì khác, người này là cây đại thụ ở tỉnh Sơn Nam, một gốc cây đại thụ có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau với Thạch Kiên Quân. Sau khi có ý nghĩ đẩy Cổ Thập Minh tiến lên làm bí thư thị ủy La Nam, Chủ tịch Thạch thậm chí còn chạy đến thành phố La Nam trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân. Mình căn bản không có ưu thế gì khi so sánh với Vương Tử Quân. Lữ Tiến Bình căn bản tỉnh táo trở lại, hắn cũng không nói lời nào. Những gì hắn nghĩ căn bản không thể nói trước mặt Cổ Thập Minh, lòng tự trọng ép hắn căn bản không dám nói mình không bằng Vương Tử Quân. Trưởng phòng Lữ, ngài chỉ điểm cho tôi một chút, lúc này tôi nên làm gì bây giờ?
Khi thấy Lữ Tiến Minh không nói lời nào thì Cổ Thập Minh biết lời châm ngòi của mình căn bản không có tác dụng. Lữ Tiến Minh treo cao việc không liên quan đến mình, không dẫm chân vào bùn, nhưng Cổ Thập Minh hắn không làm không được. Dù sao thì hắn cũng suy nghĩ nhiều năm vì vị trí thường ủy tỉnh ủy, lúc này sao có thể cam chịu buông tha cho nó được. Cậu biết tình hình trước kia của thành phố La Nam rồi đấy, tất cả là do Bí thư Vương tạo dựng lên, bây giờ cậu muốn làm Bí thư Thị ủy La Nam thì cửa ải đầu tiên cần vượt qua chính là Bí thư Vương Tử Quân. Nói cách khác thì cậu căn bản không thể nào tiến lên được. Dù là tỉnh ủy hay tuyến trên sẽ luôn trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân. Lữ Tiến Minh là người làm công tác tổ chức, sau khi nói vài câu thì sự việc đã hầu như rất rõ ràng. Trưởng phòng Lữ, tôi căn bản có mối quan hệ rất bình thường với Vương Tử Quân. Cổ Thập Minh trầm ngâm một chút rồi dùng giọng tức giận nói. Lữ Tiến Minh dùng ánh mắt hung hăng nhìn Cổ Thập Minh, sau đó trong lòng thầm nghĩ anh không giỏi kéo quan hệ với Vương Tử Quân, như vậy còn muốn làm Bí thư Thị ủy La Nam sao? Nhưng hắn cũng không nói những lời này ra khỏi miệng. Dù sao thì Cổ Thập Minh cũng luôn cung kính với hắn, hắn cũng nhận không ít lợi ích từ người đối phương, thế nên không nên đả kích đối phương làm gì cho mệt. Dù gì thì anh cũng phải đi kéo quan hệ, đây là vấn đề thái độ. Lữ Tiến Minh nhìn thoáng qua Cổ Thập Minh rồi trầm giọng nói. Phòng làm việc của Bí thư Hào Nhất Phong căn bản là không rộng nhưng lắp đặt cực kỳ tinh xảo. Lúc này trên bàn làm việc có một trang giấy tuyên trắng, giấy viết thư pháp, một cây bút lông thô được chấm mực đỏ đang được Bí thư Nhất Phong cầm chặt trên tay. Nhưng Hào Nhất Phong cũng không lập tức hạ bút, lão trầm ngâm giây lát, sau đó mới đặt bút lên giấy tuyên. Sau một loạt hành động múa bút như rồng bay phượng múa, năm chữ lớn xuất hiện trên giấy. Tuổi già trí chưa già. Chữ đẹp. Tiếng vỗ tay khẽ vang lên, chợt có người lên tiếng. Bí thư Hào. Năm chữ này của ngài hầu như là tập trung được tinh hao của lối viết thảo, cho dù một vài người chuyên nghiệp đến ghi cũng không hơn được. Hào Nhất Phong đặt bút lông trong tay xuống, sau đó mới cười nói. Trọng Khang, cậu cũng đừng rót mật vào lòng tôi biết rõ mình có trình độ thế nào. Nhưng đây chỉ là một hành vi nghiệp dư của tôi, chỉ là viết chơi mà thôi, nếu so sánh với nhà thư pháp thì căn bản kém quá xa. Chương 1055 Làm việc phải xem lãnh đạo vui hay không. Người được Hào Nhất Phong gọi là Trọng Khang bây giờ hơn 50 tuổi, dù hắn đang cười thế nhưng nhìn gương mặt vẫn có vài phần uy nghiêm, làm cho người ta nhìn vào cảm thấy thật sự còn khó coi hơn khóc. Trọng Khang mặc tây phục đeo cà vạt, mái tóc đã rơi vào hoàn cảnh địa phương hỗ trợ Trung ương, thế nhưng địa phương phủ lên Trung ương, vẫn rất cẩn thận tỉ mỉ, không chút mất trật tự. Hắn đi vòng quanh nhìn chữ của Hào Nhất Phong. Sau đó mới cười nói. Bí thư Hào, tôi căn bản không hiểu nhiều về thư pháp, nhưng tôi biết rõ chữ tốt căn bản không phải chữ hoàn mỹ, mà bên trong ẩn giấu tinh thần. Nếu chữ không có tinh thần, căn bản cũng không phải là thượng đẳng. Chữ của bí thư ngài lại tràn đầy ý chí, đây cũng không phải là thứ mà những nhà thư pháp có thể so sánh được. Trọng Khang nói làm cho Hào Nhất Phong rất vui, lão chỉ vào đối phương rồi nói. Anh đấy. Há miệng thì cái gì cũng nói được, tôi nhớ bây giờ người ta khen phụ nữ, câu đầu tiên là xinh đẹp, nếu người phụ nữ kia có vẻ đẹp khiêm tốn, không thể liệt vào hai chữ xinh đẹp, như vậy sẽ đổi lại, sẽ khen nàng có khí chất. Cậu không phải dùng chiêu đó lên người tôi đấy chứ? Bí thư, tôi nói đều là lời thật lòng, ngài cũng không thể hoài nghi tôi được. Trọng Khang làm ra bộ dạng cầu xin tha thứ rồi lên tiếng giải thích. Hào Nhất Phong cười cười nói. Được rồi, không nói đến vấn đề này nữa, Trọng Khang, bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Bí thư Nhất Phong, trên cơ bản đã chuẩn bị xong, chứng cứ đã vô cùng xác thực, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ chọn lựa hành động. Lý Trọng Khang nhìn vào mặt Hào Nhất Phong rồi trầm giọng nói, lúc này gương mặt hắn có mang theo vài phần sát khí. Tốt, Trọng Khang, chúng ta đã đợi ngày này quá lâu rồi. Hào Nhất Phong vỗ tay Lý Trọng Khang. Sau đó lão trầm giọng nói. Tình thế tốt của lão lãnh đạo lưu lại đã bị tôi biến thành thế này, tôi rất không an tâm, không cảm thấy vui. Lúc này lão lãnh đạo vẫn tín nhiệm tôi, còn đưa cậu là một người có khả năng đến đảm nhiệm vị trí bí thư ủy ban kỷ luật Sơn Nam. Tôi tin tưởng dưới sự giúp đỡ của lãnh đạo, chúng ta nhất định sẽ quét sạch lũ trâu ngựa ở Sơn Nam, cuối cùng Sơn Nam sẽ vẫn là nơi lanh lảnh càn khôn.
Lý Trọng Khang đến tỉnh Sơn Nam được hơn nửa năm thế nhưng vẫn cảm nhận được áp lực mà Hào Nhất Phong đang gánh vác. Đồng thời hắn cũng cảm thấy bội phục vị lãnh đạo có tư tưởng cổ hữu này hơn vài phần. Có thể nhẫn nại đào hố chôn người, đây cũng không phải là điều bình thường có thể làm được. Bí thư Hào yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lý Trọng Khang nói đến đây thì dùng giọng trần trờ nói. Bí thư Hào, khi nào thì chúng ta phát động? Không vội, bây giờ chúng ta còn chưa gấp. Hào Nhất Phong nhìn vào dòng chữ của mình rồi trầm lặng nói. Chúng ta đã đợi khá lâu, cũng không thể nào không chờ thêm một chút nữa được. Tuy tin tức Vương Tử Quân sẽ rời khỏi tỉnh Sơn Nam ngày càng lan rộng, thế nhưng công tác của hắn ở thành phố La Nam vẫn vận chuyển đâu vào đấy. Đặc biệt là bên ngoài phòng làm việc của Vương Tử Quân vẫn có một hàng người đến chờ báo cáo. Bí thư Vương, vừa mới nhận được thông báo, trưởng phòng của phòng tài chính tỉnh sẽ đến khảo sát tình huống thu chi của thành phố La Nam. Lý Nhị Bình đứng đối diện với Vương Tử Quân, nàng khẽ mở miệng báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ nhíu mày, hắn biết lúc này Cổ Thập Minh đến nghiên cứu khảo sát căn bản không phải vì vấn đề thành phố La Nam đang có nguồn tài chính mạnh mẽ, vì đối phương đang nhăm nhe vị trí của mình. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân cười nói. Chủ tịch Lý, chuyện này chỉ phụ trách tiếp đãi, hôm nay tôi không có thời gian, đến trưa để Chủ tịch Hà đến dùng cơm với trưởng phòng Cổ. Lý Nhị Bình dù là phụ nữ nhưng căn bản không phải hạng tóc dài não ngắn. Theo nhận định của nhiều người thì nàng là người có thể nhìn chung quanh nghe tám hướng, nếu không thì nàng căn bản không thể nào đứng vững ở thành phố La Nam. Nàng căn bản rất quan tâm đến tin tức của Vương Tử Quân, đồng thời nàng cũng hy vọng thừa cơ hội này có thể phát động. Sắp xếp vị trí trong quan trường chính là trèo lên cây hái trái, bí thư Vương rời khỏi La Nam, thành phố La Nam sẽ thành một mâm bánh trái. Lúc này La Nam đang phát triển mạnh mẽ, chỉ cần có được một vị trí quan trọng ở nơi đây. Sau này căn bản sẽ có tác dụng khó thể đo lường với chính mình. Tất nhiên nàng không dám nghĩ đến vị trí của Bí Thư Vương, nhưng vị trí mà Chủ tịch Hà Khởi Duệ lưu lại cũng đủ làm cho nàng cực kỳ thèm thuồng. Lý Nhị Bình là một người có chỉ số thông minh rất cao, nàng thấy mình muốn thực hiện khát vọng ở thành phố La Nam thì căn bản phải thông qua Vương Tử Quân. Nếu Bí Thư và Chủ tịch tỉnh đều phải nhìn vào Vương Tử Quân, như vậy chỉ cần mình thu phục được người này, căn bản sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng với tương lai chính trị của mình. Nhưng nếu muốn thu phục Vương Tử Quân thì còn phải chậm rãi hầm cách thủy, nhìn vào mức độ thì căn bản không nên để xuất hiện tình huống chưa chín kỹ, vì nóng vội không ăn được đậu hũ nóng. Sau này Lý Nhị Bình căn bản luôn kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản khi ở đối diện với Vương Tử Quân, mọi chuyện đặt Bí Thư Vương lên đầu, mọi chuyện lấy tiêu chí phục vụ Bí Thư Vương, mọi chuyện lấy ý kiến của Bí Thư Vương làm tiêu chuẩn. Mọi chuyện phải xem Bí Thư Vương có vui hay không. Lý Nhị Bình có tâm tư như vậy, nàng bắt đầu dốc công dốc sức chứng thực. Dựa vào mối quan hệ giữa hai vợ chồng tạo dựng bao năm ở Sơn Nam, đã có không ít tin tức về thành phố La Nam chạy về phía nàng. Cổ Thập Minh sẽ đến thành phố La Nam đảm nhiệm vị trí Bí Thư Thị ủy, đây là tin tức mà nàng biết được vào ngày hôm qua. Nhưng sau khi nghe được tin này thì đáy lòng nàng chợt cảm thấy lạnh lẽo. Một vị trí để chống chỉ có hai khả năng, một là đề bạt tại chỗ, mọi người sắp xếp chỗ ngồi cho nhau, thuận tiện ăn quả trên cây, thuận tiện chuyển vị trí, kết cục là người người nhà nhà vui vẻ, thứ hai chính là cán bộ hàng không, từ trên rơi xuống lấp đầy chỗ trống. Nhưng Cổ Thập Minh chạy đến thành phố La Nam thì căn bản là lấp đầy tất cả lỗ hổng cho cán bộ địa phương có thể thăng thiên. Theo phân tích của Lý Nhị Bình thì Cổ Thập Minh có khả năng rất lớn làm bí thư thị ủy La Nam. Dù sao thì người này cũng là dòng chính của Chủ tịch Thạch. Lúc này lực ảnh hưởng của Chủ tịch Thạch ở tỉnh Sơn Nam đã vượt qua Hào Nhất Phong, hơn nữa mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân căn bản không phải chỉ là bình thường. Nhưng lúc này Vương Tử Quân lại cho Lý Nhị Bình và Chủ tịch Hà đón tiếp Cổ Thập Minh, điều này làm cho trái tim muốn thân cận với Cổ Thập Minh của nàng chợt nguội lạnh. Bí thư Vương nói bằng giọng bình thản thế nhưng cực kỳ chân thật đáng tin. Lúc này Cổ Thập Minh đến thành phố La Nam làm gì, mọi người đều hiểu rõ ràng. Nàng tin tưởng với đầu óc chính trị của Vương Tử Quân, đối phương chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay vấn đề, sao không biết cho được. Bí thư Vương không thấy, điều này nói rõ Cổ Thập Minh căn bản không thể nào ngồi lên vị trí bí thư thị ủy La Nam. Tuy sau lưng Cổ Thập Minh có Chủ tịch Thạch chống đỡ, thế nhưng bí thư Vương không đồng ý thì căn bản là không có kết quả.
nên nhìn kỹ rồi nói sau. Lý Nhị Bình thầm cho ra quyết định, sau đó nàng lui ra khỏi phòng Vương Tử Quân. Cổ Thập Minh là trưởng phòng tài chính, là một vị trí cực kỳ quan trọng trong tỉnh Sơn Nam. Có một số việc dù là phó chủ tịch tỉnh cũng căn bản không có lực ảnh hưởng lớn bằng hắn. Mỗi khi hắn đến các thành phố thị sát công tác, người ta bình thường đều phải đưa hắn lên cao, không phải là bí thư thì cũng là chủ tịch thành phố tiếp đãi. Thậm chí có những địa phương vì có chuyện cần cầu cạnh mà cả bí thư và thị ủy đều đi ra đón tiếp, quy cách tiếp đãi cao vời, thật sự giống như thần tài đến nhà. Nhưng lúc này Cổ Thập Minh đến thành phố La Nam, hắn chuẩn bị tâm tư hạ thấp tư thái của mình. Dù sao Vương Tử Quân cũng không phải là bí thư thị ủy bình thường, còn là thường ủy tỉnh ủy. Người này đồng thời còn là nhân vật trọng yếu có liên quan trực tiếp đến tương lai làm bí thư thị ủy La Nam của Cổ Thập Minh, đến nhà đối phương sao có thể ngẩng cao đầu cho được. Cổ Thập Minh đi đường mà liên tục suy nghĩ, hắn nghĩ nhiều nhất chính là làm sao mở miệng với Vương Tử Quân. Hắn nhất định phải hạ thấp tư thái của mình, Vương Tử Quân không phải là người bình thường, lực ảnh hưởng của hắn ở tỉnh Sơn Nam đã không còn là thứ mà người thường có thể so sánh được. Mặc dù Vương Tử Quân chỉ là một người có vị trí khá thấp trong thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng nói về thực lực, thì đối phương căn bản có thể xếp vào 6 người đầu tiên. Dù là bí thư thị ủy An Dịch là Lý Dật Phong cũng phải kém hơn khá nhiều. Cổ Thập Minh căn bản không kém ở phương diện tìm vui cho người khác, nếu không thì cũng chẳng lấy được niềm vui cho Chủ tịch Thạch. Nhưng hắn căn bản không thể lạc quan với quan hệ với Vương Tử Quân, vì hai bên khá hời hợt. Đây cũng không phải là nguyên nhân mà hắn phải cố gắng hướng về phía Vương Tử Quân. Ngược lại hắn tìm được niềm vui cho Chủ tịch Thạch, đã từng nghĩ hết mọi biện pháp để kéo gần quan hệ với một người có thực lực mạnh mẽ như Vương Tử Quân ở Sơn Nam. Nhưng không biết vì sao mà Vương Tử Quân luôn tỏ ra cực kỳ ôn hòa, mặc dù biểu hiện cũng là cười cười nói nói, thế nhưng Cổ Thập Minh cảm thấy nụ cười trên gương mặt anh tuấn của đối phương căn bản lúc nào cũng như một ngọn núi băng ngàn năm. Ngọn núi băng vắt ngang trước mặt hắn, ngăn cản hắn tiếp cận một cách không chút khách khí. Sau khi cố gắng vài lần mà không có kết quả, Cổ Thập Minh cũng buông tha cho ý nghĩ của mình. Đặc biệt là sau khi tiến lên làm trưởng phòng tài chính, hắn càng không muốn liên lạc với Vương Tử Quân. Thậm chí trong lòng hắn cũng có chút oán giận Vương Tử Quân, nhưng hắn dù có giận cũng không dám có bất kỳ hành vi không hay với thành phố La Nam ở phương diện tài chính. Hắn biết rõ La Nam là chốn căn bản không nên trêu vào. Như vậy thì tốt, sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Cổ Thập Minh suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình với Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng nản lòng an ủi chính mình. Khi Cổ Thập Minh đang cảm thấy rất bực mình, cho rằng mình và Vương Tử Quân căn bản là không động chạm vào nhau, đột nhiên truyền đến tin tức Vương Tử Quân sẽ rời khỏi Sơn Nam. Ý nghĩa của sự kiện lần này căn bản có ảnh hưởng rất sâu. Vì ít nhất thì vị trí bí thư thị ủy La Nam sẽ để trống. Cổ Thập Minh vì muốn tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy, hắn nhất định phải đến thành phố La Nam một chuyến. Cổ Thập Minh nhất định phải tỏ thái độ, đó là công tác dựa theo ý nghĩ của Vương Tử Quân, căn bản đi theo quy hoạch của đối phương. Hắn thầm nghĩ như vậy, sau đó lặng lẽ suy tư, mình làm sao để nối liên hệ với Vương Tử Quân đây? Trưởng phòng Cổ, sắp rời khỏi đường cao tốc. Trong bầu không khí yên ắng, lái xe nghiêng đầu nói với Cổ Thập Minh. Cổ Thập Minh bị cắt đứt dòng suy nghĩ của mình mà có chút mất hứng, nhưng lúc này hắn cũng không thể phát giận lên người lái xe. Dù sao trước đó hắn cũng đã phân phó với lái xe khi sắp rời khỏi đường cao tốc thì nhắc nhở mình. Sự việc có thành công hay không có liên quan trực tiếp đến sự kiện gặp mặt lần này, Cổ Thập Minh nghĩ như vậy mà cảm thấy trong lòng có vài phần hưng phấn. Trưởng phòng Cổ, anh xem. Người ta đến nghênh đón chúng ta. Thư ký nhìn vài chiếc xe dừng lại phía trước, hắn khẽ nói với Cổ Thập Minh. Cổ Thập Minh khẽ gật đầu, trong lòng có vài phần an ủi. Dù sao thì đối phương cũng đi ra cửa đường cao tốc đón mình, cũng xem như giữ thể diện cho mình. Chào trưởng phòng Cổ, chào mừng anh đến thành phố La Nam kiểm tra chỉ đạo công tác. Lý Nhị Bình đã từng gặp Cổ Thập Minh, lúc này nàng mỉm cười vươn tay với Cổ Thập Minh. Khi thấy Lý Nhị Bình thì Cổ Thập Minh vô thức nhíu mày, hắn dù không kỳ vọng Vương Tử Quân sẽ ra đón mình, thế nhưng phía La Nam cử ra một vị phó chủ tịch thường vụ đến đón, căn bản là lễ nghi hơi thấp. Tuy Cổ Thập Minh cảm thấy rất mất hứng, thế nhưng vẫn phải giữ vững tinh thần ứng phó với Lý Nhị Bình. Đối phương tuy chỉ là phó chủ tịch thường vụ,
thế nhưng là nữ đồng chí duy nhất trong ban ngành thành phố La Nam, hắn cũng không dám đắc tội với đối phương. Dù sao bây giờ Cổ Thập Minh vẫn chưa là bí thư thị ủy La Nam, hắn có thể trở thành bí thư thị ủy La Nam hay không thì còn phải nhờ người đàn ông kia trợ giúp. Nếu như không có được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, căn bản không thể nào tiến lên vị trí bí thư thị ủy La Nam được. Lý Nhị Bình lúc này tuy nở nụ cười vui vẻ, tuy luôn nói cười với Cổ Thập Minh, thế nhưng dựa vào tâm tư của một người phụ nữ, nàng có thể cảm nhận được vị thần tài đến La Nam căn bản không thoải mái. Nàng bây giờ không dám đắc tội với hai bên, thế cho nên cũng chỉ giả vờ hồ đồ mà thôi. Trưởng phòng Cổ, nghe nói ngài đến kiểm tra thị sát công tác của thành phố La Nam, thế là mọi người cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Chủ tịch Hà vốn muốn đích thân đến đón ngài, thế nhưng lúc này có một tổ nghiên cứu đến La Nam, đã quyết định sáng nay tiếp nhận báo cáo công tác. Lý Nhị Bình là người nhanh miệng, lời còn chưa ra khỏi miệng thì gương mặt đã vui tươi làm cho người đối diện cảm thấy rất thoải mái. Tuy biết rõ lời nói của đối phương căn bản 8 phần là giả, thế nhưng Cổ Thập Minh vẫn thấy rất vui. Dù sao thì ai cũng thích những lời nịnh nọt, dù biết những lời này căn bản là giả, thế nhưng vẫn tình nguyện muốn nghe. Thay tôi cảm ơn Chủ tịch Hà, lần này tôi đến nghiên cứu đều là vì muốn mở rộng kinh nghiệm của thành phố La Nam. Những năm qua thu nhập tài chính của La Nam tăng vọt, kinh nghiệm tốt này nhất định phải được phổ biến ra toàn tỉnh Sơn Nam. Cổ Thập Minh nói qua loa vài câu thì thay đổi chủ đề. Chủ tịch Lý, Bí thư Vương bây giờ có rảnh không? Tôi muốn báo cáo vài công tác cho lãnh đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 102.